Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 101. Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu. Lúc này, lão giả áo bào đen bỗng nhiên nói. Dạ quân sự, ta không phục. Dạ Lưu Vân quay đầu lại nhìn về phía lão giả mặc áo bào màu đen này. Hắn trầm giọng nói. Dạ quân sự, người sao có thể nghe lời nói một phía của tiểu nữ hài này mà đuổi huynh đệ chúng ta ra khỏi kiếm minh chứ? Người làm như thế, sẽ khiến cho đám huynh đệ chúng ta thất vọng đấy. Dạ Lưu Vân nói. Chẳng lẽ nàng đang nói xấu các ngươi sao? Lão giả áo bào đen trầm giọng nói. Dĩ nhiên là nói xấu rồi. Đội hộ vệ chúng ta luôn luôn tuân theo quy tắc trong thành, cho dù có vài người làm trái với quy định, tự ý thu phí an toàn gì đó, nhưng không đến mức bị trục xuất kiếm minh chứ. Hơn nữa, còn đuổi tất cả đám người chúng ta ra khỏi kiếm minh. Dạ Lưu Vân nhìn lướt qua đám người lão giả áo bào đen, nói. Từ trưởng lão, tôn tử của ngươi ở trong thành làm sằng làm bậy, đừng nói với ta là ngươi không biết. Ngươi không ngăn cản, trái lại còn nối giáo cho giặc bảo vệ hắn, che giấu tội lỗi của hắn. Từ trưởng lão, ngươi làm vậy là đang lấy quyền mưu việc riêng. Hơn nữa, ngươi có biết hành vi của các ngươi đã tạo thành ảnh hưởng rất tồi tệ cho kiếm minh chúng ta không? Thứ lỗi cho ta nói thẳng. Hôm nay đáng lẽ nên giết chết các ngươi, giết một người để răn trăm người, nhưng niệm tình các ngươi đã từng có công với kiếm minh, cho nên ta mới thả cho các ngươi một con đường sống. Ta không phục, lão giả áo bào đen nói. Ta muốn gặp kiếm chủ, ta muốn kiếm chủ chủ trì công đạo cho ta. Một khi bị đuổi ra khỏi kiếm minh, đuổi ra khỏi Mạt Nhật Thành, vậy tất cả những gì bọn họ có bây giờ đều sẽ biến mất, không chỉ có vậy, ra khỏi Mạt Nhật Thành, sau đó muốn vào cũng chỉ vô vọng. Dương Diệp. Tử Nhi bên cạnh Dương Diệp đã không nhịn được mà phì cười. Dạ Lưu Vân lắc đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói. Chúng ta đi thôi. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó kéo Tử Nhi tay về phía xa đi đến. Lão già mặc áo bào màu đen này đang muốn nói nữa, lúc này, một thị vệ ngân giáp phía sau Dạ Lưu Vân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lão già áo bào đen, nói. Từ Cát Tường. Bản thân ngươi xem kỹ một xem nam tử bên cạnh Dạ tiểu thư là ai. Ngươi mở to mắt xem kỹ một chút đi. Nói xong, nam tử mặc ngân giáp xoay người đi theo đám người Dạ Lưu Vân. Lão giả áo bào đen ngẩn người, quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp cùng Dạ Lưu Vân. Hắn phát hiện ra một điểm, Dạ Lưu Vân nhìn như đi song song với Dương Diệp, nhưng thật ra không phải. Dạ Lưu Vân là đi phía sau Dương Diệp, chỉ có điều khoảng cách rất ngắn, chỉ chưa đến nửa bước, bởi vậy. Nếu như không nhìn cẩn thận thì, căn bản không nhìn ra. Đây là người phía dưới tôn kính người phía trên. Nghĩ đến đây, vẻ mặt lão giả áo bào đen lập tức trắng bệch như tờ giấy, còn liên tục lùi lại mấy bước, nói. Hắn là kiếm chủ. Lão giả áo bào đen không hạ thấp giọng, bởi vậy tất cả mọi người ở đó đều nghe được lời hắn nói. Xôn xao. Tất cả mọi người ở đó lập tức xôi trào. Hắn là Dương Diệp, hắn là Dương Diệp. Hắn là Dương Diệp. Trời ơi, hắn lại chính là Dương Diệp, không trách được lúc trước ta cảm thấy hắn có chút quen mắt, hóa ra hắn chính là kiếm chủ Dương Diệp. Ta đã nói rồi, người dám đánh Từ Vân Thiên thì sao có thể là người tầm thường được. Phi phi, Từ Vân Thiên này đã tính là gì chứ? Hắn cũng xứng cho kiếm chủ đánh. Thật ra, ta đã sớm biết hắn là Dương Diệp. Mọi người. Ngoài cửa hàng, Tiểu Lam ngẩn người. Nàng không ngờ được người vừa mua đồ ở trong cửa hàng của nàng là chủ nhân Mạt Nhật Thành Dương Diệp. Đúng lúc này, một nam tử ngân giáp đột nhiên đi tới trước mặt Tiểu Lam ôm quyền và lấy ra một miếng lệnh bài đưa tới, nói. Tiểu Lam cô nương, đây là thân phận lệnh, kiếm chủ nói, nếu như cô nương bằng lòng gia nhập kiếm minh thì hãy thu khiến này. Sau đó cô nương chính là một thành viên của kiếm minh. Đúng rồi, Dạ tiểu thư cũng nói, nếu như cô nương bằng lòng. Sau này có thể đi theo bên cạnh nàng. Nếu như cô nương không muốn cũng không sao. Sau này cô nương có thể yên tâm mở cửa hàng, không có người nào dám tới. Ta bằng lòng. Tiểu Lam bỗng chốc đoạt mất lệnh bài, sau đó đặc biệt nghiêm túc nói. Ta bằng lòng. Mở cửa hàng thì một tháng có thể kiếm được bao nhiêu. Mà một khi gia nhập kiếm minh, chỉ cần cố gắng thì sau đó còn sợ không có tài nguyên tu luyện sao. Có thể nói. Điều này chính là một kỳ ngộ lớn đối với nàng làm sao có thể bỏ qua được. Nam tử mặc giáp bạc mỉm cười, nói. Vậy mời Tiểu Lam cô nương thu dọn một chút rồi đi với kiếm minh ta. Được,
lập tức xong ngay đây. Tiểu Lam nói xong, vội vàng chạy tới trong cửa hàng. Kiếm điện. Dương Diệp ngồi ở chủ vị, phía dưới là một ít thành viên quan trọng của Kiếm Minh, còn có người ba tông ba thành ẩn vực cũng ở đây. Vào giây phút nhìn thấy Dương Diệp, người Kiếm Minh đều thở phào nhẹ nhõm. Dương Diệp chính là định hải thần châm của Kiếm Minh, chỉ cần Dương Diệp ở đây, tất cả mọi người cũng thấy yên tâm hơn. Dương Diệp nhìn lướt qua mọi người và đang muốn nói, đột nhiên hắn biến sắc, cơ thể thoáng di chuyển trực tiếp lướt ra ngoài kiếm điện tới không trung. Ở chân trời phía xa có một quả cầu lửa giống như một sao rơi về phía mặt Nhật Thành. Trên không trung, hai mắt Dương Diệp híp lại, trong phút chốc, tay phải hắn duỗi ra, sau đó nắm chặt thành quyền và rung mạnh một cái. Âm, quyền ra, ngọn lửa kia trực tiếp ầm ầm vỡ nát, tiếp theo, một chữ chiến cực lớn bằng lửa xuất hiện ở trên không trung mặt Nhật Thành. Tuyên chiến, yêu tộc tuyên chiến với Kiếm Minh. Tay phải của Dương Diệp để ở sau lưng chậm rãi nắm chặt, hắn im lặng rất lâu rồi mới xoay người lập tức biến mất. Trong kiếm điện, lúc này bầu không khí trong điện nghiêm trọng hơn trước rất nhiều. Yêu tộc, hai chữ này đã không còn xa lạ với những người ở đây. Đặc biệt ba tông ba thành an vực, lúc này vẻ mặt người ba tông ba thành đều có chút khó coi, bọn họ đã bị yêu tộc truy sát phải bỏ chạy đến đại lục Minh Ngục. Bọn họ hiểu rõ thực lực của yêu tộc còn hơn người của Kiếm Minh. Dương Diệp nhìn lướt qua người ba tông ba thành phía dưới, nói. Các vị có ý kiến gì? Lâm Thiên trầm giọng nói. Dĩ nhiên là nắm tay đối đầu yêu tộc. Những người còn lại cũng vội vàng gật đầu, biểu thị tán thành. Bây giờ nhân tộc chỉ còn lại ít cường giả bọn họ. Nếu như bọn họ còn không đoàn kết, nhân tộc này thật sự sẽ bị diệt tộc. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dạ Lưu Vân, nói. Nói một chút về thực lực của chúng ta bây giờ đi. Dạ Lưu Vân hơi trầm ngâm, sau đó nói. Cộng thêm người của ba tông ba thành ẩn vực, chúng ta tổng cộng có 12 cường giả cảnh giới hư giả, 3.321 đế giả cảnh, còn lại bán đế cùng thánh giả thì nhiều vô số kể. Dương Diệp nhìn lướt qua mọi người ở đó, nói. Ta tới nói với các ngươi biết về thực lực của yêu tộc. Trải qua một trận đánh ở ẩn vực, ba tông ba thành đã tổn thất cực lớn. Bởi vậy, bây giờ nhân tộc chúng ta bất kể là hư giả hay là đế giả, ở trước mặt yêu tộc đều không có bất kỳ ưu thế nào. Ngoài việc đó ra, ở trong yêu tộc, thực lực của yêu hậu vẫn có tiểu cô nương kia vượt xa tất cả hư giả. Có thể nói, trừ ta ra, Kiếm Minh chúng ta không có bất kỳ người nào có thể với chống lại. Mà cho dù là ta cũng không có cách nào đồng thời đối chiến với hai người các nàng. Về phần đế giả còn lại thì càng không cần phải nói. Đế giả của chúng ta có chênh lệch rất lớn so với đế giả của yêu tộc, một khi trực tiếp chống lại thì đế giả của chúng ta sẽ không có bất kỳ phần thắng nào. Nói đến đây, Dương Diệp đứng dậy im lặng một lát, sau đó nói. Bây giờ tình cảnh Kiếm Minh rất tệ. Tất cả mọi người ở đó im lặng, bầu không khí càng thêm nặng nề. Dương Diệp liếc mắt nhìn mọi người, cười nói. Không cần khẩn trương như vậy, chỉ phải tất cả đám người chúng ta đoàn kết nhất trí. Yêu tộc cũng không đáng sợ như vậy. Sự thật chính là như vậy. Bất kể là ở tinh vực nào, nhân tộc đoàn kết sẽ trở nên đặc biệt đáng sợ. Nhưng ở trong tất cả chủng tộc, nhân tộc lại thường không đoàn kết nhất. Nhân tộc thích nội đấu dường như đã trở thành thiên tính, không quan tâm thế giới nào cũng vậy. Lúc này, Lâm Thiên nói. Dương Tiểu Huynh, người yên tâm, chúng ta không phải là nhiếp gia, lần này không chỉ liên quan đến bản thân chúng ta. Còn liên quan đến tất cả nhân tộc, những thế gia này cùng tông môn chúng ta sẽ không ở sau lưng dở mánh khóe gì. Từ giờ trở đi, ba tông ba thành chúng ta, bao gồm những lão già chúng ta đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi, ngươi bảo chúng ta làm thế nào, chúng ta sẽ làm như vậy, tuyệt đối không có chút do dự nào. Đám người bên cạnh Lâm Thiên cũng vội vàng gật đầu, biểu thị tán thành. Dương Diệp liếc nhìn đám người Lâm Thiên, thật ra trước đó hắn có chút lo lắng. Sợ những thế gia cùng tông môn này vẫn còn tâm tư khác. Chỉ có điều bây giờ xem ra, những người này rõ ràng đều đã biết rất rõ tình cảnh hiện tại của mình, biết nếu như còn lòng dạ hẹp hòi dở trò nữa, có lẽ sẽ thật sự gặp phải diệt tộc. Sự thật cũng là như vậy, nhân tộc chỉ vào thời khắc xê sống chết tồn vong mới có thể thật sự đoàn kết với nhau. Dương Diệp không có nói nhảm, quay đầu nhìn về phía Dạ Lưu Vân nói. Bây giờ triệu hồi tất cả thành viên Kiếm Minh ở bên ngoài. Đồng thời đóng cửa thành, bất kỳ kẻ nào cũng không được tự ý ra khỏi thành. Vẫn nữa, nói chuyện yêu tộc đột kích ra ngoài,
nên nói rõ ràng thực lực của yêu tộc thế nào. Nhưng làm vậy, rất có khả năng sẽ tạo thành khủng hoảng trong thành. Dạ Lưu Vân trầm giọng nói. Khủng hoảng. Dương Diệp khẽ lắc đầu, nói. Nhân tộc cũng đến lúc nên khủng hoảng rồi. Nếu như trong thành khủng hoảng, có thể sẽ xảy rối loạn. Dạ Lưu Vân nói. Dương Diệp nói. Ta ở trong thành sẽ không loạn. Về phần tuyên truyền thế nào, kích động thế nào, khống chế thế nào, cái này vẫn phải do Lưu Vân nàng suy nghĩ. Dù sao của phải làm cho khủng hoảng của bọn họ biến thành quyết tâm, quyết một trận tử chiến cùng yêu tộc. Ta hiểu. Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu, tuyên bố thực lực của yêu tộc ra ngoài sẽ làm người trong thành xuất hiện khủng hoảng, nhưng giống như lời Dương Diệp nói, có hắn ở đây thì trong thành sẽ không xuất hiện hỗn loạn lớn, hơn nữa nếu như xử lý được, những khủng hoảng này sẽ biến thành quyết tâm để mọi người trong thành quyết một trận tử chiến cùng yêu tộc. Bởi vì lúc này, nhân tộc đã không có đường lui, không chiến đấu chính là chết. Đại khái bao giờ thì yêu tộc sẽ tới? Lâm Thiên hỏi. Dương Diệp nói. Chắc hẳn rất nhanh thôi. Thật ra hắn biết rõ, ngay từ lúc đầu yêu hậu chắc đã muốn lấy tốc độ nhanh nhất san bằng đại lục minh ngục. Từ chuyện đối phương tới đuổi giết hắn thì có thể nhìn ra được điều này. Tuy nhiên đáng tiếc là đối phương không đánh được hắn, trái lại bị nữ tử mà đánh cho bị thương. Bây giờ đối phương nhất định là đang chữa thương, một khi đối phương dưỡng thương xong, cũng chính là thời điểm đại quân yêu tộc tấn công đại lục minh ngục. Sau khi cùng mọi người tiếp tục bàn bạc xem nên đối phó với yêu tộc thế nào, Dương Diệp liền bảo mọi người lui xuống, bây giờ hắn cũng cần tu luyện. Đúng lúc này, hai lão già đột nhiên xuất hiện ở bên trong kiếm điện. Dương Diệp hơi ngẩn người ra khi nhìn thấy hai người. Bọn họ chính là kiếm hư cùng kiếm cực, hơn nữa hai người đều đã đạt được hư giả. Chúc mừng hai vị tiền bối. Dương Diệp cười nói. Kiếm cực khoát tay áo, nói. Chúng ta thì không cần nói những lời khách sáo làm gì. Ta tới tìm ngươi là muốn thương lượng với ngươi vài chuyện. Ngươi chắc hẳn cũng nhìn thấy, trên không trung của Mạt Nhật Thành chúng ta có một kiếm trận, nhưng uy lực của kiếm trận này cũng không mạnh. Có hai nguyên nhân, một là kiếm quá ít, cấp bậc quá thấp, hai là kiếm ý gia tăng cho trận pháp này không đủ mạnh. Ta cần phải làm gì? Dương Diệp nói. Kiếm cực đạo. Kiếm, ta cần phải rất nhiều kiếm tốt. Còn nữa, đợi đến khi bố trí trận pháp, ta hy vọng ngươi có thể sử dụng kiếm ý của ngươi ở một bên tiến hành trợ giúp. Tay phải của Dương Diệp vung lên, một vạn thanh kiếm chuẩn đế cấp xuất hiện ở trước mặt kiếm cực. Thật ra những thanh kiếm này không còn tác dụng quá lớn với hắn nữa. Lấy chúng ra để bố trí kiếm trận thì không còn gì tốt hơn. Kiếm cực cũng không khách sáo, thu hết tất cả những thanh kiếm này vào, sau đó lại nói. Còn cần ít nhất 20 vạn tử tinh thạch. Kiếm cực vừa dứt lời, một chiếc nhẫn chứa đồ lại bay đến trước mặt hắn. Hắn nhìn lướt qua, bên trong vừa vặn 20 vạn viên tử tinh thạch. Kiếm cực không khỏi liếc nhìn Dương Diệp, nói. Ngươi có thật nhiều. Dương Diệp mỉm cười, hắn ở ẩn vực tiêu diệt nhiều hư giả như vậy, tiểu bạch không biết đã tạo ra bao nhiêu tử tinh thạch. Hắn không cẩn thận tính toán qua, nhưng ít nhất phải hơn 100 vạn viên. Bây giờ cho kiếm cực 20 vạn viên, thì vẫn còn ít nhất hơn 100 vạn viên. Hắn hoàn toàn có thể sử dụng nó như đá vậy. Kiếm cực đảo. Chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn cùng kiếm hư xoay người lao ra ngoài điện, Dương Diệp cũng vội vàng đi theo. Kiếm trận có uy lực thế nào? Trên không trung, Dương Diệp hỏi. Có một vạn thanh kiếm chuẩn đế cấp này cộng thêm kiếm ý của ngươi, lại thêm kiếm ý cảnh giới hư vô của đám nhóc kia phát động, muốn chém giết hư giả cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Kiếm cực nói xong thì vung tay phải lên. Một vạn thanh kiếm chuẩn đế cấp lập tức hóa thành vạn đường kiếm quang xuất hiện ở trên không trung của Mạt Nhật Thành. Sau đó kiếm cực bắt đầu khua hai tay, những huyền kiếm phía chân trời bắt đầu chuyển động có quy luật. Lúc này, kiếm cực nói, thi triển kiếm ý của ngươi và bao trùm những thanh kiếm kia. Dương Diệp khẽ gật đầu và bước về phía trước một bước, trong phút chốc, kiếm ý niết bàn cảnh xuất hiện ở phía chân trời. Chỉ trong chớp mắt, vạn thanh huyền kiếm đều bị kiếm ý niết bàn cảnh của hắn bao trùm. Những thanh kiếm kia lập tức giống như sống lại, chấn động kịch liệt và phát ra từng tiếng kiếm ngân vang dội. Ở dưới sự điều khiển của kiếm cực, những thanh huyền kiếm phía chân trời nhanh chóng xếp thành hàng. Qua khoảng một canh giờ, tất cả kiếm trên không trung hợp thành một trận hình kỳ lạ. Lúc này, kiếm cực đã không còn thao túng những thanh huyền kiếm kia nữa, chúng đã tự mình làm vận chuyển.
mà kiếm ý của Dương Diệp lại giống như một cái mạng nhện bao trùm lấy chúng. Những thanh huyền kiếm này giống như có sinh mạng, thỉnh thoảng phát ra một tiếng kiếm ngân. Dương Diệp nhìn những thanh huyền kiếm ở phía chân trời, trong mắt có một tia nghiêm trọng, bởi vì trực giác nói cho hắn biết kiếm trận này rất mạnh. Lúc này, kiếm cực nói. Nếu như yêu tộc đột kích, ta sẽ để cho đám nhóc ở tổ kiếm nhận IA bước vào trong kiếm trận này, để bọn họ lấy kiếm ý của mình tới phát động kiếm trận này. Như vậy uy lực kiếm trận này sẽ mạnh hơn một chút, đủ để bảo vệ Mạt Nhật Thành, không cho yêu tộc yêu thú tới gần. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là những lão già chúng ta có thể ngăn cản được cường giả yêu tộc. Nếu không, ví dụ như yêu hậu mà ngươi nói muốn phá trận pháp này thì không mấy khó khăn. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Có trận này ở đây, chúng ta có thêm một phần hy vọng. Nhưng cũng không thể hoàn toàn dựa vào trận này được. Nói cho những người ở tổ kiếm nhận biết phải chuẩn bị xuống thành chiến đấu bất kỳ lúc nào. Cái này là tất nhiên. Kiếm cực đạo. Dương Diệp liếc nhìn kiếm cực cùng kiếm hư, nói. Hai vị tiền bối cũng chuẩn bị đi. Tiếp theo, chúng ta có khả năng sẽ phải đánh một trận ác liệt đấy. Nói xong, Dương Diệp xoay người cơ thể thoáng di chuyển, trở lại kiếm điện. Sau khi trở lại kiếm điện, hắn trực tiếp lấy ra tử tinh thạch và ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Hắn muốn trùng kích đế giả. Cường giả càng lúc càng nhiều, cảnh giới bán đế đã không thể lăn lộn được nữa. Hắn phải đạt được đế giả. Cứ như vậy, trong thời gian sau đó, Dương Diệp đều điên cuồng tu luyện. Về phần chuyện của kiếm minh, hắn giao tất cả cho Dạ Lưu Vân. Bây giờ đối với hắn mà nói, nâng cao thực lực mới là chuyện quan trọng nhất. Thời gian trôi qua từng chút một, đảo mắt đã có nửa tháng trôi qua. Gào! Sáng sớm một ngày nào đó, một tiếng gầm giận dữ đột nhiên vang vọng ở đại lục Minh Ngục, ngay sau đó có rất nhiều tiếng gầm hét giận dữ tiếp nối. Theo những tiếng gầm thét giận dữ vang lên, tất cả mọi người biết yêu tộc đã tới. Yêu tộc công kích. Qua khoảng một ngày, đại quân yêu tộc đã xuất hiện ở cách Mạt Nhật Thành mấy ngàn trượng. Nhìn đại quân yêu tộc, vẻ mặt tất cả đám người của kiếm minh rất nghiêm trọng, phải nói là có chút khó coi. Trước đó, ở dưới sự tuyên truyền của Dạ Lưu Vân, bọn họ đã biết đại quân yêu tộc khủng khiếp thế nào. Nhưng bây giờ tự mình nhìn thấy, bọn họ mới phát hiện đại quân yêu tộc này còn khủng khiếp hơn những gì Dạ Lưu Vân đã nói rất nhiều. Cho dù cách mấy ngàn trường, nhưng khí thế của đại quân yêu tộc lại làm cho tất cả mọi người trong Mạt Nhật Thành thấy áp bách. Trên phương diện khí thế, đại quân của nhân loại còn xa mới bằng được đại quân yêu tộc. Tuy nhiên nhân tộc bên này tuyệt đối không loạn, bởi vì Dạ Lưu Vân trước đã cho bọn họ một kim dự phòng trước, bởi vậy trong lòng bọn họ đã sớm biết đại quân yêu tộc mạnh mẽ. Mặc dù bây giờ nhìn thấy đại quân yêu tộc mạnh hơn mình tưởng, nhưng bọn họ đã có chuẩn bị tâm lý trước nên không bị dọa. Trên tường thành, Dạ Lưu Vân đứng lặng ở đầu tường thành, ở sau lưng nàng là hư giả của ba tông ba thành cùng kiếm hư và kiếm cực của kiếm minh. Mà ở hai bên bọn họ lại là đế giả của cả Mạt Nhật Thành. Về phần bán đế còn lại đã ở trên tường thành, tuy nhiên bọn họ cũng không phải là quân chủ lực, trách nhiệm của bọn họ là quân cứu viện. Trong cuộc chiến đấu này, bán đế rõ ràng đã không tư cách tham dự. Lúc này, đại quân yêu tộc tuyệt đối không phát động tấn công Mạt Nhật Thành, mà dừng ở cách Mạt Nhật Thành mấy ngàn trượng, dường như đang chờ đợi gì đó. Đã Lưu Vân nhìn về phía đại quân yêu tộc, trong mắt nàng đầy vẻ nghiêm trọng. Đại quân yêu tộc có kỷ luật còn tốt hơn tưởng tượng của nàng, những đại quân yêu tộc dừng ở phía xa bất động, giữa các tộc đều có khoảng cách nhất định, nhìn như không có gì, nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, bọn họ làm vậy có phần giống như quốc trận trong đội quân của nhân loại. Yêu thú không có kỷ luật, chỉ biết đấu đá lung tung thì không đáng sợ, sợ chính là yêu thú của yêu tộc còn có kỷ luật hơn cả nhân loại. Dạ cô nương, vì sao yêu tộc không tấn công? Lâm Thiên bên cạnh Dạ Lưu Vân hỏi. Trong khoảng thời gian ở Mạt Nhật Thành này, hắn đã biết địa vị của Dạ Lưu Vân ở Mạt Nhật Thành cũng như trong lòng Dương Diệp, bởi vậy cho dù Dạ Lưu Vân chỉ là bán đế, nhưng hắn cũng không dám vô lễ. Hơn nữa, năng lực của Dạ Lưu Vân cũng khiến cho hắn kính nể. Dạ Lưu Vân im lặng một lát, sau đó nói. Có hai loại khả năng, một là để trấn áp chúng ta, hóa giải tâm lý phòng ngự của chúng ta, hai là bọn họ đang đợi một cơ hội tốt để tay hoặc là chờ cái gì khác. Chúng ta nên làm như thế nào? Lâm Thiên hỏi. Chờ cùng bọn họ. Dạ Lưu Vân trầm giọng nói. Chúng ta chỉ có thể làm như vậy. Trong giọng nói của nàng có chút bất đắc dĩ.
Bây giờ thực lực của nhân tộc yếu hơn yêu tộc rất nhiều, nếu như dựa vào trận pháp cùng kiếm trận của Mạt Nhật Thành, mọi người vẫn có thể miễn cưỡng đối đầu cùng yêu tộc, nhưng nếu như không có Mạt Nhật Thành làm chỗ dựa, nhân tộc bên này nhất định sẽ thua yêu tộc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đánh ở cự ly gần, hư giả còn tốt, nhưng với cường giả cảnh giới đế giả, nhân loại bên này có thể sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Cho nên, lúc này quyền chủ động đều ở trên tay của yêu tộc, nếu như yêu tộc muốn chiến, nhân tộc bên này cũng chỉ có thể chiến, nếu như yêu tộc lui, nhân tộc bên này cũng chỉ có thể ngừng tay. Không có cách nào, nhân tộc căn bản không có cách nào trực tiếp đấu với yêu tộc. Lâm Thiên khẽ gật đầu, sau đó lại nói. Dương Tiểu Huynh đâu? Dạ Lưu Vân nói. Còn đang bế quan, Lâm Lão yên tâm, hắn là minh chủ kiếm minh, hắn quan tâm tới kiếm minh cùng sống chết của chúng ta hơn ai hết. Ta không lo lắng hắn lâm trận bỏ chạy. Lâm Thiên cười nói. Ta chẳng qua cảm thấy, lúc này tinh thần của chúng ta có hơi thấp, nếu như hắn ở đây, nhất định có thể khiến lòng người phấn chấn. Dạ Lưu Vân mỉm cười, nói. Điều này cũng đúng. Dương Diệp ở trong lòng của tất cả mọi người chính là tồn tại vô địch, bởi vì không có người nào thấy hắn bị bại, hơn nữa tất cả mọi người đã từng đều nhìn thấy hắn dễ dàng giết chết hư giả trong nháy mắt. Có thể nói, lúc này sở dĩ tất cả mọi người của Mạt Nhật Thành dám quyết một trận tử chiến cùng yêu tộc, nguyên nhân chủ yếu là vì Dương Diệp, bởi vì Dương Diệp ở đây nên bọn họ có hy vọng. Hy vọng của Dương Diệp tất nhiên không phải thoáng cái đã có mà do tích lũy từng chút một. Bây giờ Dương Diệp không đơn thuần là trụ cột tinh thần của kiếm minh, còn là trụ cột tinh thần của cả nhân tộc. Yêu tộc có động tĩnh. Lúc này, bỗng nhiên có người nói. Đám người Dạ Lưu Vân ngẩng đầu nhìn lên, đại quân yêu tộc cách đó mấy ngàn trượng đột nhiên đồng thời xông về phía Mạt Nhật Thành. Tốc độ của bọn họ không nhanh, phải nói là có hơi chậm, nhưng bước chân chỉnh tề đâu vào đấy, đặc biệt có quy luật. Theo đại quân yêu tộc chậm rãi đi về phía Mạt Nhật Thành. Một khí thế khủng khiếp tràn về phía Mạt Nhật Thành, ở dưới uy áp này ép xuống, mọi người trong Mạt Nhật Thành cảm thấy hít thở cũng trở nên khó khăn. Phòng ngự. Dạ Lưu Vân trầm giọng nói. Dạ Lưu Vân vừa dứt lời, mọi người trên tường thành Mạt Nhật Thành lập tức phóng ra khí thế của mình chống đỡ với khí thế của yêu tộc, Lâm Thiên và các hư giả khác cũng phóng ra khí thế hư giả của mình. Chỉ dựa vào khí thế của huyền giả cảnh giới đế giả thì không có khả năng chống đỡ được đại quân yêu tộc. Bởi vậy, bọn họ phải ra tay. Trong không trung bên ngoài Mạt Nhật Thành, khí thế hai quân đối kháng lẫn nhau, không gian xung quanh lập tức dao động giống như cuộn sóng. Theo đại quân yêu tộc không ngừng tiến về phía Mạt Nhật Thành, khí thế bên phía đại quân nhân loại dần dần giảm xuống, rất nhiều đế giả trên Mạt Nhật Thành đã bắt đầu lùi lại phía sau. Tất cả mọi người cùng phòng ngự. Giọng nói của Dạ Lưu Vân vang lên trong cả Mạt Nhật Thành. Rất nhanh. Từng khí thế đột nhiên từ trong Mạt Nhật Thành phóng lên cao, sau đó đánh về phía khí thế của đại quân yêu tộc. Mạt Nhật Thành có bao nhiêu người? Có ít nhất mấy ngàn vạn người, những khí thế này cơ bản đều rất yếu, nhưng khi mấy ngàn vạn khí thế đều hội tụ vào một chỗ. Rất nhiều khí thế hội tụ thành một, khí thế của đại quân yêu tộc phát ra lập tức bị đánh tan, sau đó khí thế này mang theo áp lực ngập trời nghiền ép về phía đại quân yêu tộc. Tất cả đại quân yêu tộc dừng bước. Gào. Một tiếng gầm thét giận dữ đột nhiên vang vọng ở trong đại quân yêu tộc, rất nhanh lại có rất nhiều tiếng gầm thét giận dữ không ngừng vang lên. Cuối cùng tất cả đại quân yêu tộc đồng thời hét lên. Tiếng như sấm nổ xông thẳng lên trời. Cùng lúc đó, tất cả đại quân yêu tộc đều phóng ra khí thế của mình, từng khí thế phóng lên cao đánh về phía khí thế của mọi người ở Mạt Nhật Thành. Khi hai khí thế tiếp xúc, trong chớp mắt này, không gian phía chân trời lập tức ầm ầm vỡ nát và xuất hiện một hố đen không gian rất lớn. Mà ở bên mép của hố đen này có rất nhiều khe nứt không gian rất lớn không ngừng lan tràn về bốn phía xung quanh. Chỉ một hơi thở, cả bầu trời đều đầy những vết nứt không gian giống như mạng nhện vậy. Qua rất lâu, hố đen không gian này cùng những vết rạn nứt đầy trời mới chậm rãi bắt đầu khôi phục. Hai quân giằng co với khí thế dương cung bạt kiếm. Đại quân yêu tộc không tấn công. Mà dừng tại chỗ, cũng không có phóng ra khí thế nữa. Yêu tộc không tấn trông, nhân tộc dĩ nhiên còn cầu không được. Yêu tộc rốt cuộc muốn làm gì? Bên cạnh Dạ Lưu Vân, Lâm Thiên trầm giọng nói. Bọn họ đang đợi, đê. Dạ Lưu Vân lớn. Đợi cái gì? Lâm Thiên không hiểu. Dạ Lưu Vân khẽ lắc đầu, nói. Ta không biết. Nói xong,
nàng nhìn về phía đám người Lâm Thiên, nói. Các vị, bất kể như thế nào, một khi khai chiến thì vẫn mong các vị ngăn cản yêu tộc hư giả, tuyệt đối không thể để cho đế giả bên ta đối mặt với hư giả của yêu tộc, nếu không hậu quả sẽ không chịu nổi. Đám người Lâm Thiên khẽ gật đầu, bọn họ tất nhiên biết đạo lý này. Ở ẩn vực, sở dĩ nhân tộc thất bại thảm hại cũng là bởi vì bọn họ không thể nào ngăn cản hư giả của yêu tộc. Binh đấu với binh, tướng đấu với tướng. Một khi để cho binh đi đấu với tướng, vậy có khác nào đi chịu chết chứ? Sau lần giao đấu trước, yêu tộc trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Cho dù đại quân yêu tộc bây giờ không có ý muốn ra tay, nhưng nhân tộc bên này cũng không dám lười biếng. Tất cả mọi người trên tường thành và người trong thành đều lộ ra vẻ mặt đề phòng, chuẩn bị chiến đấu bất kỳ lúc nào. Thời gian trôi qua từng chút một, thoáng cái đã đến buổi tối, nhưng yêu tộc vẫn không có động tĩnh. Đêm khuya, thần kinh của tất cả mọi người trong Mạt Nhật thành đều căng thẳng, một luồng áp lực vô hình khiến mọi người đều căng thẳng. Sáng sớm ngày hôm sau, khi tia sáng đầu tiên chiếu xuống mặt đất, vào giây phút đó, mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt, rất nhanh, sắc mặt mọi người Mạt Nhật thành thay đổi. Yêu thú, vô số yêu thú. Ở xung quanh Mạt Nhật thành xuất hiện vô số yêu thú, các loại yêu thú đều có, không chỉ trên mặt đất, phía chân trời xung quanh Mạt Nhật thành cũng xuất hiện các loại huyền thú bay. Số lượng ít nhất phải tới mấy triệu. Lúc này, Mạt Nhật thành hoàn toàn bị đại quân yêu tộc bao vây. Hơn nữa, vẫn không ngừng có yêu thú từ bốn phương tám hướng lao về phía Mạt Nhật thành. Sắc mặt mọi người trong Mạt Nhật thành đều trắng bệch. Cho dù là Dạ Lưu Vân vốn rất bình tĩnh, lúc này vẻ mặt đều có chút tái đi. Lúc này nhân loại không có một chút yêu thế nào. Hóa ra, bọn họ đang đợi đại quân yêu tộc chạy tới. Bên cạnh Dạ Lưu Vân, vẻ mặt Lâm Thiên rất khó coi, nếu như chỉ là tinh anh của yêu tộc công thành, nhân loại bên này đoàn kết lại thì vẫn có hy vọng. Nhưng bây giờ, yêu tộc người ta căn bản không chơi như vậy, người ta điều động toàn tộc mà không cho nhân loại có một chút cơ hội nào. Nếu như trước đó nhân tộc không nội đấu, người của Đại Lục Minh Ngục cộng thêm ẩn vực có thể còn có cơ hội, nhưng bây giờ, với chút thực lực của nhân tộc như vậy làm sao có thể đấu lại với một yêu tộc đoàn kết. Sắc mặt tất cả đám người nhân tộc đều xám như cho tàn. Tuyệt vọng, cái gì gọi là tuyệt vọng, bây giờ chính là tuyệt vọng. Dạ Lưu Vân nhìn lướt qua xung quanh, khi thấy vẻ tuyệt vọng trong mắt mọi người, nàng lập tức cười khổ. Với cục diện này, cho dù nàng có nói gì cũng không có tác dụng. Đúng lúc này, phía xa đột nhiên xuất hiện một con vân điêu rất lớn. Ở trên lưng vân điêu có hai người đang đứng, đó chính là Yêu Hậu cùng Mạt Tiểu Lãnh. Nhìn thấy Yêu Hậu cùng Mạt Tiểu Lãnh, rất nhiều yêu thú ở đó lập tức đồng thời gầm lên, mấy trăm vạn yêu thú cùng gầm rú, đó là cảnh tượng hoành tráng tới mức nào. Giờ phút này, trời đất đều bị chấn động. Yêu Hậu nhìn Mạt Nhật Thành và im lặng một lát, sau đó tay ngọc của nàng giơ lên, nói. Sau ngày hôm nay, Đại Lục Minh Ngục chỉ còn yêu tộc. Vừa dứt lời, tay nàng muốn hạ xuống, nhưng vào lúc này, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang vọng bên trong Mạt Nhật Thành. Tiếp theo, một đạo kiếm quang huyết sắc đột nhiên phóng lên cao, kiếm quang huyết sắc lướt qua phía chân trời, cuối cùng rơi vào trên mặt đất bên ngoài Mạt Nhật Thành. Yêu tộc, yêu nào có khả năng đánh với ta một trận không? Một giọng nói vang lên ở trong không trung. Là kiếm chủ xuất quan, kiếm chủ xuất quan. Nhân tộc ta vẫn có hy vọng. Kiếm chủ, trong Mạt Nhật Thành, vô số người ở nhìn thấy Dương Diệp, trong giây phút đó lập tức sôi trào. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì câu nói kia. Yêu tộc, yêu nào có khả năng đánh với ta một trận? Khí phách, đặc biệt khí phách. Lời nói của Dương Diệp, giống như một liều thuốc trợ tim, làm cho mọi người trong Mạt Nhật Thành ban đầu vốn đã tuyệt vọng lại cháy lên hy vọng. Nhìn Dương Diệp phía dưới cầm huyết kiếm trong tay đối mặt với tất cả yêu tộc, máu trong người bọn họ đều đang sôi trào. Trên tường thành, trong mắt Dạ Lưu Vân lóe lên một tia hưng phấn cùng kích động. Không thể nghi ngờ sự xuất hiện của Dương Diệp làm cho nàng cũng thấy được ánh sáng bình minh. Phía xa, giây phút khi nhìn thấy Dương Diệp, hai mắt Yêu Hậu lập tức hơi nheo lại, đúng lúc này, trong tay Dương Diệp trường kiếm đột nhiên chỉ vào đại quân yêu tộc, lại nói. Yêu tộc, có thể có yêu dám đánh với ta một trận. Gào! Bị Dương Diệp khiêu khích như vậy, rất nhiều yêu thú lập tức gầm lên với Dương Diệp, sau đó đồng thời nhìn về phía Yêu Hậu. Rõ ràng là xin Yêu Hậu được chiến đấu. Yêu Hậu nhìn Dương Diệp phía xa một lát, sau đó này giơ tay ngọc lên và thu vào.
Dương Diệp là đang khiêu chiến với tất cả yêu tộc, nếu như không trả lời sẽ bị yêu tộc xem là nỗi sỉ nhục. Thua không có việc gì, yêu tộc có thể chịu được thua, nhưng không dám ứng chiến là chuyện đặc biệt xấu hổ đối với các yêu thú của yêu tộc. Cho dù nàng có thể cứng rắn ra lệnh cho những yêu thú kia trực tiếp tấn công, nhưng yêu tộc bên này khó tránh khỏi rơi xuống hạ phong, hơn nữa những yêu thú nhất định sẽ có lời phàn nàn về nàng, điều này cũng sẽ làm lòng tin của đám người trong Mạt Nhật Thành tăng lên rất nhiều, bởi vì khi yêu tộc đối mặt với Dương Diệp lại không dám ứng chiến. Khiêu chiến của Dương Diệp phải được đáp lại. Nhưng phái ai lên đây? Cũng không thể bảo nàng lên chứ. Nàng ngược lại có lòng tin vào mình, nhưng nàng là yêu hậu của yêu tộc, là hư giả. Dương Diệp chẳng qua là một bán đế, là thế hệ trẻ tuổi. Nàng đi tới, cho dù thắng cũng thắng không anh hùng. Im lặng suy nghĩ một lát, nàng đang muốn nói, lúc này đột nhiên có một yêu thú đi tới trước mặt yêu hậu. Yêu thú tới có hình thể cực lớn, hình dạng như trâu, nhưng lại giống như người vậy, đi bằng hai chân, tuy nhiên những mặt khác đều không giống trâu. Man Ngưu Vương. Yêu hậu nhíu mày. Man Ngưu Vương cung kính thi lễ, với yêu hậu nói. Yêu hậu, Man Ngưu Vương ta xin được ra chiến. Yêu hậu lắc đầu, nói. Lui ra. Nàng biết rất rõ ràng về thực lực của Dương Diệp trong yêu tộc, chỉ có nàng cùng mà tiểu lãnh có thể có nắm chắc phần thắng Dương Diệp, yêu thú còn lại đi tới chỉ tự rước lấy nhục. Một trận chiến này liên quan đến khí thế cùng quân tâm của yêu tộc, chỉ cho phép thắng, không được bại. Nghe thấy yêu hậu nói vậy, vẻ mặt Man Ngưu Vương trầm xuống nhưng cũng không dám nói gì thêm, lập tức xoay người lui xuống. Sau khi Man Ngưu Vương lui ra, yêu hậu quay đầu lại nhìn về phía Mạt Tiểu Lãnh, nói. Tiểu Mạt có hứng thú vui đùa cùng hắn một chút sao? Mạt Tiểu Lãnh im lặng một hồi, sau đó nói. Tên tiểu tử kia còn có trồn không gian, ta bị hắn kìm chế. Yêu hậu cười nói. Yên tâm, đây là chiến đấu công bằng, hắn không dám lấy nhiều địch ít. Như vậy cũng tốt, ta đã sớm muốn đánh hắn. Mạt Tiểu Lãnh vừa dứt lời, chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái xuống lưng của Vân Điêu, sau đó cả người trực tiếp hóa thành một ngọn lửa xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Thấy là Mạt Tiểu Lãnh, trong mắt Dương Diệp hoàn toàn không bất ngờ, bởi vì hắn đã sớm dự đoán được yêu hậu sẽ phái Mạt Tiểu Lãnh tới. Trong tất cả yêu tộc, chỉ có Mạt Tiểu Lãnh cùng yêu hậu có thể chắc chắn chiến thắng hắn, yêu hậu làm vương của yêu tộc lại là thế hệ trước, rõ ràng không có khả năng ỷ lớn hiếp nhỏ, đánh hắn ở ngay trước mặt mọi người. Cho nên, yêu hậu chỉ có thể phái ra Mạt Tiểu Lãnh. Nhân tộc các ngươi lập tức lại tiêu đời thôi. Mạt Tiểu Lãnh lạnh lùng nói. Dương Diệp im lặng một lát, sau đó nói. Yêu tộc không cần phải làm vậy chứ. Vẫn là câu nói kia, hắn thật ra không ác cảm với yêu tộc, nếu như có thể, hắn bằng lòng chung sống hòa bình cùng yêu tộc. Ngươi không cảm thấy đại lục chỉ cần một chủng tộc là được rồi sao? Mạt Tiểu Lãnh nói. Dương Diệp liếc nhìn Mạt Tiểu Lãnh, sau đó ánh mắt tập trung vào yêu hậu ở phía xa, nói. Yêu hậu, Nhiếp Vô Mệnh rất có thể sẽ đạt được trên hư giả, lúc này người khai chiến cùng nhân tộc ta, đến lúc đó sẽ chỉ khiến hắn hưởng lợi. Ta tất nhiên biết. Yêu hậu nhìn thẳng Dương Diệp. Nhưng ta chỉ muốn diệt nhân tộc, chỉ cần tiêu diệt nhân tộc, còn lại ta đều không quan tâm. Ngươi sẽ không hiểu, cũng không cần ở nhiều lời nữa. Chiến đấu đi. Dương Diệp nhìn yêu hậu rất lâu, sau đó nói. Vậy thì tới đi. Giọng nói của Dương Diệp vừa dứt, trên tay phải của Mạt Tiểu Lãnh lại xuất hiện một ngọn lửa màu vàng. Trên tường thành, mắt Tiểu Bạch trên vai Tử Nhi nhất thời sáng lên, lại muốn hút, tuy nhiên đã bị Tử Nhi vội vàng ngăn cản. Lúc này, Dương Diệp cùng Mạt Tiểu Lãnh một đấu một công bằng, nếu như Tiểu Bạch hút, vậy khẳng định sẽ làm yêu tộc tức giận. Khi đó, yêu tộc nhất định sẽ không quản tới có quyết chiến công bằng hay không, nhất định sẽ đều xông lên. Bị Tử Nhi ngăn cản, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, trong mắt đầy vẻ nghi ngờ. Tử Nhi nhẹ nhàng khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, nói. Bây giờ không thể hút, nếu không sẽ gây phiền toái cho hắn. Hiểu chưa? Tiểu Bạch cái hiểu cái không khẽ gật đầu, sau đó có chút luyến tiếc liếc nhìn ngọn lửa trên tay mà Tiểu Lãnh phía xa. Phía xa, khi mà Tiểu Lãnh phóng ra ngọn lửa, thật ra ánh mắt nàng lại nhìn về phía Tiểu Bạch trên tường thành. Nàng vẫn sợ Tiểu Bạch hút ngọn lửa của nàng. Tiểu Bạch không đơn thuần là hút lửa, mà có thể trực tiếp hút đi bản nguyên lửa của nàng. Nhưng thật may là Tiểu Bạch bị ngăn cản. Nói cách khác, lần này, Tiểu Bạch sẽ không giúp Dương Diệp. Nghĩ tới đây,
trong miệng Mạt Tiểu Lãnh lại phát ra tiếng cười kỳ quái. Nghe được tiếng cười kỳ quái này của Mạt Tiểu Lãnh, Dương Diệp khẽ lắc đầu, hắn thật sự không chịu nổi. Hắn không nói câu nào, giơ tay lên bổ ra một kiếm, một đường kiếm khí cắt qua không khí, lập tức tới trước mặt Mạt Tiểu Lãnh. Mạt Tiểu Lãnh thoáng động cổ tay, ngọn lửa trong tay trực tiếp ném về phía trước mặt. Ầm, đường kiếm khí của Dương Diệp lập tức bị ngọn lửa bao vây, sau đó biến mất. Tốc độ ngọn lửa màu vàng vẫn lao nhanh về phía Dương Diệp. Dương Diệp cũng không dám khinh thường khi đối mặt với ngọn lửa này, lúc này cổ tay hắn thoáng động, vỏ kiếm cổ xuất hiện ở tay trái, huyết kiếm trong tay phải được cắm vào vỏ kiếm cổ, sau đó phát động kiếm thần ấn để gia tăng kiếm ý. Khi ngọn lửa màu vàng đi tới cách hắn không tới nửa trượng, hắn chợt rút kiếm chém ra một phát. Ầm, kiếm vừa ra, ngọn lửa màu vàng kia trực tiếp bị chém thành hai đoạn, nhưng sắc mặt Dương Diệp lại biến đổi. Bởi vì ngọn lửa màu vàng bị bổ ra đột nhiên bốc lên cao, sau đó hóa thành một biển lửa trực tiếp nhấn chìm hắn. Khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt mọi người trên Mạt Nhật Thành lập tức biến đổi, đặc biệt là Tiểu Bạch. Hai mắt nàng trợn tròn, trong mắt đầy lửa giận. Nàng lại muốn mở miệng hút, nhưng đúng lúc này, từng kiếm khí đột nhiên từ trong ngọn lửa này bắn ra, theo kiếm khí xuất hiện, ngọn lửa trực tiếp bị chém thành mấy mảnh, một bóng đen đột nhiên hiện ra. Trong phút chốc, cả bầu trời đều là tàn ảnh của Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp không có chuyện gì, đám người của Mạt Nhật Thành nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Mà vẻ mặt Yêu Hậu lại lạnh xuống, ban đầu nàng cho rằng Mạt Tiểu Lãnh muốn chiến thắng Dương Diệp, chắc hẳn không quá khó. Dù sao bây giờ bên cạnh Dương Diệp không có linh chủ cùng chồn không gian giúp đỡ. Nhưng hiện tại xem ra, Mạt Tiểu Lãnh muốn chiến thắng Dương Diệp cũng không phải là chuyện đơn giản. Khi Dương Diệp phá tan ngọn lửa, trong chớp mắt này, hai mắt Mạt Tiểu Lãnh lập tức nheo lại, sau đó trên tay phải của nàng lại xuất hiện một ngọn lửa. Khi bản thể của Dương Diệp đi tới trước mặt nàng, giây phút đó cổ tay nàng chuyển động, ngọn lửa trong tay trực tiếp hóa thành một sóng lửa nào về phía Dương Diệp. Theo một tiếng nổ vang lên trong không trung, phía chân trời lập tức hóa thành một biển lửa. Mà Dương Diệp xuất hiện ở ngoài biển lửa. Lúc này, Táng Thiên trong tay hắn đã bị ngọn lửa màu vàng bao quanh. Táng Thiên run rẩy kịch liệt, rõ ràng rất thống khổ. Huyền khí của Dương Diệp điên cuồng phun ra, chút kiếm ý niết bàn cảnh vào trong Táng Thiên, rất nhanh có một đường kiếm quang từ trong thân kiếm Táng Thiên phun mạnh ra ngoài, ngọn lửa bao trùm lấy nó lập tức bị đánh tan. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Mạt Tiểu Lãnh, lúc này, ở trên hai tay của Mạt Tiểu Lãnh lần lượt có một ngọn lửa màu xanh lam cùng ngọn lửa màu vàng. Khi hai ngọn lửa đồng thời xuất hiện, nhiệt độ lập tức nóng lên, không gian xung quanh Mạt Tiểu Lãnh có chút hư ảo. Vẻ mặt Dương Diệp rất nghiêm trọng, hắn không có khả năng giống như nữ tử mù, có thể không để ý tới hai ngọn lửa này. Hai ngọn lửa này cho cảm giác của hắn nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Mạt Tiểu Lãnh nhìn Dương Diệp và cười lạnh. Trong phút chốc, hai tay nàng đột nhiên nhất thời chuyển động, hai ngọn lửa trong tay trực tiếp rời tay, bay về phía Dương Diệp. Trong không trung, hai ngọn lửa theo gió tăng vọt, lập tức hóa thành hai con rồng lửa lớn với kích thước chừng mấy trăm trượng. Nhiệt độ ở đó lập tăng mạnh, giờ phút này, không gian xung quanh dường như cũng muốn tan chảy. Hai mắt Dương Diệp híp lại và bước về phía trước một bước. Ngay lập tức, kiếm ý niết bàn cảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn và chợt co lại. Yên lặng trong chớp mắt. Một lực lượng khủng khiếp từ trước mặt Dương Diệp cuốn về phía hai con rồng lửa lớn này. Lực lượng này đi qua nơi nào, không gian trực tiếp đổ nát. Ở trong ánh mắt mọi người, lực lượng này va chạm vào hai con rồng lửa lớn của Mạt Tiểu Lãnh. Hai bên vừa mới tiếp xúc, hai con rồng lửa lập tức nổ tung ra, rất nhiều ngọn lửa nhỏ bắn ra xung quanh, chúng đi qua nơi nào, không gian trực tiếp bị đốt cháy. Những đại quân yêu tộc xung quanh vội vàng lùi về phía sau, yêu hậu cũng vội vàng ra tay, đánh tan những ngọn lửa văng ra khắp nơi, nếu như ngọn lửa này rơi vào trong đại quân yêu tộc, đây tuyệt đối là một tai họa lớn. Qua một hồi lâu, dưới yêu hậu ra tay, ở đó dần dần khôi phục lại. Phía xa, Dương Diệp cùng Mạt Tiểu Lãnh đã lui lại gần nghìn trượng. Trong mắt Mạt Tiểu Lãnh cũng có thêm một tia nghiêm trọng, cho dù nàng rất tự tin, nhưng lại không tự cao tự đại. Nàng biết rất rõ ràng, người trước mắt này còn mạnh hơn nàng tưởng rất nhiều. Phía xa, trong mắt Dương Diệp cũng đầy vẻ nghiêm trọng, cho dù Mạt Tiểu Lãnh rất nhỏ, nhưng thực lực của đối phương lại rất khủng khiếp, đặc biệt là hai ngọn lửa này. Một khi bị dính vào,
cho dù cơ thể hắn là cảnh giới kỷ nguyên cũng không chống đỡ nổi. Cho dù kiêng kỵ lẫn nhau, nhưng cuộc chiến đấu vẫn phải tiếp tục. Hai tay mà tiểu lãnh thoáng động, hai ngọn lửa xuất hiện ở trên tay nàng chính là ngọn lửa màu xanh lam cùng ngọn lửa màu vàng. Phía xa, Dương Diệp nheo mắt, tay phải chậm rãi nắm chặt lại, chuẩn bị thi triển kiếm ý giới hạn ra bất kỳ lúc nào. Nhưng ngay vào lúc này lại có một ngọn lửa đột nhiên từ trong cơ thể của Mà Tiểu Lãnh xông ra. Dương Diệp. Ở trước mặt Mà Tiểu Lãnh xuất hiện một ngọn lửa màu trắng thuần, sau khi ngọn lửa này xuất hiện, Dương Diệp phát hiện ngọn lửa màu vàng này cùng ngọn lửa màu xanh thẫm lập tức tránh ra hai bên, dường như rất kiêng kỵ ngọn lửa màu trắng thuần này. Khi thấy ngọn lửa màu trắng thuần này, khóe miệng Dương Diệp khẽ giật. Không cần phải nói cũng biết thứ này tuyệt đối còn muốn khủng khiếp so với ngọn lửa màu vàng cùng ngọn lửa màu xanh thẫm. Tiểu nữ hài này lấy từ đâu ra nhiều ngọn lửa như vậy? Còn có thể từ từ chơi đùa nữa không? Đáng để nói nhất là, sau khi ngọn lửa màu trắng thuần này xuất hiện, tiểu bạch trên mặt Nhật Thành đột nhiên kích động, nàng nhìn ngọn lửa màu trắng này với con mắt mở to, sau đó lại muốn lao về phía Mà Tiểu Lãnh. Tử Điêu thấy thế thì vội vàng ôm nàng lại, nhưng lần này, tiểu bạch không buông tha, nàng không ngừng giãy giụa. Tử Điêu làm gì có can đảm dám thả cho nàng quấy rối. Lập tức ôm chặt lấy tiểu bạch, cuối cùng sau khi giãy giụa không có kết quả, tiểu bạch bắt đầu bán manh. Nàng xoay người nhào vào trong lòng Tử Điêu, đầu không ngừng cọ cọ Tử Điêu, hơn nữa còn lấy ra rất nhiều tử tinh thạch đưa tới trước mặt Tử Điêu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ lấy lòng. Trong nháy mắt Tử Điêu lại mềm lòng. Nhưng thật may nàng biết rất rõ ràng tầm quan trọng của chuyện này, bởi vậy, bất kể tiểu bạch làm nũng bán manh thế nào cũng không cho nàng đi ra khỏi thành. Cuối cùng, tiểu bạch bỏ qua, nàng quay đầu lại nhìn về phía ngọn lửa màu trắng này, miệng há thật to, sau đó nước bọt chảy ròng ròng. Dưới thành, phía xa, khi ngọn lửa màu trắng thuần lao ra ngoài, vẻ mặt Mà Tiểu Lãnh trở nên trắng. Rõ ràng, điều khiển ba ngọn lửa làm cho nàng có phần quá sức. Ở dưới điều khiển của nàng, ba ngọn lửa bắt đầu vòng quanh cơ thể nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, khóe miệng cười lạnh, sau đó tay phải hơi nâng lên. Trong phút chốc, ngọn lửa màu vàng này trực tiếp hóa thành một cột lửa nhanh như điện bắn về phía Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp híp lại, cổ tay nhất thời chuyển động, huyết kiếm chấn động mạnh, sau đó kiếm dán sát mi tâm, khi ngọn lửa màu vàng kia đi tới cách hắn khoảng mấy trượng, chân phải Dương Diệp hơi xoay tròn, sau đó dẫm mạnh xuống đất. Cả người trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang lập tức biến mất. Suy! Ở trong ánh mắt mọi người, ngọn lửa kia trực tiếp bị tách ra làm hai, tiếp theo, một đường kiếm quang bắn nhanh về phía Mà Tiểu Lãnh. Hừ! Mà Tiểu Lãnh hừ lạnh một tiếng và tay ngọc thoáng động, một ngọn lửa màu vàng lại xuất hiện ở trên tay nàng. Tiếp theo, ngọn lửa màu vàng cùng ngọn lửa màu xanh thẫm đột nhiên bắn ra. Ầm! Hai ngọn lửa đón gió tăng vọt. Lập tức biến ở đó thành một biển lửa. Phá! Lúc này, ở trong biển lửa đột nhiên truyền ra giọng nói Dương Diệp, tiếp theo, một lực lượng khủng khiếp đột nhiên từ trong biển lửa phát ra. Trong phút chốc, ở trung tâm của ngọn lửa kia trực tiếp bị rung ra, một đường kiếm quang đột nhiên nhanh chóng hiện ra. Ngọn lửa trước mặt Mà Tiểu Lãnh trực tiếp bị cắt ra, sau đó một đường kiếm quang đã tới trước mặt nàng. Vẻ mặt của Mà Tiểu Lãnh lạnh băng, tay ngọc của nàng vung lên. Ngọn lửa màu trắng thuần trước mặt nàng trực tiếp hóa thành một con rồng lửa màu trắng lao về phía trước mặt. Ầm! Một tiếng nổ lớn bắt đầu vang vọng ở nơi đây, kiếm quang trở nên tán loạn, Dương Diệp đã xuất hiện ở ngoài nghìn trượng. Ngoài nghìn trượng, Dương Diệp nhìn Táng Thiên trong tay, lúc này, ánh sáng máu trên thân Táng Thiên đã mở đi rất nhiều. Ngọn lửa màu trắng này có thể uy hiếp kiếm hư giai. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía con rồng lửa khổng lồ màu trắng. Vẻ mặt rất nghiêm trọng. Ngọn lửa màu vàng cùng ngọn lửa màu xanh thẫm cho dù cũng gây nguy hiểm cho Táng Thiên nhưng còn xa mới bằng được ngọn lửa màu trắng này. Hắn biết, nếu như để mặc cho ngọn lửa màu trắng này thiêu đốt Táng Thiên nhất định sẽ bị nó hủy diệt. Gào! Lúc này, con rồng lửa lớn màu trắng kia bỗng nhiên gầm lên với Dương Diệp, ngay lập tức có một cột lửa từ trong miệng nó bắn về phía Dương Diệp. Dương Diệp không dám khinh thường. Lập tức phát ra kiếm ý vây quanh Táng Thiên, sau đó chân phải chợt đạp xuống đất một cái, hai tay nắm Táng Thiên chém mạnh về phía cột lửa kia. Ầm! Cột lửa bị Dương Diệp chém làm hai, nhưng ngay vào lúc này, con rồng lửa lớn màu trắng kia bỗng nhiên từ trên không trung hạ xuống, hung hăng đánh về phía hắn. Hai mắt Dương Diệp híp lại,
hắn không lựa chọn cứng rắn chống lại, cánh thuấn không phía sau chợt vỗ. Cả thân hắn trực tiếp hóa thành rất nhiều tàn ảnh và lập tức biến mất. Khi Dương Diệp biến mất, vẻ mặt của Mạt Tiểu Lãnh phía xa thoáng thay đổi, nàng nhẹ nhàng điểm đầu ngón chân một cái, cả người lại muốn lướt về phía sau. Mà vào lúc này, một thanh kiếm đã đi tới trước ngực của nàng. Lúc này đã không tránh kịp nữa, Mạt Tiểu Lãnh nheo mắt lại, tay ngọc của nàng xoay tròn, một bàn tay lửa màu trắng bao trùm bàn tay nàng, sau đó nàng trực tiếp đánh một chưởng về phía trước. Bành! Kiếm cùng bàn tay lửa va chạm vào nhau, không gian xung quanh lập tức chấn động mạnh. Trong chớp mắt khi Dương Diệp cùng Mạt Tiểu Lãnh đối diện nhau, bỗng nhiên Mạt Tiểu Lãnh cười lạnh, sau đó nàng trực tiếp nắm lấy kiếm của Dương Diệp. Trong phút chốc, một ngọn lửa màu trắng lập tức bao quanh Táng Thiên và nhanh chóng lan tràn về phía Dương Diệp, lại muốn nhấn chìm Dương Diệp. Trong chớp mắt khi Táng Thiên bị Mạt Tiểu Lãnh nắm lấy, sắc mặt Dương Diệp lập tức biến đổi, tay trái hắn chợt nắm chặt thành quyền, sau đó đánh về phía Mạt Tiểu Lãnh. Lực lượng giới hạn. Quyền ra, một lực lượng khủng khiếp từ đầu nắm tay của Dương Diệp chút xuống. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp cùng Mạt Tiểu Lãnh đều lùi về phía sau gần nghìn trượng, mà không gian ở trước mặt hai người trực tiếp nứt ra, đồng thời chấn động kịch liệt, dường như trong phút chốc sẽ đổ nát vậy. Trên tường thành, Tiểu Bạch bỗng nhiên tức giận, nàng chỉ móng nhỏ vào con rồng lửa lớn màu trắng phía xa kia, trong mắt đầy lửa giận, nếu như không phải Tử Điêu ôm chặt lấy nàng, nàng đã xông tới. Sở dĩ Tiểu Bạch tức giận là bởi vì ngực của Dương Diệp lúc này đã bị đốt tới cháy đen một mảnh. Cánh tay hắn cũng hoàn toàn sưng lên, trước đó nếu không phải hắn lui nhanh, hắn chắc hẳn đã hóa thành cho bụi. Tuy nhiên mà Tiểu Lãnh cũng không chịu nổi, lúc này khóe miệng nàng không ngừng tràn ra máu tươi. Trước đó nàng ở cự ly gần nhận một đòn giới hạn của Dương Diệp khiến tất cả ngũ tạng đều bị chấn thương. Mạt Tiểu Lãnh lau máu tươi trên khóe miệng, nhìn máu tươi trên tay, ánh mắt Mạt Tiểu Lãnh dần dần trở nên lạnh lùng, một lát sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Nhân loại, người đánh ta bị thương. Dương Diệp chỉ vào trước ngực mình, nói. Người còn suýt đốt chết ta đấy. Đó là người đáng đời. Mạt Tiểu Lãnh vừa dứt lời thì đột nhiên bay lên trời. Ở xung quanh nàng xuất hiện ba ngọn lửa chính là ngọn lửa màu vàng, ngọn lửa màu xanh thẫm và ngọn lửa màu trắng thuần. Ba ngọn lửa chậm rãi xoay tròn ở theo cơ thể Mạt Tiểu Lãnh, tốc độ của ngọn lửa xoay tròn càng lúc càng nhanh, theo ba ngọn lửa xoay tròn này, nhiệt độ càng lúc càng nóng, không bao lâu, vẻ mặt của tất cả mọi người cùng yêu thú đều thay đổi, bởi vì nhiệt độ càng lúc càng cao đã sắp vượt qua phạm vi bọn họ có thể thừa nhận. Bởi vì nhiệt độ càng lúc càng cao, không gian xung quanh Mạt Tiểu Lãnh trực tiếp biến thành ảo ảnh, dường như sắp bị tan chảy vậy. Dương Diệp đứng đối diện Mạt Tiểu Lãnh liếc nhìn Mạt Tiểu Lãnh, sau đó hơi cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Hai tay Mạt Tiểu Lãnh kết thủ ấn kỳ lạ, rất nhanh, ba ngọn lửa xung quanh nàng bỗng nhiên biến thành một cái đường thẳng đón gió tăng vọt, trực tiếp biến thành một con rồng lửa lớn dài đến nghìn trường, nhiệt độ đột nhiên tăng ít nhất gấp 10 lần. Trên mặt Nhật Thành, tất cả nhân tộc vội vàng điên cuồng phát ra huyền khí, sau đó phát động huyền khí thành một màn bảo hộ huyền khí vây quanh mình. Bên phía yêu tộc lại là do yêu hậu ra tay, chỉ thấy hai tay nàng nhẹ nhàng đẩy về phía trước, nhiệt độ do con rồng lửa lớn phát ra lập tức bị nàng ép ra xa. Nhưng yêu thú của yêu tộc vẫn bị ảnh hưởng nhưng không lớn bằng trước đó. Đáng để nói là khi con rồng lửa lớn ba màu xuất hiện, Tiểu Bạch trên tường thành lại bắt đầu kích động. Lần này, Tử Điêu suýt không giữ được nàng. Nhìn con rồng lửa lớn kia, hai mắt Tiểu Bạch không ngừng chớp chớp, nước bọt chảy đầy đất. Phải nói là linh khí chảy đầy đất mới đúng. Tuy nhiên Tử Điêu vẫn ôm chặt nàng, không cho nàng cử động, điều này làm cho ánh mắt Tiểu Bạch nhìn về phía Tử Điêu có chút u oán. Dường như đang nói vì sao không để cho ta ăn. Tử Điêu khẽ lắc đầu, ôm thật chặt Tiểu Bạch và nói. Lúc này chiến đấu công bằng, nếu như ngươi xuống đó sẽ không công bằng nữa. Ngươi không thể gây phiền toái cho hắn, hiểu chưa? Lần này Tiểu Bạch lại không nghe, đầu ra sức cọ cọ vào cằm Tử Điêu. Phía dưới, Dương Diệp còn cúi đầu, tuy nhiên kiếm trong tay hắn lại bắt đầu chấn động. Phía xa, Mạt Tiểu Lãnh đột nhiên giơ tay ngọc lên, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái về phía Dương Diệp. Gào! Rồng lớn ba màu chợt gầm lên giận dữ, sau đó từ phía chân trời lao xuống vị trí của Dương Diệp. Con rồng lửa lớn ba màu đi qua nơi nào, không gian đều bị nó trực tiếp đốt cháy thành hư vô, một khe nứt không gian rất lớn xuất hiện trên không trung.
Nhìn rồng lớn ba màu lao về phía Dương Diệp, khóe miệng Mạt Tiểu Lãnh cong lên cười lạnh. Phía dưới, Dương Diệp bỗng nhiên động, tay phải hắn cầm kiếm kề sát mi tâm, một khí thế vô hình từ trong cơ thể hắn tràn ra, khi con rồng lửa lớn ba màu kia đi tới cách đỉnh đầu hắn 10 trượng, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong phút chốc, toàn thân hắn trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang lập tức biến mất. Ở trong ánh mắt mọi người, kiếm quang kia bổ vào đầu của con rồng lửa lớn. Suy! Tất cả mọi người trực tiếp hóa đá, bởi vì ánh sáng của đường kiếm kia trực tiếp chém con rồng lửa lớn khủng khiếp thành hai đoạn. Tốc độ của kiếm quang không giảm, lập tức đi tới trước mặt Mạt Tiểu Lãnh. Lúc này, hai mắt Mạt Tiểu Lãnh trợn tròn, trong mắt đầy vẻ khó tin. Rõ ràng, nàng không ngờ được con rồng lửa lớn của mình sẽ bị Dương Diệp dễ dàng phá hủy như vậy. Khi kiếm đến trước mặt Mạt Tiểu Lãnh, giây phút đó một bàn tay ngọc đột nhiên xuất hiện ở phía sau Mạt Tiểu Lãnh. Sau đó trực tiếp kéo Mạt Tiểu Lãnh rời khỏi đó. Kiếm thất bại. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía xa. Đó là Yêu Hậu, ở bên cạnh nàng là Mạt Tiểu Lãnh vẫn có chút sững sờ. Trước đó, người cứu Mạt Tiểu Lãnh chính là Yêu Hậu. Người đạt được đế giả. Yêu Hậu nhìn Dương Diệp, trầm giọng nói. Dương Diệp múa vũ kiếm trong tay, nói. Các ngươi thua. Thật không? Khóe miệng Yêu Hậu cong lên và cười lạnh, tay ngọc giơ lên. Sau đó nói, đại quân yêu tộc nghe lệnh, san bằng Mạt Nhật Thành, không cần người đầu hàng, tiêu diệt hết tất cả nhân loại. Gào, rất nhiều yêu thú đồng thời gào lên, sau đó chen chúc lao về phía Mạt Nhật Thành. Thân hình của Dương Diệp lóe lên và trở lại Mạt Nhật Thành, nhìn đại quân yêu thú lao tới giống như nước thủy triều, hắn im lặng rồi đột nhiên xoay người nhìn về phía mọi người, nói, không vì đại nghĩa nhân tộc, chỉ vì sống sót, cho nên. Nói đến đây. Trường kiếm trong tay Dương Diệp chỉ thẳng vào đại quân yêu tộc phía xa, nói, giết. Chỉ và sống sót, trong Mạt Nhật Thành, vô số người đồng thời tức giận hét lên. Mạt Nhật Thành vốn là một tòa thành lớn, nhưng lúc này ở trước mặt rất nhiều đại quân yêu tộc, thành lớn này cũng trở nên rất nhỏ bé. Dù sao lúc này có mấy trăm vạn yêu thú đang vây quanh Mạt Nhật Thành, hơn nữa, phần lớn những yêu thú này đều đang sơ vơ giống như ngọn núi nhỏ lớn. Cho dù không phải tất cả nhân loại đều ở Mạt Nhật Thành, nhưng có thể nói, tất cả cường giả nhân tộc trên đại lục hiện nay cơ bản đều ở Mạt Nhật Thành, một khi Mạt Nhật Thành bị tiêu diệt, như vậy tất cả đại lục chính là thiên hạ của yêu tộc. Đương nhiên, lúc này mọi người trong Mạt Nhật Thành cũng không có suy nghĩ gì tới nhân tộc bên ngoài nữa. Điều bọn họ bây giờ nghĩa là làm thế nào để sống sót. Yêu tộc tấn công từ bốn phía, bởi vậy ở dưới sự an bài của Dạ Lưu Vân. Đại quân nhân tộc chia làm bốn nhóm, mỗi một nhóm đều do cường giả hư giả dẫn dắt. Dạ Lưu Vân ra lệnh cho bọn họ, bất kể làm thế nào cũng phải bảo vệ được. Bởi vì một khi một bên không giữ được, để cho yêu thú tiến vào thành, vậy tất cả Mạt Nhật Thành lập tức sẽ thất thủ. Sau khi an bài xong tất cả, Dạ Lưu Vân đi tới bên cạnh Dương Diệp và chỉ vào Mạt Tiểu Lãnh phía xa, nói. Ngọn lửa của tiểu cô nương kia rất mạnh, không thể để cho ngọn lửa của nàng tới gần Mạt Nhật Thành. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch trong lòng Tử Điêu, nói. Đợi lát nữa, nếu như nàng phóng lửa thì hãy hút sạch nó, biết không? Tiểu Bạch gật đầu rất mạnh, nàng sớm đã muốn làm như vậy. Dương Diệp đi tới trước mặt Tử Nhi cùng Tiểu Bạch, nhìn Tử Nhi và cười khẽ xoa đầu của nàng, sau hát đó lại khẽ xoa đầu Tiểu Bạch, nói. Đợi lát nữa đừng đi ra, cố gắng bảo vệ mình và cả Lưu Vân. Tử Nhi không nói gì. Nhìn Tử Nhi không nói lời nào, Dương Diệp lắc đầu cười. Hắn biết rõ, nếu như hắn có gì nguy hiểm, Tử Nhi sẽ bất chấp mà ra tay. Hắn không nói thêm nữa, nhẹ nhàng ôm Tử Nhi cùng Tiểu Bạch một cái, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Dạ Lưu Vân, nói. Từ bây giờ, tất cả do nàng chịu trách nhiệm. Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu nhưng không nói gì. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía một chỗ đất trống bên cạnh. Rất nhanh. Không gian nơi đó chấn động, tiếp theo, Thiên Lan Không cùng Thủy Lâm Lang xuất hiện ở đó. Dương Diệp nói, người thiên sát các chia làm bốn tổ, bảo bọn họ trợ giúp người xung quanh cửa thành. Về phần hai người các ngươi trợ giúp hư giả của chúng ta đối chiến với yêu thú hư giai của yêu tộc. Người muốn làm gì? Thiên Lan Không hỏi. Dương Diệp nhìn lướt qua những đại quân yêu thú xung quanh, sau đó cười nói. Cố gắng động viên tinh thần cho tất cả mọi người. Vừa dứt lời, Dương Diệp chợt chân phải đạp xuống đất một cái, cả người phóng lên trên không trung,
Sau đó một vỏ kiếm cổ xuất hiện ở trong tay trái của hắn. Kiếm vào vỏ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía yêu hậu trên lưng Vân Điêu, nói. Yêu hậu, ngươi là đệ nhất cường giả của yêu tộc, tới đi, hôm nay có dám đánh với ta một trận không? Vào giây phút Dương Diệp ra khỏi thành và khiêu chiến yêu hậu, mọi người ở Mạt Nhật thành nhất thời cảm thấy nhiệt huyết sôi trào lên. Hy vọng. Lúc này cho dù Mạt Nhật thành ở thế hạ phong, nhưng nhân tộc vẫn đầy hy vọng. Vì sao? Bởi vì có Dương Diệp. Yêu tộc rất mạnh mẽ, nhưng vậy thì sao? Không thấy Dương Diệp hoàn toàn không sợ hãi yêu tộc chút nào sao? Yêu tộc có mạnh hơn nữa, nhân tộc ta vẫn dám chiến đấu. Theo Dương Diệp ra khỏi thành khiêu chiến, sĩ khí của nhân tộc tăng mạnh, ở trên phương diện khí thế, không ngờ ngang hàng với yêu tộc. Phía xa, Mạt Tiểu Lãnh ở trên lưng Vân Điêu lại muốn ra tay, tuy nhiên đã bị yêu hậu ngăn cản, nói. Để ta tới. Vừa dứt lời, nàng thoáng di chuyển tới đối diện của Dương Diệp, nhìn Dương Diệp một lát, yêu hậu nói. Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy ngươi đã đạt tới đế giả, quả thật khiến ta bất ngờ. Dương Diệp nhìn lướt qua vô số yêu thú lao về phía Mạt Nhật Thành, sau đó nói. Yêu hậu, ta có một chuyện không hiểu, ngươi hình như rất căm hận nhân loại. Yêu hậu đặt tay phải ra sau lưng, cười nói. Ngươi làm sao nhìn ra được? Dương Diệp nói. Trực giác. Trước đây hắn không suy nghĩ tới, bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, hắn mới phát hiện ra, thật ra yêu tộc sớm đã có dấu hiệu muốn đánh nhân loại. Từ khi yêu tộc huấn luyện những yêu thú kia, đeo trang bị cho những yêu thú kia thì có thể nhìn ra. Hơn nữa, khi tấn công Kình Thiên Phong, đối mặt với trận pháp phòng ngự của Kình Thiên Phong, yêu tộc hiển nhiên đã sớm có sự chuẩn bị. Các loại dấu hiệu đó cho thấy yêu tộc đánh Kình Thiên Phong là âm mưu được vạch ra từ trước. Trực giác. Yêu hậu khẽ cười, sau đó nói. Ta nhớ trước đó đã nói với ngươi, ta còn trẻ không hiểu chuyện, bước vào yêu tộc rồi được phu quân ta cứu. Lúc đó vẫn có một số việc chưa nói, bây giờ ta sẽ bổ sung một lát. Ngươi biết sau khi ta gả vào yêu tộc, tộc nhân của ta đã xảy ra chuyện gì không? Không đợi Dương Diệp trả lời, yêu hậu cười khẽ, chẳng qua vẻ tươi cười có chút lạnh. Sau khi ta gả vào yêu tộc, tộc nhân của ta đều bị giết chết. Ngươi biết lý do bọn họ giết tộc nhân ta là gì không? Nói ta làm mất mặt nhân tộc. Ha ha, gả cho yêu tộc chính là làm mất mặt nhân tộc sao? Đúng là quá nực cười. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt yêu hậu rất lạnh lùng. Dương Diệp liếc nhìn yêu hậu, sau đó nói. Trước đây những người giết tộc nhân của ngươi cũng đã chết rồi. Yêu hậu khẽ gật đầu, nói. Chết, tất cả đều chết hết. Nếu thù lớn của ngươi đã báo, vì sao còn muốn diệt nhân tộc? Dương Diệp nhíu mày nói. Yêu hậu ngẩng đầu nhìn về phía nhân loại của Mạt Nhật Thành, khóe miệng cong lên và cười nhạt. Có người nói, hắn hy vọng thế giới này chỉ có yêu tộc là đủ rồi. Cho nên, nhân loại phải biến mất. Dương Diệp nhìn yêu hậu một lát, sau đó huyền khí trong cơ thể dâng trào, yêu hậu rõ ràng đã hận nhân tộc đến tận xương tủy. Ở trong mắt của nàng, ngoại trừ chính nàng ra thì nhân tộc đều đáng chết. Loại ý niệm này đã ăn sâu bén rễ, bởi vậy lúc này hắn nói gì cũng không có ý nghĩa. Chiến đấu. Chỉ có chiến đấu. Cổ tay của yêu hậu thoáng động, một cây roi thật nhỏ xuất hiện ở trong tay nàng. Hai người đứng đối diện nhau trên không trung, yên lặng trong chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm và chém mạnh một phát. 600 đường trảm thiên bạt kiếm thuật trồng chất. Sau khi đạt được đế giả, hắn đã có thể trồng chất 600 đường trảm thiên bạt kiếm thuật. Kiếm vừa ra, một đường kiếm khí lấy tốc độ mắt thường không thể nhận ra đã trực tiếp chém về phía yêu hậu. Nhận thấy được kiếm khí khủng khiếp của Dương Diệp, yêu hậu nheo mắt lại. Sâu trong đôi mắt nàng có một chút nghiêm trọng, nàng không dám khinh thường, tay ngọc vung lên khiến cái roi nhỏ trong tay lập tức mang theo rất nhiều tàn ảnh quét về phía trước mặt. Ầm, theo một tiếng nổ lớn vang lên, yêu hậu trực tiếp bị chấn động đến ngoài mấy trăm trượng. Yêu hậu cúi đầu nhìn cái roi nhỏ trong tay mình, lúc này, cây roi hư dai đã rạn nứt ra, lòng bàn tay của nàng cũng bị rách một khe, máu tươi đang từ trong chậm rãi tràn ra. Im lặng một cái chớp mắt, yêu hậu vung tay phải lên và thu cái roi nhỏ vào, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Không ngờ được, người đạt được đế giả, thực lực đã tăng cao đến mức độ này. Dương Diệp không nói gì, trong tay cầm táng thiên cắm vào vỏ kiếm cổ. Trong phút chốc, một khí tức từ trong cơ thể hắn tràn ra, không gian xung quanh lập tức kích động.
Tay cầm chuôi kiếm, Dương Diệp chậm rãi đi về phía Yêu Hậu, cùng lúc đó, cánh phía sau lưng hắn bắt đầu vỗ. Yêu Hậu chậm rãi nắm chặt tay ngọc, khi Dương Diệp đi tới cách nàng trăm trượng, hai tay nàng bỗng nhiên giơ lên, một thạch ngọc băng tinh xuất hiện ở trong tay nàng. Tiếp theo, trong băng thạch này đột nhiên phát ra một ánh sáng trắng chói lòa, trong phút chốc, cảnh tượng ở đó đã biến đổi, xung quanh biến thành một mảnh núi băng mặt tuyết, ở đó không thấy bóng dáng của Yêu Hậu đâu, chỉ còn lại có Dương Diệp. Dương Diệp dừng bước, hắn nhìn lướt qua xung quanh, sau đó hai mắt chậm rãi nhắm lại. Một lát, hai mắt Dương Diệp chậm rãi mở ra, ở trong mắt hắn có một tia nghiêm trọng. Bởi vì tất cả mọi thứ trước mắt cũng không phải cảnh tượng ảo ảnh mà là chân. Mặc dù có huyễn cảnh có thể làm cho người ta cảm giác giống như thật, nhưng tất cả mọi thứ trước mắt quả thật không phải là ảo ảnh mà là cảnh thật. Hắn có thể xác định điểm này. Dù sao bản thân hắn là kiếm tâm thông minh, hơn nữa còn lĩnh ngộ kiếm vực, cho dù là ở trong huyễn cảnh lợi hại cũng không thể vừa được hắn. Đúng lúc này, những núi băng xung quanh bỗng nhiên chấn động. Rất nhiều núi băng bỗng nhiên nổ tung, hóa thành từng băng nhận bắn nhanh về phía hắn. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh và bước tới một bước, lập tức có một mảnh kiếm quang tràn ra khỏi cơ thể hắn, nghênh đón những băng nhận này. Ầm ầm ầm, ở đó lập tức vang lên từng tiếng nổ lớn. Kiếm quang của Dương Diệp còn sắc bén hơn những băng nhận kia nhiều, bởi vậy khi kiếm quang của hắn gặp những băng nhận kia lập tức bị thổi tan, nhưng sắc mặt của hắn lại dần dần nghiêm trọng. Bởi vì những băng nhận dường như vô cùng vô tận, hắn tiêu diệt một mảnh, lập tức lại có một mảnh khác xuất hiện, hơn nữa còn càng lúc càng mạnh. Ánh mắt Dương Diệp không ngừng quan sát xung quanh, im lặng trong chớp mắt, tay phải hắn cầm kiếm chợt cắm vào trong vỏ kiếm cổ, sau đó rút kiếm ra chém. Nếu không phải huyễn cảnh, vậy cũng chỉ có cứng rắn phá. Kiếm vừa ra khỏi vỏ kiếm cổ, trong chớp mắt này, một đường kiếm khí bắn ra, nó đi qua nơi nào, những băng nhận kia trực tiếp bị chém thành hư vô. Cùng lúc đó, tất cả mọi thứ xung quanh biến thành hư ảo. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khóe miệng Dương Diệp cười lạnh, tay phải hắn cầm kiếm cắm vào trong vỏ kiếm cổ, sau đó lại rút ra. Một đường kiếm khí từ trong vỏ kiếm cổ bắn ra, trực tiếp tiến vào trong hư không xa xôi. Ầm, rất nhanh, một tiếng nổ lớn vang vọng trong không trung. Giờ phút này, Dương Diệp cảm giác toàn thế giới đều run rẩy một cái. Cùng lúc đó, tất cả mọi thứ xung quanh càng hư ảo hơn nữa. Tay phải của Dương Diệp cầm Táng Thiên cắm vào vỏ kiếm cổ, yên lặng trong chớp mắt, sau đó chợt rút kiếm chém ra một phát. Ầm, một tiếng nổ lớn bắt đầu vang vọng ở nơi đây, ở đó dường như thứ gì nổ tung ra. Rất nhanh có một trận ánh sáng trắng hiện lên. Qua vài hơi thở, khi Dương Diệp mở mắt ra, tất cả đã khôi phục lại bình thường. Nhưng sắc mặt hắn lại lập tức biến hóa kịch liệt, bởi vì lúc này Yêu Hậu đã xuất hiện ở trên mặt Nhật Thành, sau đó cây roi trong tay nàng trực tiếp đánh về phía Tử Nhi. Mà lúc này, tất cả mọi người trên mặt Nhật Thành, bao gồm Tử Nhi dường như đã bị trói chặt, căn bản không có cách nào nhúc nhích, chỉ có thể nhìn cây roi rơi về phía Tử Nhi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai mắt Dương Diệp trong phút chốc biến thành một biển máu. Yêu Hậu, nếu ngươi dám tổn thương một sợi tóc của nàng, Dương Diệp ta nhất định sẽ tàn sát hết yêu tộc ngươi. Vừa dứt lời, Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng máu lập tức biến mất. Vào giây phút giao đấu cùng Dương Diệp, Yêu Hậu lại hiểu rõ, với thực lực của nàng bây giờ đã không làm gì được Dương Diệp. Nếu muốn khống chế Dương Diệp thì chỉ có một cách, đó chính là Tử Nhi cùng Tiểu Bạch. Nàng đã điều tra qua Dương Diệp, biết Dương Diệp rất bảo vệ Tử Nhi cùng Tiểu Bạch. Chỉ cần bắt được Tử Nhi cùng Tiểu Bạch, Dương Diệp nhất định sẽ bị nàng khống chế. Trên tường thành, giây phút thấy Yêu Hậu lao tới, Tử Nhi đã chuẩn bị mang theo Tiểu Bạch chạy trốn, nhưng nàng căn bản không thể động đậy. Nàng biết đây là pháp tắc thời gian. Lúc này nàng căn bản không thể chống đỡ được pháp tắc này, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái roi của Yêu Hậu đánh về phía nàng cùng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ở trong lòng Tử Điêu, khi thấy roi của Yêu Hậu rơi xuống, mắt nàng lập tức trợn tròn, sau đó nàng trực tiếp hóa thành một tia sáng trắng chui đến trước ngực Tử Điêu. Nhưng không bao lâu, nàng lại từ trong lòng Tử Điêu chui ra, móng nhỏ cào cào vào mặt Tử Điêu giống như đang bảo Tử Nhi chạy mau, nhưng Tử Nhi lại hoàn toàn không đáp lại. Lần này, Tiểu Bạch lập tức sốt ruột, bởi vì roi của Yêu Hậu đã đi tới cách đỉnh đầu của nàng cùng Tử Nhi không đến 10 trượng. Tiểu Bạch không ngừng run rẩy, đầu cũng khẽ run lên. Nàng hiển nhiên rất sợ hãi. Nàng muốn trốn đi, nhưng không muốn bỏ lại Tử Nhi một người.
rất sợ hãi, rất dầu dĩ, rất do dự, còn có, rất tức giận. Rất nhanh, cái roi đã đi tới cách đỉnh đầu Tử Nhi không đến mấy trường, trong cái roi này ẩn chứa lực lượng cường đại trực tiếp làm cho tường thành của Mạt Nhật Thành cũng bắt đầu rạn nứt, làm mục tiêu của cây roi này, lúc này vẻ mặt Tử Nhi đã trắng bệch. Đúng lúc này, Tiểu Bạch bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Yêu Hậu. Giờ phút này, lông trên toàn thân nàng đều dựng lên, một phần vì sợ hãi, một phần cũng vì phẫn nộ. Tiểu Bạch nghiến răng nghiến lợi, căm tức nhìn Yêu Hậu. Khi roi này đi tới cách đỉnh đầu của nàng cùng Tử Nhi khoảng một trượng, nàng đột nhiên vươn hai móng nhỏ của mình đặt ở trên bụng, sau đó hít sâu một hơi. Trong phút chốc, nàng dùng mình, sau đó mở miệng chợt phun ra. Một cột ánh sáng linh khí màu trắng thuần trực tiếp từ trong miệng nàng phun tới, cột ánh sáng linh khí màu trắng không quá lớn, chỉ có chưa đến một trượng nhưng lại rất tinh thuần, lúc này những linh khí này đã hoàn toàn hóa thành thực chất, có thể nói là cột ánh sáng tinh thạch cũng không quá đáng. Sau khi cột ánh sáng linh khí này từ trong miệng của Tiểu Bạch phun ra, trực tiếp phóng lên cao và đánh vào trên roi của Yêu Hậu. Yêu Hậu không ngờ được Tiểu Bạch bỗng nhiên làm như thế, bởi vậy bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị cột ánh sáng linh khí này đánh trúng. Theo một tiếng nổ vang lên, Yêu Hậu trực tiếp bị chấn động đẩy đến hơn trăm trượng. Nhìn thấy Yêu Hậu bị mình đánh lui, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó lắc lư cái đầu. Tiếp theo, móng nhỏ lại ép bụng của mình, rất nhanh miệng nàng đã phồng lên. Phía xa, nãy Yêu Hậu nhìn cái roi trong tay mình, sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch, trong mắt đầy vẻ khó tin, nói. Sao có thể như vậy được? Ngươi tự nhiên không để ý tới pháp tắc thời gian. Lúc này, Tiểu Bạch lại phun ra một cột ánh sáng linh khí, tuy nhiên lần này, linh khí của nàng vừa nhổ ra đã bị Yêu Hậu trực tiếp đánh một roi làm vỡ nát. Tiếp theo, tốc độ của roi kia không giảm, rơi về phía nàng cùng Tử Nhi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó hai tay giơ lên che hai mắt. Vào lúc roi sắp rơi vào đỉnh đầu của Tử Nhi cùng Tiểu Bạch, một đường kiếm quang huyết sắc bỗng nhiên phá không lao tới, lập tức đánh vào trên cây roi này. Cây roi nhỏ hư giai này trực tiếp bị đánh vỡ, lực lượng cường đại này cũng khiến Yêu Hậu chấn động liên tục lùi lại phía sau gần trăm trượng. Nhìn thấy Dương Diệp xuất hiện, vẻ mặt Yêu Hậu trở nên thâm trầm. Phía xa, Dương Diệp nhìn Tiểu Bạch che hai mắt không ngừng run rẩy, trong lòng tự nhiên thấy đau xót, hắn khẽ xoa đầu Tiểu Bạch và dịu dàng nói. Không sao, không sao, đừng sợ, bây giờ không sao rồi. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Tiểu Bạch mới bỏ móng nhỏ ra, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Vào giây phút khi nhìn thấy Dương Diệp, nàng trực tiếp nhào tới trong lòng Dương Diệp, nước mắt giống như vỡ đê không ngừng tuôn ra. Không đến một giây, trên dưới người Dương Diệp đã bị một tầng sương mù bao quấn, này dĩ nhiên là nước mắt của Tiểu Bạch. Dương Diệp khẽ xoa đầu nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó nhìn về phía đám người Tử Nhi. Lúc này, ở dưới áp chế kiếm vực của hắn, pháp tắc thời gian đã hoàn toàn biến mất, bởi vậy, đám người trên tường thành đã khôi phục lại hoạt động bình thường. Cẩn thận! Tử Nhi khẽ nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó chuẩn bị đưa Tiểu Bạch tới trước mặt Tử Nhi, nhưng Tiểu Bạch lại liều chết ôm chặt lấy hắn, dù thế nào cũng không chịu buông tay. Dương Diệp mỉm cười, nói. Tiểu Bạch, mau buông tay, ta đi báo thù cho ngươi được không? Nghe vậy, Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, đôi mắt còn treo giọt nước mắt linh khí chớp chớp. Một lát sau, nàng khẽ gật đầu và thả Dương Diệp ra. Dương Diệp đưa Tiểu Bạch đến trong lòng Tử Nhi, sau đó xoay người nhìn về phía xa. Lúc này, Yêu Hậu đã trở lại trong đại quân yêu tộc. Nhìn Yêu Hậu, ánh mắt Dương Diệp lập tức lạnh xuống. Trước đó, nếu không phải vào thời điểm quan trọng Tiểu Bạch bỗng nhiên lao ra, lúc này sợ rằng Tử Nhi cùng Tiểu Bạch đã không còn nữa. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Dương Diệp dần dần trở nên dữ tợn. Tử Nhi cùng Tiểu Bạch chính là vảy ngược của hắn, ai động vào thì kẻ đó phải chết. Lần này, hắn không nói nhiều, chân phải chợt dẫm xuống mặt đất một cái, cả người hóa thành một đường kiếm quang từ trên tường thành Mạt Nhật Thành bắn ra nhanh như điện chớp. Kiếm quang xẹt qua trời cao, đâm thẳng vào Yêu Hậu. Trên lưng Vân Điêu, Yêu Hậu nheo mắt lại với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Sau khi Dương Diệp đạt được đế giả, thực lực hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Đặc biệt là Dương Diệp còn nắm giữ kiếm vực. Dương Diệp có kiếm vực, pháp tắc thời gian của nàng hoàn toàn bị phế bỏ. Nàng không dám khinh thường, tất nhiên cũng không có khả năng chạy trốn, chỉ có thể lựa chọn chiến đấu.
Bởi vì nếu nàng trốn, hoặc tránh không chiến đấu, vậy sĩ khí của yêu tộc nhất định sẽ giảm xuống. Ầm! Từ trong cơ thể yêu hậu đột nhiên có một khí thế khủng khiếp cuồn cuộn trào ra. Cùng lúc đó, yêu hậu nhẹ nhàng giẫm chân phải một cái, cả người hóa thành một đường ánh sáng phóng lên cao, trực tiếp va chạm cùng kiếm quang kia. Ầm! Hai bên vừa mới tiếp xúc, không gian phía chân trời đã chấn động mạnh, ngay sau đó, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Rất nhiều sóng khí cùng kiếm khí không ngừng bắn ra, từng sóng khí che phủ khắp bầu trời. Nhưng cuộc chiến đấu lại không dừng lại, ở trong sóng khí phía chân trời kia thỉnh thoảng vẫn truyền đến từng tiếng nổ lớn. Dương Diệp cùng yêu hậu đại chiến, đại quân nhân loại cùng đại quân yêu tộc phía dưới cũng không nhàn rỗi, rất nhiều yêu thú lao về phía Mạt Nhật Thành, đại quân của nhân loại dĩ nhiên cũng liều mạng chống lại. Lúc này là trận chiến cuối cùng của nhân loại cùng yêu tộc, đặc biệt là đối với nhân loại. Trong một trận chiến này, bọn họ chỉ được phép thắng. Nếu như thua, bọn họ thậm chí không có được cơ hội xoay người nữa. Sống sót, chỉ có thắng mới có thể sống. Đối với bên phía yêu tộc, chỉ cần thắng một trận chiến này, tương lai trong đại lục Minh Ngục sẽ chỉ còn lại có yêu tộc sẽ trở thành chủ nhân duy nhất của đại lục Minh Ngục. Không quan tâm là nhân tộc hay yêu tộc, một trận chiến này đều rất quan trọng. Trên tường thành Mạt Nhật Thành, Tử Nhi đứng bên cạnh Dạ Lưu Vân trầm giọng nói. Cần khởi động kiếm trận không? Dạ Lưu Vân lắc đầu, nói. Vẫn chưa tới lúc. Nàng chỉ vào một đám yêu thú phía dưới, nói. Nhìn thấy đàn yêu thú này không? Tử Nhi nghe vậy thì cúi đầu nhìn lại, chỗ Dạ Lưu Vân ngón tay chỉ là một đám mãng xà lớn giống như ngọn núi, chúng có khoảng hơn 200 con, hơn nữa tất cả đều là đế cấp. Dạ Lưu Vân lại chỉ vào hai bên chân trời của Mạt Nhật Thành, nói. Nhìn thấy không, những đội ngũ bay kia còn chưa hành động, bọn họ đang chờ cơ hội, một khi cơ hội đến, bọn họ sẽ cho chúng ta một đòn công kích mang tính hủy diệt. Chúng ta phải giữ lại kiếm trận để chờ tới lúc đó. Nếu không, người của chúng ta chắc chắn không chịu nổi công kích của bọn chúng. Tử Nhi khẽ gật đầu, lúc này, Dạ Lưu Vân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Nếu như nơi đó sớm phân ra thắng bại, như vậy nhân tộc cùng yêu tộc chẳng khác nào phân ra được thắng bại. Tử Nhi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Lúc này Dương Diệp đã đạt được đế giả, nàng không lo lắng cho an nguy của hắn, nàng lo lắng chính là Mạt Nhật Thành. Nếu như đại quân yêu tộc phá thành trước, như vậy tất cả nhân tộc thật sự sẽ kết thúc. Cho dù Dương Diệp có lợi hại mấy đi nữa cũng không có khả năng ngăn cản được tất cả đại quân yêu tộc. Cho dù mấy trăm vạn đại quân yêu tộc đứng cho Dương Diệp giết, chỉ sợ Dương Diệp cũng phải giết tới mấy năm. Ở dưới sự liều mạng chống lại của nhân tộc, đại quân nhân tộc hết lần này tới lần khác ngăn cản được đại quân yêu tộc tấn công, nhưng đại quân nhân tộc cũng tổn thất vô cùng nghiêm trọng, ở các trên tường thành cùng dưới thành tường chất đống từng thi thể. Đồng thời đại quân yêu tộc cũng tổn thất rất nhiều yêu thú, nhưng so sánh với nhân tộc lại ít hơn nhiều. Đúng lúc này, phía chân trời chợt vang lên một tiếng nổ lớn. Ở trong ánh mắt mọi người, không gian phía chân trời trực tiếp rạn nứt ra. Tiếp theo có hai bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Đó chính là Dương Diệp cùng yêu hậu. Yêu hậu lạnh lùng nhìn Dương Diệp phía xa. Ngoài mặt, thoạt nhìn nàng hình như hoàn toàn không có việc gì, chẳng qua nàng giấu hai bàn tay đã bị chém nứt một nửa bên trong ống tay áo. Phía xa, Dương Diệp cầm Táng Thiên trong tay, trên người không có thương tích gì. Nhưng bên khóe miệng có một tia đỏ sẫm. Hắn liếc nhìn phía dưới và trong lòng lập tức trầm xuống. Lúc này, tình cảnh bên phía nhân tộc có phần khó giữ. Hắn cũng muốn mau chóng giải quyết yêu hậu, chỉ cần giết yêu hậu, như vậy đại quân yêu tộc tự nhiên sẽ bại trận phải rút lui. Nhưng lúc này yêu hậu lại không liều mạng đánh với hắn, bây giờ yêu hậu giao đấu với hắn đều chơi trò du kích. Yêu hậu đang trì hoãn thời gian. Trước đây ta nên bất chấp tất cả mọi giá tiêu diệt ngươi. Lúc này, yêu hậu bỗng nhiên trầm giọng nói. Trước đây nàng thả cho Dương Diệp trở lại, là muốn cho Dương Diệp đối phó với Nhiếp gia. Nàng đã đạt được mục đích của mình. Dương Diệp đã đánh cho tất cả Nhiếp gia thành tàn phế. Nhưng bây giờ, Dương Diệp trưởng thành, yêu tộc đối mặt với một Dương Diệp càng mạnh mẽ hơn. Lúc này, thực lực của Dương Diệp đã hoàn toàn không kém nàng, thậm chí đã vượt qua nàng. Dương Diệp không nói gì, huyền khí trong cơ thể dâng trào. Lúc này có nói gì cũng không có ý nghĩa nữa. Bây giờ, chỉ có chiến đấu mới có thể giải quyết được vấn đề. Lúc này, yêu hậu bỗng nhiên lại nói. Nhưng thật may,
ta còn có sự chuẩn bị. Vừa dứt lời, nàng vung tay phải lên. Gào! Một tiếng yêu thú phẫn nộ gầm lên đột nhiên từ phía chân trời truyền đến, rất nhanh đã có một bóng đen xuất hiện ở cuối chân trời. Bóng đen này có tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã tới trước mặt Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp đã thấy rõ bóng đen. Đó là một con yêu thú có thân hình tối tăm, hình dạng giống như báo nhưng trên đầu lại có sừng dài. Con báo đen cũng không dừng lại, mà trực tiếp nhào tới Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp híp lại và rút kiếm ra chém một chém. Ầm! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, bóng đen kia trực tiếp bị đẩy lui đến ngoài mấy trăm trượng, Dương Diệp cũng lùi về phía sau gần trăm trượng. Vẻ mặt Dương Diệp có chút nghiêm trọng, mặc dù con yêu thú này không có mạnh mẽ bằng yêu hậu, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hắn không ngờ được yêu tộc còn có nhóm cường giả này. Gào! Con báo đen lộ ra vẻ mặt dữ tợn nhìn Dương Diệp, trong cơ thể không ngừng tuôn ra từng khí tức đáng sợ, lại muốn xông về phía Dương Diệp, nhưng lại bị yêu hậu ngăn cản, nói. Đại trưởng lão, để ta tới ngăn cản người này, người trợ giúp yêu tộc ta phá thành. Con báo đen quay đầu lại liếc nhìn yêu hậu. Thực lực của người này không tầm thường, cẩn thận. Yêu hậu khẽ gật đầu. Con báo đen quay đầu lại liếc nhìn Dương Diệp, trong phút chốc, nó trực tiếp hóa thành một bóng đen xông về phía Mạt Nhật Thành. Hai mắt Dương Diệp híp lại và muốn ra tay, mà lúc này, yêu hậu lại chắn ở trước mặt của hắn, cười nói. Bất ngờ sao? Quả thật có chút bất ngờ. Dương Diệp khẽ gật đầu. Yêu hậu nhìn Dương Diệp, nói. Biết tại sao nhân tộc phải bại sao? Bởi vì nhân tộc không đoàn kết, thực lực chỉnh thể của nhân tộc đặc biệt cao, phải vượt qua yêu tộc rất nhiều. Giống như trước, nếu như các ngươi có thể đoàn kết cùng Nhiếp gia, yêu tộc ta sẽ không có phần thắng. Nhưng đáng tiếc, các ngươi không biết đoàn kết, yêu tộc ta, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, toàn tộc sẽ không có bất kỳ người nào phản đối. Dương Diệp liếc nhìn yêu hậu, sau đó quay đầu nhìn về phía Mạt Nhật Thành, trong mắt có chút lo âu. Trên Mạt Nhật Thành, giây phút khi thấy con báo đen xông tới, vẻ mặt Dạ Lưu Vân lập tức biến đổi, vội vàng nói. Khởi động kiếm trận. Ong! Dạ Lưu Vân vừa dứt lời, tất cả không trung của Mạt Nhật Thành đột nhiên phát ra một tiếng kiếm ngân chói tai, tiếp theo, hơn vạn thanh kiếm xuất hiện ở trên không trung của Mạt Nhật Thành. Cùng lúc đó, hơn 40 tên kiếm tu của tổ kiếm nhận cũng xuất hiện, hơn 40 đạo kiếm ý phun mạnh ra ngoài, lao về phía những huyền kiếm kia. Kiếm ra! Một giọng nói đột nhiên vang lên trên không trung của Mạt Nhật Thành. Vừa dứt lời, vạn thanh huyền kiếm đột nhiên phát ra vô số kiếm quang, tất cả hội tụ vào một chỗ và hình thành một đường kiếm quang kiếm lớn, rồi trực tiếp chém về phía con báo đen kia. Con báo đen tuyệt đối không lui lại, trái lại càng tăng nhanh tốc độ. Cứ như vậy, một kiếm một báo va chạm ở ngoài Mạt Nhật Thành. Ầm! Kiếm quang kiếm lớn lập tức vỡ nát, hóa thành vô số đường kiếm quang bắn ra. Mà con báo đen này lại trực tiếp bị một kiếm này chấn động đến ngoài 1.000 trượng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt yêu hậu trầm xuống. Dương Diệp lại thở phào nhẹ nhõm, cho dù hắn cũng biết kiếm trận này không tầm thường, nhưng kiếm trận rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào thì hắn không nắm chắc. Bây giờ thấy vậy, hắn có phần kinh ngạc, thực lực của con báo đen này rất mạnh, có thể nói là còn mạnh hơn cả Nhiếp Thiên lúc trước. Nhưng con báo đen này lại bị kiếm trận dùng một đòn đẩy lùi. Mặc dù không có giết chết con báo đen, nhưng như vậy đã cực kỳ lợi hại rồi. Kiếm trận ngược lại không tệ. Yêu hậu bỗng nhiên nói. Tuy nhiên, ta ngược lại muốn biết kiếm trận này của ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Vừa dứt lời, nàng đã vung tay phải lên. Lập tức, hơn 200 con chăn lớn dưới thành Mạt Nhật Thành vốn bất động đã trực tiếp lao về phía Mạt Nhật Thành. Cùng lúc đó, những yêu thú bay phía chân trời cũng bay nhanh tới. Cả tộc tấn công. Lần này, yêu tộc hoàn toàn không giữ lại. Dương Diệp nhìn lướt qua thi thể của những nhân tộc cùng thi thể yêu tộc phía dưới, sau đó nhìn về phía yêu hậu. Hắn vốn định nói gì đó, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói được lời nào. Đến lúc này, nói gì cũng không có ý nghĩa nữa. Dương Diệp xoa trán, kiếm thần ấn lập tức sáng lên. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, yêu hậu nheo mắt lại, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Thật ra nàng vẫn sợ Dương Diệp phát động kiếm thần ấn. Lấy thực lực của Dương Diệp bây giờ, nếu như phát động kiếm thần ấn, nàng tuyệt đối không ngăn cản được. Dương Diệp tất nhiên không dùng kiếm thần ấn để mạnh mẽ nâng cao kiếm ý của mình. Cho dù làm như vậy có thể chiến thắng được yêu hậu,
nhưng hắn cũng không chịu nổi hậu quả khi bị cắn trả. Hắn cũng không quên, ngoại trừ yêu tộc này còn có một Nhiếp Vô Mệnh của Nhiếp gia, nếu chẳng may đối phương xuất hiện vào lúc kiếm ý của hắn cắn trả, khi đó tất cả nhân tộc còn ai có thể chống u lại đối phương. Hơn nữa, nếu chẳng may không có cách nào giết chết yêu hậu, một khi đối phương kéo dài tới khi kiếm ý của hắn cắn trả, nhân tộc này xem như sẽ thật sự kết thúc. Vào giây phút kiếm thần ấn sáng lên, kiếm ý niết bàn cảnh của Dương Diệp lập tức càng hung hiểm hơn. Tay cầm vỏ kiếm cổ, Dương Diệp cắm Táng Thiên vào trong vỏ kiếm cổ, sau đó chợt rút kiếm chém. Kiếm rút ra khỏi vỏ, một đường kiếm khí màu máu lập tức xẹt qua trời cao, chém mạnh về phía yêu hậu. Ở giây phút Dương Diệp phát động kiếm đó, hai tay yêu hậu hơi nâng lên. Trong phút chốc, không gian xung quanh nàng vặn vẹo một hồi, hai tay nàng chồng lên nhau và ấn mạnh về phía trước mặt. Am! Trưởng ra, một khí thế vô hình lập tức xuất hiện, tiếp theo, một con trưởng ấn năng lượng tự không gian trước mặt yêu hậu chui ra, đánh về phía đường kiếm khí kia của Dương Diệp. Hai bên vừa mới tiếp xúc lại chợt phát ra một sóng khí đáng sợ, nhưng chẳng bao lâu, Dương Diệp phía xa đã đột nhiên biến mất, một đường kiếm quang xuất hiện ở đó. Kiếm quang xẹt quy hoa trời cao, nó đi qua nơi nào, những sóng khí kia lập tức bị vỡ ra, không chỉ sóng khí mà ngay cả không gian cũng trực tiếp bị xé ra. Mà vào giây phút Dương Diệp biến mất, vẻ mặt yêu hậu cũng trở nên dữ tợn. Tiếp theo, nàng hóa thành một đường ánh sáng bắn nhanh về phía Dương Diệp. Ầm ầm ầm. Bởi vì yêu hậu đại chiến cùng Dương Diệp PC khiến không gian hơi bị bắt đầu chấn động mãnh liệt. Nhưng chẳng bao lâu, thế cục phát sinh thay đổi. Lúc này yêu hậu rơi xuống hạ phong. Ở dưới sự công kích điên cuồng của Dương Diệp, yêu hậu liên tục thất bại, phải lùi lại. Chỉ sau một khắc đồng hồ, yêu hậu đã hoàn toàn bị áp chế. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Mạt Tiểu Lãnh ở trên lưng Vân Điêu bên dưới trở nên lạnh lùng. Hai ngọn lửa đã xuất hiện ở trong tay nàng, ngay vào lúc nàng muốn ra tay trợ giúp lại dường như nghĩ tới điều gì. Nàng chợt quay đầu lại nhìn về phía Mạt Nhật Thành. Lúc này, Tiểu Bạch đã há miệng ra. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt của Mạt Tiểu Lãnh biến đổi, vội vàng thu ngọn lửa vào. Tiểu Bạch hút đi không chỉ đơn thuần là ngọn lửa, còn có bản nguyên lửa của nàng. Nếu như bản nguyên lửa bị hút đi, linh vật thiên địa này thật sự sẽ rời khỏi nàng. Nhìn thấy Mạt Tiểu Lãnh thu ngọn lửa lại, Tiểu Bạch trên tường thành chớp chớp mắt, rồi trợn trừng mắt căm tức nhìn Mạt Tiểu Lãnh, đồng thời còn chuẩn bị xông về phía Mạt Tiểu Lãnh, nhưng đã bị Tử Điêu ôm lấy. Thực lực của Mạt Tiểu Lãnh không đơn thuần là ngọn lửa, có thể nói nếu như không phải bởi vì Tiểu Bạch cùng nàng kìm chế Mạt Tiểu Lãnh, Mạt Tiểu Lãnh cùng yêu hậu liên thủ, nhân loại sẽ không có phần thắng. Cho dù là Dương Diệp bây giờ đã đạt được đế giả, một mình hắn chống lại Mạt Tiểu Lãnh cùng yêu hậu, chỉ sợ cũng không thể làm được. Bên ngoài Mạt Nhật Thành, con báo đen này rõ ràng cũng phát hiện ra tình cảnh của yêu hậu nên lại muốn ra tay trợ giúp yêu hậu, mà lúc này, giọng nói yêu hậu đột nhiên truyền đến. Không cần để ý tới ta, toàn lực công thành, lấy tốc độ nhanh nhất để phá thành. Nghe vậy, con báo đen do dự một lát, lúc này vẻ mặt lập tức trở nên dữ tợn. Gào! Con báo đen ngửa đầu giận dữ gầm một tiếng, cơ thể đã lớn hơn. Trong thời gian không đến một lần hít thở, con báo đen đã lớn hơn gấp trăm lần, trở thành yêu thú lớn nhất trong đó. Lúc này, con báo đen gần như đã có thể cao bằng Mạt Nhật Thành. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt đám người Dạ Lưu Vân rất khó coi. Gào! Theo tiếng gầm hét giận dữ của con báo đen vang lên, những yêu thú ở trước mặt nó đều tránh ra, nhường đường cho nó. Con báo đen chạy rất nhanh, cả mặt đất và Mạt Nhật Thành đều đang run rẩy. Dạ Lưu Vân nắm chặt hai tay lại, nàng làm sao dám để cho con báo đen lúc này húc vào trên Mạt Nhật Thành chứ? Nàng lập tức giơ tay phải lên, trong phút chốc, tất cả những huyền kiếm trên Mạt Nhật Thành đều điên cuồng xoay tròn. Đám người Độc Cô Kiếm của Tổ Kiếm Nhận càng điên cuồng chút kiếm ý của mình vào trong những huyền kiếm kia. Điều này làm cho những huyền kiếm kia không ngừng phát ra từng tiếng kiếm ngân chói tai. Khi con báo đen này lao tới cách Mạt Nhật Thành khoảng 10 trượng, Dạ Lưu Vân chợt hạ tay ngọc xuống. Giết! Vừa dứt lời, vạn thanh huyền kiếm phía chân trời đột nhiên hóa thành vạn đường kiếm quang lao về phía con báo đen này. Vạn đường kiếm quang cùng rơi xuống, đó là cảnh tượng hoành tráng tới mức nào. Kiếm quang giống như sao rơi, tất cả đều lao về phía con báo đen này. Mà con báo đen này lại hoàn toàn không có ý định lui lại hoặc ngăn cản. Nó chỉ có một động tác chính là tăng nhanh tốc độ. Tốc độ của nó càng lúc càng nhanh,
khi nó đi tới cách tường thành của Mạt Nhật Thành có 5 trượng, những huyền kiếm phía chân trời cuối cùng đã lao tới trước mặt nó, nhưng nó vẫn không hề ngăn cản hay né tránh. Xuy 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 xuy. Vạn đường kiếm quang đồng thời tiến vào trong cơ thể con báo đen này. Gần vạn cột máu đột nhiên từ trong cơ thể của con báo đen phóng lên cao, cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Mọi người trên tường thành Mạt Nhật Thành nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nếu để cho nó đụng tới, Mạt Nhật Thành nhất định sẽ bị sụp xuống. Nhưng rất nhanh, sắc mặt mọi người đều biến đổi, có chút trắng bệch. Bởi vì con báo đen toàn thân bắn ra từng cột máu vẫn không hề dừng lại, nó vẫn còn tiếp tục chạy nhanh. Trong mắt con báo đen đầy vẻ dữ tợn cùng dứt khoát. Cho dù bị vạn thanh kiếm xuyên tim, nhưng tốc độ của nó lại không giảm còn tăng lên. Chẳng bao lâu, nó đã cách Mạt Nhật Thành không đến 2 trượng. Lại trong chớp mắt, chỉ còn lại không tới 1 trượng. Giờ phút này, sắc mặt tất cả mọi người trên Mạt Nhật Thành đều xám như cho tàn. Khi nó đi tới cách tường thành Mạt Nhật Thành còn có nửa trượng, sắc thái trong mắt con báo đen đã bắt đầu ảm đạm, nhưng khóe miệng nó lại hiện ra một nụ cười dữ tợn. Yêu tộc ta hướng tới hưng thịnh. Con báo đen gầm thét giận dữ, trong phút chốc, phóng người va chạm tới. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, tường thành của Mạt Nhật Thành ầm ầm sụp đổ. Sau khi con báo đen húc tới, tất cả tường thành của Mạt Nhật Thành ầm ầm sụp xuống. Đám người trên tường thành đều bay lên, tránh xa thành tường. Không chỉ nhân loại, những yêu thú vốn ở bên ngoài Mạt Nhật Thành cũng vội vàng lui về phía sau. Cho dù bọn chúng da dày thịt béo, nhưng cũng không dám để cho tường thành rất lớn này đập chúng. Sau khi con báo đen này đụng đổ tường thành, một tia sắc thái cuối cùng trong mắt hắn cũng đã biến mất, sau đó chậm rãi ngã xuống. Vào giây phút đó, thân thể cao lớn của nó lập tức bị tường thành sụp xuống phủ lên. Gào! Một tiếng yêu thú gầm thét giận dữ đột nhiên vang lên ở trong không trung, rất nhanh, rất nhiều đại quân yêu thú xông về phía Mạt Nhật Thành. Nhìn thấy vô số yêu thú vào tới, người trên Mạt Nhật Thành hoàn toàn ngây người. Trong mắt rất nhiều người đã bắt đầu lộ ra khủng hoảng, bọn họ tất nhiên phải khủng hoảng rồi. Lúc này ở trước mặt bọn họ chính là rất nhiều yêu thú rất lớn giống như ngọn núi. Trong mắt mỗi con yêu thú này lộ ra ánh sáng dữ tợn, dường như muốn ăn bọn họ vậy. Rất nhanh, một ít huyền giả bởi vì quá mức sợ hãi đã có kẻ bắt đầu chạy trốn. Đúng lúc này, Dạ Lưu Vân thoáng di chuyển, đi tới trong thành và phẫn nộ quát. Dấu lớn! Tổ kiếm nhận ở đâu? O! Ong! Ở trong thành không ngừng vang lên từng tiếng kiếm ngân. Rất nhanh đã có hơn 40 tên kiếm tu xuất hiện trước mặt ở Dạ Lưu Vân. Dạ Lưu Vân hoàn toàn không nói thừa, tay trực tiếp chỉ về phía yêu thú đang vọt tới giống như nước thủy triều. Cản bọn họ lại. Đám người độc cô kiếm không hề do dự, lập tức hóa thành từng kiếm quang xông về phía những yêu thú kia. Bây giờ đám người độc cô kiếm đều đế giả, hơn nữa đều là kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa bọn họ mang theo đều là kiếm cùng trang bị đế cấp. Bởi vậy bọn họ muốn vỡ được phòng ngự của những yêu thú này hoàn toàn dễ dàng như trở bàn tay. Bởi vậy, trong chớp mắt khi đám người độc cô kiếm tiến lên, đại quân yêu thú đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi lập tức bị ngăn cản ở cách đó 10 trượng. Tuy nhiên ai nhìn ra, bọn họ không kiên trì được bao lâu. Bởi vì đại quân yêu thú ở phía xa đang nhào tới, giết một tên lại lập tức có một tên bổ sung. Dạ Lưu Vân chỉ vào đám người độc cô kiếm phía xa, nói. Bọn họ sẽ không lui, nhưng bọn họ sẽ chết, bây giờ không chết, nhưng chẳng bao lâu sẽ chết. Vậy sau khi bọn họ chết thì sao? Tay nàng chỉ vào tất cả mọi người ở đó. Sau khi bọn họ chết thì sẽ đến lượt chúng ta chết. Các ngươi nhìn cho rõ ràng đi, Mạt Nhật Thành chúng ta đã bị đại quân yêu tộc bao vây. Lui thì chỉ có một con đường chết, chiến còn có một đường sống. Các ngươi là muốn chết hay muốn sống? Ai cũng sẽ khủng hoảng. Nàng không trách những người này, điều nàng cần phải làm là khiến cho những người này hiểu rõ tình cảnh của bọn họ hiện tại. Giống như lời nàng nói, nàng phải khiến cho những người này biết, trốn thì chỉ có chết, chiến đấu mới có cơ hội sống sót. Đương nhiên là sống. Ở đó, có người giận dữ gầm thét lên. Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu, sau đó chỉ vào những yêu thú phía xa, nói. Muốn sống thì theo ta cùng xông qua. Vừa dứt lời. Nàng cũng không để ý tới mọi người đã xoay người lao vọt về phía đám yêu thú ngoài xa. Phía xa, Tử Nhi vỗ nhẹ vài cái vào đầu của Tiểu Bạch, nói. Nào, trốn đi. Tiểu Bạch quay đầu lại liếc nhìn những yêu thú kia,
Nàng chớp chớp mắt sau đó vội vàng gật đầu, hóa thành một đường ánh sáng trắng tiến vào trước ngực Tử Nhi. Sau khi Tiểu Bạch đã trốn đi, Tử Nhi cơ thể thoáng di chuyển, xông về phía những yêu thú. Cho dù nàng là yêu thú, nhưng nàng đứng ở bên phía Dương Diệp. Giữa nàng và Dương Diệp không có phân biệt chủng tộc, nếu nhân tộc muốn giết nàng, Dương Diệp nhất định sẽ giết người. Tương tự, nếu như yêu tộc muốn giết Dương Diệp, nàng cũng nhất định giết yêu. Giữa nàng cùng Dương Diệp chỉ có nhau, không có đúng hay sai. Nhân tộc cùng yêu tộc hoàn toàn bước vào cuộc chiến. Cho dù nhân tộc không bằng yêu tộc, nhưng lúc này bọn họ đã đập nồi dìm thuyền. Bởi vậy, lực chiến đấu cũng mạnh mẽ khác thường. Dù sao bây giờ đã là đường cùng, không có bất kỳ đường lui nào, trong lòng bọn họ tất nhiên không có bất kỳ hy vọng may mắn nào. Đối với nhân tộc mà nói, chiến đấu thì có một đường hy vọng, chết vậy cũng phải kéo theo một kẻ để đệm lưng. Cuộc chiến đấu phía dưới là nhân tộc bị yêu tộc áp chế, cuộc chiến đấu trên không trung yêu hậu lại bị Dương Diệp áp chế. Lúc này yêu hậu đã đau khổ chống đỡ, ở trên người chúng không dưới 10 vết kiếm. Ngoài ra, tai cũng bị Dương Diệp cắt một bên. Có thể nói, lúc này yêu hậu rất chật vật, nhưng nàng vẫn đang chống đỡ, hy vọng chờ đến khi yêu tộc hoàn toàn phá thành. Chỉ cần đại quân yêu tộc hoàn toàn phá thành, vậy yêu tộc lại thắng. Yêu hậu muốn kéo dài, nhưng Dương Diệp không kéo dài nổi. Hắn biết rõ, nhân tộc chiến đấu cùng yêu tộc, đánh đến cuối cùng nhân tộc chắc chắn thất bại. Không có cách nào, bây giờ thực lực của nhân tộc yếu hơn yêu tộc, ở trước phòng ngự biến thái của yêu thú, cho dù nhân tộc có sử dụng chiến thuật biển người cũng không chiếm được ưu thế gì, hơn nữa lúc này số lượng yêu tộc còn không ít. Bởi vậy, hắn chỉ có thể giết chết yêu hậu trước khi đại quân yêu tộc hoàn toàn bước vào Mạt Nhật Thành. Chỉ có giết yêu hậu, nhân tộc mới có thể khả năng thay đổi tình thế. Lúc này Dương Diệp hoàn toàn không giữ lại, ở dưới kiếm thần ấn tăng cường. Kiếm ý của hắn đã mạnh mẽ tới một tồn tại cực kỳ khủng khiếp, hơn nữa bây giờ hắn lại là đế giả, các phương diện thực lực đều đã nhận được sự nâng cao rất lớn, bởi vậy, cho dù cường giả mạnh mẽ giống như yêu hậu ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể né tránh chiến đấu. Lúc này hắn đã chiến thắng yêu hậu, bây giờ điều hắn phải làm là giết chết yêu hậu. Giành giật từng giây, bất kể là Dương Diệp hay yêu hậu, hay đại quân nhân tộc và đại quân yêu tộc, lúc này bọn họ đều đang giành giật từng giây. Đây là cuộc chiến diệt tộc, bất kể là nhân tộc hay là yêu tộc đều không thua nổi. Người nhàn nhã nhất ở đây chính là Mạt Tiểu Lãnh. Lúc này, nàng tuyệt đối không tham dự chiến đấu, mà đứng ở phía xa lạnh lùng nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra. Nàng đương nhiên muốn tham dự vào cuộc chiến đấu, nhưng chỉ cần nàng phóng lửa, Tiểu Bạch sẽ xuất hiện nhìn chằm chằm vào nàng. Điều này làm cho trong lòng nàng rất khó chịu, bởi vì nàng căn bản không dám tới gần Tiểu Bạch, chỉ cần tới quá gần. Cho dù nàng không phóng lửa, Tiểu Bạch cũng có thể hút lửa của nàng ra. Có thể nói, nếu như không có Tiểu Bạch, nhân tộc sớm đã thất bại. Bởi vì trong nhân tộc ngoại trừ Dương Diệp ra, không có bất kỳ người có thể ngăn cản được ngọn lửa của nàng. Đáng tiếc là có Tiểu Bạch, bởi vì Tiểu Bạch, lúc này nàng thậm chí không dám tới gần Mạt Nhật Thành. Ánh mắt mà Tiểu Lãnh không ngừng quan sát xung quanh, dường như đang chuẩn bị tìm cơ hội ra tay, đúng lúc này nàng chợt biến sắc. Chợt ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ầm, một lực lượng khủng khiếp đột nhiên bạo phát ra. Trong phút chốc, tất cả không gian phía chân trời chấn động mạnh, ngay sau đó không gian trực tiếp đổ nát, một hố đen không gian rất lớn xuất hiện. Rất nhanh, một bóng người bay ra khỏi hố đen không gian. Khi nhìn thấy bóng đen này, đồng tử của Mạt Tiểu Lãnh đột nhiên co lại. Bởi vì bóng đen này là yêu hậu. Mạt Tiểu Lãnh đang muốn ra tay cứu. Đúng lúc này yêu hậu bỗng nhiên ngừng lại. Rất nhanh đã có một chùm ánh sáng màu xanh lam đột nhiên tràn ra khỏi cơ thể nàng và đánh về phía hố đen không gian phía xa. Đồng thời, một đường kiếm quang từ trong hố đen không gian này cũng bắn ra. Hai bên vừa tiếp xúc, chùm ánh sáng màu xanh lam này đã lập tức tán loạn, tốc độ của kiếm quang không giảm và lao thẳng tới trước mặt yêu hậu. Nhưng điều làm cho Mạt Tiểu Lãnh sửng sốt là yêu hậu đối mặt với một kiếm này tự nhiên không tránh không né. Yêu hậu muốn làm gì? Khi nhìn thấy yêu hậu không tránh không né, hai mắt Dương Diệp híp lại, thầm nghĩ có vấn đề. Tuy nhiên lúc này hắn đã không kịp thu kiếm, cũng không muốn thu kiếm. Khi kiếm đi tới trước ngực yêu hậu, trong chớp mắt khóe miệng yêu hậu cong lên lộ vẻ hung ác. Trên hai tay của nàng không ngờ đã có một tầng băng tuyết che phủ. Mà lúc này, kiếm của Dương Diệp đã tới trước ngực của nàng. Suy!
Trường kiếm trực tiếp xuyên qua trước ngực Yêu Hậu, tuy nhiên ở thời điểm quan trọng, Yêu Hậu hơi nghiêng người, tránh được vị trí quan trọng. Vào lúc Dương Diệp muốn cầm kiếm chém ngang qua, một tay của Yêu Hậu đã nắm lấy táng thiên của Dương Diệp, một tay khác trực tiếp ấn ở trước ngực của Dương Diệp. Ầm, một hàn khí khủng khiếp lập tức xuất hiện ở đó, bản thân Dương Diệp cùng táng thiên trong tay hắn lập tức bị băng đóng lại. Tuy nhiên chỉ thoáng qua, một kiếm ý bỗng nhiên từ trong băng tuyết lao ra. Ầm, băng tuyết ầm ầm vỡ nát, nhưng Dương Diệp lại trực tiếp bay ngược ra ngoài hơn 1.000 trượng mới dừng lại. Phía xa, Dương Diệp cúi đầu nhìn trước ngực mình. Lúc này da thịt trước ngực hắn tự nhiên nứt ra, mà ánh sáng mau trên táng thiên lúc này cũng mở đi rất nhiều. Im lặng một cái chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Yêu Hậu. Lúc này, ở trước ngực Yêu Hậu có một lỗ máu, máu tươi đang không ngừng tuôn ra. Vết thương này là do bị kiếm ý niết bàn cảnh gây ra. Bởi vậy, cho dù là Yêu Hậu căn bản cũng không có cách nào chữa trị trong thời gian ngắn. Không ngờ vẫn không thể nào giết được ngươi. Yêu Hậu nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Có thể nói một đòn trước kia là một đòn cuối cùng của nàng, tính lấy vết thương đổi lấy mạng của Dương Diệp, nhưng nàng đã phải thất vọng, cơ thể Dương Diệp cứng rắn chống đỡ được băng tuyết của nàng. Ta đã rất cẩn thận, không ngờ vẫn suýt nữa bị ngươi công kích ngược. Trong tay Dương Diệp cầm táng thiên đi về phía Yêu Hậu. Tới đây, để cho ta xem thử Yêu Hậu ngươi vẫn có còn át chủ bài nào nữa. Yêu Hậu liếc nhìn xuống phía dưới. Lúc này... Ở dưới sự bao vây tấn công điên cuồng đại quân yêu tộc, đại quân nhân tộc đã liên tục thất bại, tháo chạy. Có thể tưởng tượng được cuộc chiến đấu sẽ lập tức kết thúc. Nghĩ đến đây, Yêu Hậu hít sâu một hơi. Nàng nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt đầy vẻ điên cuồng. Dương Diệp, hôm nay không ai có thể bảo vệ được nhân tộc nữa. Vừa dứt lời, một khí thế khủng khiếp điên cuồng từ trong cơ thể nàng cuồn cuộn trào ra, không gian ở đó lập tức trở nên kích động kịch liệt. Cảnh tượng rất kinh người. Phía xa, hai mắt Dương Diệp híp lại, huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun ra, kiếm ý tuôn ra, hắn muốn ra tay, nhưng ngay vào lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến hóa kịch liệt. Trong phút chốc, hắn chợt dẫm chân phải vào không trung, không gian chấn động mạnh, hắn lại mượn lực lượng này lùi về phía sau nghìn trượng. Yêu Hậu, cẩn thận. Lúc này, phía dưới đột nhiên vang lên tiếng kêu kinh hãi của Mạt Tiểu Lãnh. Yêu Hậu hơi ngẩn người ra, đồng tử đột nhiên co lại thành hình đầu kim. Suy! Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên xuyên qua bụng của Yêu Hậu. Hai mắt của Yêu Hậu lập tức trợn tròn. Chẳng biết lúc nào, sau lưng Yêu Hậu đã xuất hiện một lão già. Dương Diệp cùng Yêu Hậu và cả Mạt Tiểu Lãnh đều biết lão già này. Đó chính là Nhiếp Vô Mệnh lão tổ Nhiếp gia đã biến mất nửa tháng. Lúc này, tay của Nhiếp Vô Mệnh trực tiếp xuyên qua bụng của Yêu Hậu. Máu tươi không ngừng phun ra. Tiêu Di. Phía dưới vang lên tiếng kêu kinh sợ của Mạt Tiểu Lãnh. Ngay sau đó, hai ngọn lửa từ phía dưới hóa thành hai cột lửa phóng lên cao, đánh về phía Nhiếp Vô Mệnh. Nhiếp Vô Mệnh cúi người ghé sát bên tai Yêu Hậu, khóe miệng cong lên hiện ra một nụ cười lạnh. Yêu Hậu, tranh đấu nghìn năm, cuối cùng người đã thua. Vừa dứt lời, tay phải của hắn chấn động mạnh một cái. Ầm. Yêu Hậu trực tiếp bị ném về phía xa. Sau khi đánh bay Yêu Hậu, Nhiếp Vô Mệnh quay đầu lại nhìn về phía hai ngọn lửa đã tới trước mặt hắn, khóe miệng Nhiếp Vô Mệnh cong lên lộ vẻ châm chọc, tiếp theo, tay phải hắn duỗi ra và nhẹ nhàng chấn động. Ầm. Hai cột lửa này trực tiếp nổ tung trên không trung, những ngọn lửa văng ra khắp nơi bắt đầu chấn động kịch liệt, thoáng qua, tất cả ngọn lửa trên không trung trực tiếp hóa thành hư vô. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp phía xa nheo mắt. Thực lực của Nhiếp Vô Mệnh này. Lẽ nào đối phương đã đột phá đến trên hư giả? Phía dưới, trên gương mặt Mạt Tiểu Lãnh cũng đầy vẻ kinh ngạc, rõ ràng nàng cũng không ngờ được thực lực của Nhiếp Vô Mệnh đã đạt đến mức độ này. Ngoại trừ Tiểu Bạch ra, cho dù là Dương Diệp cùng Yêu Hậu cũng không thể dễ dàng phá vỡ ngọn lửa này. Mà bây giờ, đối phương lại có thể làm được như vậy. Mạt Tiểu Lãnh lạnh lùng nhìn Nhiếp Vô Mệnh. Ngươi vượt qua hư giả. Không sai. Nhiếp Vô Mệnh liếc mắt nhìn, khóe miệng cong lên khẽ mỉm cười, dần dần, vẻ tươi cười càng rạng rỡ, đến cuối cùng, hắn điên cuồng phá lên cười. Ngưu kế vạch ra suốt mấy nghìn năm, lão phu cuối cùng vượt qua hư giả. Ha ha! Cười một lát, ánh mắt của hắn đảo qua tất cả mọi người ở đó, cuối cùng nhìn Yêu Hậu đã hấp hối. Yêu Hậu, có phải ngươi rất khó chịu đúng không? Bởi vì đáng lẽ phải là ngươi vượt qua hư giả.
Tuy nhiên đáng tiếc, người đi sai một nước cờ. Lúc này, bất kể là yêu tộc còn là nhân tộc đều ngừng lại. Đương nhiên là yêu tộc dừng lại trước, yêu hậu cũng đã gần chết, bọn họ sao có thể vẫn tiếp tục công thành được. Yêu tộc dừng lại, nhân loại dĩ nhiên cầu còn không được. Trải qua cuộc chiến đấu lúc trước, nhân loại lúc này đã tổn thất vô cùng nghiêm trọng, người sống cũng gần như là tình trạng kiệt sức, đang cần nghỉ ngơi. Về phần phản công, đám người Dạ Lưu Vân ngược lại muốn, nhưng lúc này nhân tộc căn bản không có thực lực đó. Yêu hậu sắp không xong, nhưng những đại quân yêu tộc lại không phải như vậy. Vào giây phút yêu hậu rơi xuống, đại quân yêu tộc lập tức xông về phía yêu hậu, cuối cùng bao quanh yêu hậu. Trong đám yêu thú, sắc mặt yêu hậu tái nhợt, trước ngực không ngừng phun ra máu tươi. Dương Diệp liếc nhìn yêu hậu cũng biết nàng đã không thể cứu được nữa. Bởi vì ngũ tạng lục phủ của yêu hậu đều đã bị dập nát, lúc này sở dĩ nàng còn có thể thở, hoàn toàn là bởi vì nàng có thực lực cường đại, mạnh mẽ ngăn lại sức sống trong cơ thể biến mất. Đương nhiên, đây chẳng qua chỉ là tạm thời thôi. Khụ. Yêu hậu ho nhẹ một tiếng, một tia máu tươi lập tức tràn ra khỏi khóe miệng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Nhiếp Vô Mệnh, khóe miệng cong lên nở một nụ cười nhạt, chẳng qua nụ cười này có chút thê lương. Đúng thật là đi sai một nước cờ thì thua cả bàn cờ. Nhiếp Vô Mệnh, nghìn năm tranh đấu, cuối cùng ngươi đã thắng rồi. Nhìn yêu hậu hấp hối, Nhiếp Vô Mệnh nói. Yêu hậu, những năm gần đây, cho dù chúng ta tranh đấu gay gắt tới mức làm kẻ địch sống chết đối đầu, nhưng ta không thể không nói, qua nhiều năm như vậy, có ngươi ở đây, lão phu không đến mức buồn chán tịch mịch. Bây giờ lão phu sắp phá được cấm chế và đi tới ngoài vực, theo đuổi đại đạo vô thượng, ngươi thì sắp bỏ mạng. Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Yêu hậu khẽ cười nói. Người thắng sống, người thua chết, đây là chân lý vĩnh viễn không thay đổi sao? Nhưng mà đáng tiếc. Đáng tiếc gì? Nhiếp Vô Mệnh hỏi. Yêu hậu quay đầu lại liếc nhìn Mạt Nhật Thành, nói. Đáng tiếc chỉ thiếu một chút nữa thì nhân loại của thế giới này sẽ biến mất. Chỉ cần một chút nữa, tâm nguyện của phu quân ta có thể hoàn thành. Chỉ cần một chút nữa, giấc mộng cả đời của hắn có thể được thực hiện. Chỉ cần một chút nữa. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của yêu hậu càng lúc càng yếu ớt, sắc thái trong mắt cũng dần dần tiêu tan. Gào. Rất nhiều yêu thú đồng thời gào hét lên. Vào giây phút sắc thái trong mắt yêu hậu sắp hoàn toàn tiêu tan, nàng bỗng nhiên giơ tay ngọc lên, đôi môi mở ra, một giọng nói yếu ớt truyền ra. Tất cả yêu tộc nghe lệnh, lập tức rút về ấn vực, đóng kín ấn vực, trong nghìn năm, yêu tộc không được bước vào đại lục Minh Ngọc, mãi đến khi. Đến, yêu vương mới xuất hiện, mới thôi. Nói đến đây, nàng ngây người nhìn về phía chân trời, tay ngọc chậm rãi hạ xuống. Giờ phút này, đã mấy nghìn năm chúng ta. Vừa dứt lời, tay ngọc của yêu hậu hoàn toàn rơi xuống, trong mắt nàng đã không còn sắc thái nữa. Nhưng khóe miệng nàng lại cong lên và khẽ mỉm cười, giống như được giải thoát. Gào. Rất nhiều yêu thú đồng thời quỳ xuống, từng tiếng gào thét không ngừng vang lên trong không trung. Phía xa, Dương Diệp im lặng. Phía chân trời, Nhiếp Vô Mệnh cũng im lặng. Yêu hậu là kẻ địch của bọn họ. Nhưng tuyệt đối không có ai đúng ai sai, mọi người chẳng qua là do lập trường khác nhau mà thôi. Sau một lúc lâu, Vân Điêu kéo thi thể của yêu hậu bay lên trời. Mà phía dưới, tất cả yêu thú bắt đầu lui lại. Mệnh lệnh cuối cùng trước khi yêu hậu lâm chung, không yêu thú nào không tuân theo. Đại quân đần yêu tộc tới nhanh, rút lui cũng nhanh, không bao lâu đã biến mất khỏi trong tầm mắt của mọi người. Nhưng tiếng gào thét của đại quân yêu tộc vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Cho dù đại quân yêu tộc rút quân, nhưng vẻ mặt Dương Diệp vẫn nghiêm trọng. Bởi vì yêu tộc đi rồi, nhưng còn có một Nhiếp Vô Mệnh. Lúc này, uy hiếp của Nhiếp Vô Mệnh có thể nói là hoàn toàn không yếu hơn cả đại quân yêu tộc. Nhiếp Vô Mệnh không để ý tới Dương Diệp, mà nhìn về phía Mạt Tiểu Lãnh. Đại quân yêu tộc đã lui, nhưng Mạt Tiểu Lãnh lại không đi, hơn nữa còn nhìn chằm chằm vào hắn. Dương Diệp cũng nhìn về phía Mạt Tiểu Lãnh, trực giác nói cho hắn biết. Tiểu nữ hài này có phần không đúng. Cho dù Nhiếp Vô Mệnh rất cường đại, nhưng tiểu nữ hài này cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, đặc biệt đối phương đến từ thế giới lớn, ai biết đối phương còn có con át chủ bài nào không. Đúng lúc này, mà Tiểu Lãnh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa Dương Diệp, nói. Chúng ta liên thủ giết chết hắn, được không? Nghe nàng nói vậy, Nhiếp Vô Mệnh lập tức nheo mắt lại. Phía xa,
Dương Diệp nghe thấy Mà Tiểu Lãnh nói vậy thì hơi ngẩn người ra. Hắn không ngờ được Mà Tiểu Lãnh sẽ nói như vậy, nhưng chẳng bao lâu hắn đã hiểu rõ. Hắn nhớ Yêu Hậu từng nói, Mà Tiểu Lãnh từ trên hạ xuống, vừa vặn được nàng cứu được. Hơn nữa, cho tới nay, tình cảm giữa Mà Tiểu Lãnh và Yêu Hậu rất tốt. Bây giờ Yêu Hậu bị Nhiếp Vô Mệnh giết chết, Mà Tiểu Lãnh chắc hắn muốn báo thù cho nàng. Nghĩ đến đây, Dương Diệp dứt khoát gật đầu. Thực lực của Nhiếp Vô Mệnh lúc này rõ ràng phải mạnh hơn Yêu Hậu lúc trước rất nhiều, lấy thực lực của cá nhân hắn thì căn bản không có cách nào chống lại đối phương. Bây giờ Mà Tiểu Lãnh muốn liên thủ với hắn để đối phó Nhiếp Vô Mệnh, hắn dĩ nhiên cầu còn không được. Ra tay! Mà Tiểu Lãnh vừa dứt lời, ba ngọn lửa xuất hiện ở xung quanh nàng. Rất nhanh, ba ngọn lửa nhanh chóng hợp thành một rồng lớn ba màu, nhiệt độ nhanh chóng tăng lên. Không bao lâu, không gian xung quanh đều giống như ảo ảnh. Ở dưới sự điều khiển của Mà Tiểu Lãnh, rồng lớn ba màu phóng lên cao, lao về phía Nhiếp Vô Mệnh. Đối diện Mà Tiểu Lãnh, Dương Diệp cũng không nhàn rỗi, cổ tay nhất thời chuyển động. Kiếm ý niết bàn cảnh điên cuồng tràn vào trong táng thiên, sau đó chợt dẫm chân phải một cái vào trong không trung, cả người hóa thành một đường kiếm quang phóng lên cao và bắn mạnh về phía Nhiếp Vô Mệnh. Bất kể là Mà Tiểu Lãnh hay Dương Diệp, lúc này hai người đều không nương tay, cũng không dám nương tay. Trong không trung, Nhiếp Vô Mệnh nhìn thấy Dương Diệp cùng Mà Tiểu Lãnh đồng thời xông lên thì khóe miệng cong lên đầy châm chọc, nói. Con kiến hôi. Vừa dứt lời, hắn bước về phía trước một bước, con rồng lớn ba màu cùng kiếm quang của Dương Diệp trực tiếp bị dừng lại. Pháp tắc thời gian. Nhanh thi triển, vực. Phía dưới vang lên giọng nói của Mà Tiểu Lãnh, một lực lượng thần bí lại xuất hiện ở đó. Sau khi lực lượng này xuất hiện, ở đó lập tức khôi phục lại bình thường, con rồng lửa ba màu cùng kiếm quang kia lập tức đi tới trước mặt Nhiếp Vô Mệnh, sau đó nhấn chìm hắn. Yên lặng trong chớp mắt. Một lực lượng khủng khiếp đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời, rất nhanh đã thấy con rồng lửa lớn ba màu kia cùng kiếm quang lập tức tán loạn, mà Dương Diệp lao vào tới trước mặt Nhiếp Vô Mệnh bị chấn động đến ngoài nghìn trượng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt đám người Dạ Lưu Vân ở Mạt Nhật Thành lập tức trầm xuống. Mà Tiểu Lãnh ở cách Dương Diệp rất xa cũng trầm mặt xuống. Nhiếp Vô Mệnh mạnh hơn bọn họ tưởng rất nhiều. Con kiến hôi. Lúc này, Nhiếp Vô Mệnh ở phía chân trời cười lạnh nói. Trong đại lục bây giờ có ai có thể chống lại lão phu chứ? Tay phải của Dương Diệp nắm chặt táng thiên, hắn biết rõ với thực lực của hắn cùng Mà Tiểu Lãnh bây giờ thì căn bản không có cách nào chống lại Nhiếp Vô Mệnh đã vượt qua hư giả. Biện pháp duy nhất chính là kéo đối phương tới chỗ nữ tử mù, để nàng thu thập đối phương. Cho dù không biết thực lực thật sự của nữ tử mù, nhưng thực lực của nàng tuyệt đối sẽ khủng khiếp hơn Nhiếp Vô Mệnh. Tuy nhiên, hắn bỏ qua ý nghĩ này. Vì sao? Bởi vì hắn không muốn bị nữ tử mù khinh thường. Hắn và Minh Nữ là bằng hữu chân chính, nhưng giữa hắn và nữ tử mù chỉ là bằng hữu. Trước đó, nữ tử mù trợ giúp hắn là vì nể mặt Minh Nữ. Một lần còn tốt, nếu như đi tìm người ta nhiều lần, vậy khó tránh khỏi quá mất mặt đi. Hơn nữa không chỉ có mình hắn mất mặt, mà còn có Minh Nữ. Tự mình giải quyết. Dương Diệp hít sâu một hơi, huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun ra. Cùng lúc đó, kiếm ý niết bàn cảnh cũng điên cuồng chút vào trong táng thiên trong tay. Theo kiếm ý tràn vào, táng thiên bắt đầu chấn động mãnh liệt. Từng kiếm quang không ngừng phát ra. Phía xa. Mà Tiểu Lãnh liếc nhìn Nhiếp Vô Mệnh rồi liếc nhìn Dương Diệp, cuối cùng lại nhìn Tiểu Bạch và Tử Điêu ở phía xa rất lâu. Cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, giống như quyết định điều gì đó. Rất nhanh, một ngọn lửa màu đỏ thẫm rất nhỏ xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng, ngọn lửa màu đỏ thẫm này chậm rãi dung nhập trong không gian hơi rung chuyển, nhưng chẳng bao lâu đã khôi phục lại bình thường. Tuy nhiên, ở trên không trung không ai thấy được. Một ngọn lửa màu đỏ thẫm đột nhiên từ trong không gian chui ra, sau đó tiếp tục lướt đi. Rất nhanh, ở cách ngọn lửa này không xa xuất hiện một dòng khí lưu màu trắng xám. Khi ngọn lửa đi tới này chỗ khí lưu màu trắng xám, tốc độ của ngọn lửa bỗng nhiên nhanh hơn. Vèo! Nhiều ngọn lửa này trực tiếp xuyên qua mảnh sương mù khí lưu màu trắng, sau đó giống như một vì sao rơi về phía vũ trụ sâu trong tinh không, chỉ trong giây lát đã biến mất gờ. Phía chân trời, ánh mắt Nhiếp Vô Mệnh rơi vào trên người của Dương Diệp. Dương Diệp, người diệt cả nhà Nhiếp gia ta sao có thể không báo mối thù này chứ? Không biết ngươi có từng hưởng qua cảm giác mất đi người thân không? Nếu như không có,
Vậy yên tâm, người lập tức sẽ có thôi. Vừa dứt lời, hắn quay đầu lại nhìn về phía Mạc Nhật Thành, sau đó giơ tay lên và đánh ra một chưởng. Ầm! Một bàn tay khổng lồ trực tiếp xé rách không gian, đánh về phía Mạc Nhật Thành. Sắc mặt mọi người trong Mạc Nhật Thành lập tức trắng bệch, đừng nói bàn tay khổng lồ kia, chỉ khí tức do nó phát ra đã làm cho bọn họ run rẩy. Đúng lúc này, Dương Diệp hóa thành một đường kiếm quang đã đánh vào trên bàn tay khổng lồ kia. Ầm! Bàn tay khổng lồ ầm ầm vỡ nát, nhưng Dương Diệp bị chấn động đẩy đến hơn 2.000 trượng, lần này, cơ thể hắn đã rạn nứt, khóe miệng còn không ngừng tràn ra máu tươi. Trên Mạc Nhật Thành, đám người Tử Nhi nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì sắc mặt biến hóa kịch liệt. Tử Điêu muốn lao xuống nhưng lại bị Dạ Lưu Vân ngăn cản. Bây giờ Tử Điêu xuống, cũng chỉ liên lụy tới Dương Diệp. Tiểu Bạch cũng nắm chặt móng nhỏ, trong mắt đầy vẻ khẩn trương. Con kiến hôi! Nhiếp Vô Mệnh lắc đầu, sau đó lòng bàn tay lật một lần, lại đánh một chưởng về phía Mạc Nhật Thành. Lần này, xuất hiện không phải một bàn tay khổng lồ, mà là 10 bàn tay năng lượng lớn chồng chất, trong đó phát ra uy áp khủng khiếp, đã làm cho rất nhiều cường giả Mạc Nhật Thành nằm sấp trên mặt đất không ngừng run rẩy, cho dù là đế giả cũng không ngoại lệ. Đồng tử của Dương Diệp co lại, kiếm thần ấn trên trán hắn sáng lên, ở dưới kiếm thần ấn tăng cường, kiếm ý của hắn chợt tăng lên gấp mấy lần. Trong phút chốc, chân phải của hắn chợt đạp một cái vào không trung, cả người hóa thành một đường kiếm quang bắn ra nhanh như điện chớp. Lần này, tốc độ của hắn nhanh đến mức độ cao nhất, mắt thường căn bản nhìn không thấy, ngay cả kiếm quang cũng không nhìn thấy. Ầm! Phía xa, 10 bàn tay khổng lồ chồng chất bị một đường kiếm quang đánh trúng, lập tức chấn động mạnh và rạn nứt, lại qua chớp mắt, giọng nói Dương Diệp đã vang lên. Phá! Hắn vừa dứt lời, một đường kiếm quang đột nhiên sáng lên ở phía trước bàn tay khổng lồ, sau đó xuyên qua bàn tay khổng lồ kia. Ầm! 10 bàn tay khổng lồ chồng chất, ầm ầm vỡ nát, hóa thành mảnh vỡ năng lượng rơi xuống khắp bầu trời. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người trong Mạc Nhật Thành nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Song khi bọn họ nhìn thấy Dương Diệp thì vẻ mặt lại thay đổi. Lúc này, Dương Diệp đã bị sóng công kích của lực lượng trước đó chấn động đến ngoài nghìn trượng. Trang phục trên người hắn đã biến mất, ở trên người hắn hiện ra vô số vết rạn giống như mạng nhện, máu tươi không ngừng từ trong những vết rạn này tràn ra, thật là dữ tợn khủng khiếp. Nhìn thấy Dương Diệp như vậy, Tiểu Bạch ngẩn người một lát, sau đó bỗng chốc khóc òa. Nàng muốn bay về phía Dương Diệp, nhưng lại bị Tử Điêu ôm chặt lấy. Cho dù Tử Điêu cũng muốn xông qua, nhưng nàng biết rất rõ ràng, nàng cùng Tiểu Bạch qua không chỉ không giúp được, còn có thể liên lụy đến Dương Diệp. Phía xa, mà Tiểu Lãnh lạnh lùng nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra, tuyệt đối không ra tay, chỉ đứng nhìn như vậy. Phía chân trời, ánh mắt của Nhiếp Vô Mệnh rơi vào trên người của Dương Diệp một lát, sau đó nói. Dương Diệp, cho dù ngươi diệt Nhiếp gia ta, càng thiếu chút nữa phá hủy kế hoạch của ta, nhưng không thể không nói, ngươi đúng là một thiên tài siêu cấp, sau kiếm vô cực, ngươi là thiên tài yêu nghiệt nhất của đại lục. Nếu cho ngươi thêm chút thời gian, cho dù là lão phu cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Tuy nhiên đáng tiếc, ngươi không có thời gian. Vừa dứt lời, tay phải của Nhiếp Vô Mệnh thò ra phía trước, sau đó nắm chặt thành quyền, trong phút chốc hắn đánh mạnh. Ầm! Một quyền ấn năng lượng từ trong nắm đấm của Nhiếp Vô Mệnh nhanh chóng hiện ra, quyền ấn này có chút kỳ lạ, rất bình tĩnh, nó đi qua nơi nào, không gian không có bất cứ động tĩnh gì, ngay cả khí thế cũng không có. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai mắt Dương Diệp híp lại, huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun ra, sau đó Táng Thiên trong tay chợt cắm vào vỏ kiếm cổ và rút kiếm chém ra một phát. Ong! Theo một tiếng kiếm ngân vang lên, một đường kiếm khí màu máu từ trong vỏ kiếm cổ phóng lên cao, ở trong ánh mắt mọi người, đường kiếm khí màu máu này cùng quyền ấn năng lượng tiếp xúc ở cùng nhau. Nhưng tất cả mọi người bao gồm Dương Diệp đều sửng sốt, bởi vì quyền ấn năng lượng này trực tiếp xuyên qua kiếm khí của Dương Diệp. Đồng thời kiếm khí của Dương Diệp lặng lẽ biến mất. Tốc độ của quyền ấn năng lượng không giảm, lập tức đi tới trước mặt Dương Diệp. Đồng tử của Dương Diệp co lại, hắn không kịp suy nghĩ gì khác chỉ thoáng động tâm niệm, tấm lá chắn u linh đã chắn ở trước mặt. Nhưng, quyền ấn năng lượng kia trực tiếp xuyên qua tấm lá chắn u linh, sau đó đánh vào trước ngực của Dương Diệp. Âm! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp bay ra ngoài. Không! Trên Mạc Nhật Thành, Tử Điêu cũng không nhịn được, lập tức ôm Tiểu Bạch lóe lên, đi tới phía sau Dương Diệp, đỡ lấy hắn, nhưng lực lượng quyền ấn năng lượng đó lại vẫn chưa biến mất,
chấn động khiến nàng cùng Dương Diệp tiếp tục lùi lại mấy trăm trượng mới dừng lại. Phụt! Dương Diệp vừa dừng lại, một ngụm máu tươi đã từ trong miệng hắn phun tới. Hắn cúi đầu nhìn trước ngực mình. Lúc này, ở trước ngực hắn có một trưởng ấn, không chỉ trước ngực mà phía sau cũng có. Lúc này, không chỉ cơ thể hắn, ngay cả ngũ tạng lục phủ của hắn cũng đã bị đánh cho rách tả tơi. Đây là năng lực của bán thần. Đúng lúc này, mà Tiểu Lãnh bỗng nhiên nói. Bán thần hoàn toàn vượt ra ngoài trời đất, vượt ra ngoài không gian, vượt ra ngoài ngũ hành, bọn họ có thể khiến cho công kích của mình không cần để ý tới không gian, không để ý ngũ hành. Sở dĩ kiếm khí của ngươi trước kia không thể nào ngăn chặn được quyền của hắn ấn, là bởi vì kiếm khí của ngươi còn ở trong thiên địa, vẫn ở bên trong không gian, còn ở trong ngũ hành, đây là chênh lệch về chất. Trừ khi lực lượng của ngươi cường đại đến vượt ra ngoài phạm vi của không gian, vượt ra ngoài phạm vi của trời đất, vượt ra ngoài phạm vi của ngũ hành, bằng không thì giống như lời hắn nói, ngươi ở trước mặt hắn chính là con kiến hôi. Bán thần. Hai mắt Dương Diệp híp lại, nói. Trên hư giả chính là bán thần sao? Phía chân trời, Nhiếp Vô Mệnh vốn chuẩn bị ra tay bỗng nhiên nhìn về phía Ma Tiểu Lãnh, nói. Tiểu nữ hài, thành thật mà nói, lão phu rất tò mò về lai lịch của ngươi. Ta từng điều tra về ngươi, ngươi giống như Dương Diệp này, lai lịch chính là một điều bí ẩn. Ta rất tò mò về lai lịch của ngươi, cũng tò mò về lai lịch của Dương Diệp này. Tò mò lai lịch của ta sao? Khóe miệng của Ma Tiểu Lãnh cong lên, cười lạnh. Không sao, ngươi rất nhanh sẽ biết tới lai lịch của ta thôi. Phải vậy không? Nhiếp Vô Mệnh nhìn Ma Tiểu Lãnh nói. Vậy đợi lát nữa ta sẽ giải quyết ngươi. Hắn quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói. Dương Diệp, ngươi diệt hơn 10 hư giả, hơn 1.000 đế giả của Nhiếp gia ta, có thể nói là diệt toàn tộc của Nhiếp gia ta cũng không quá đáng. Lão phu thích ăn miếng trả miếng, ngày hôm nay, ta ở ngay trước mặt ngươi mà giết chết tất cả người có liên hệ với ngươi, cho ngươi cũng nếm thử cảm giác mất đi người thân này. Nói xong, hắn lại muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, hắn dường như nhớ ra điều gì. Hắn khẽ nhíu mày, nói. Thiếu chút nữa quên mất ngươi còn có kiếm thần ấn có thể nâng cao kiếm ý. Nào, để cho ta mở mang kiến thức một chút. Dương Diệp liếc nhìn Nhiếp Vô Mệnh, sau đó quay đầu nhìn về phía Tử Nhi cùng Tiểu Bạch. Tử Nhi lắc đầu, Tiểu Bạch thấy Tử Nhi lắc đầu lập tức cũng liền vội vàng lắc đầu. Tử Nhi lắc đầu, Dương Diệp hiểu rõ ý của nàng, nàng sẽ không rời đi. Về phần Tiểu Bạch lắc đầu, hắn trực tiếp xem ý của nàng giống như Tử Nhi vậy. Dương Diệp không có nói gì, bởi vì hắn biết rõ, không quan tâm hắn nói gì cũng không thể thay đổi chuyện ý định Tử Nhi. Giống như lời của Tử Nhi trước đây, nàng tuyệt đối không để cho một mình hắn đi đối mặt với nguy hiểm. Dương Diệp ôm Tử Nhi cùng Tiểu Bạch một cái, sau đó xoay người nhìn về phía Nhiếp Vô Mệnh, nói. Ngươi muốn giết chết tất cả người có quan hệ với ta sao? Đúng vậy. Nhiếp Vô Mệnh khẽ cười. Sau đó chỉ vào Tử Nhi cùng Tiểu Bạch phía sau Dương Diệp, nói. Nhất là hai người bọn họ, ngươi hình như rất chú ý tới bọn họ. Ta tin tưởng, nếu như ngươi nhìn thấy các nàng chết ở trước mặt ngươi, biểu tình của ngươi nhất định sẽ rất đặc sắc. Ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy cảnh tượng đó rồi. Dương Diệp nhìn Nhiếp Vô Mệnh và khẽ nở nụ cười, tuy nhiên vẻ tươi cười có chút dữ tợn. Lần này, hắn không có nói nhiều, kiếm thần ấn trên trán hắn đã sáng lên. Cùng lúc đó, khí tức kiếm ý xung quanh hắn bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Lúc này hắn đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ nâng cao kiếm ý, chỉ khi kiếm ý đạt được cảnh giới nửa bước quy nguyên mới có khả năng đánh một trận cùng Nhiếp Vô Mệnh. Nhưng vào lúc hắn muốn phát động kiếm thần ấn làm cho kiếm ý của mình hoàn toàn đạt được cảnh giới nửa bước quy nguyên, một đường ánh sáng ảnh đã hiện lên, một người xuất hiện ở trước mặt hắn và đặt một tay ở trên trán hắn. Khi bàn tay này ấn xuống kiếm thần ấn lập tức yên lặng rồi biến mất. Ngươi! Trên gương mặt Dương Diệp đầy kinh ngạc. Ở trước mặt Dương Diệp là một nữ tử mặc chiếc váy màu trắng, vẻ mặt lạnh lùng giống như một khối hàn băng vạn năm, lộ ra một hơi. Lạnh phả ra, thân thể nàng là hư ảo như có như không, giống như một làn khói xanh có thể theo gió bay đi ngay lập tức. Sau khi nữ tử này xuất hiện, kiếm ý bỗng nhiên lao vọt về phía nàng. Cuối cùng đều bị nàng hấp thu hết. Kiếm linh. Nữ tử này chính là kiếm linh đã ngủ say thật lâu. Vào giây phút nhìn thấy kiếm linh, vẻ mặt Dương Diệp liền thả lỏng. Hắn lập tức cười nói. Một giấc ngủ này, ngủ thật là lâu.
Còn không là tại ngươi sao? Kiếm Linh nói. Dương Diệp khẽ cười, trong mắt có một chút xấu hổ. Yên tâm, bây giờ ta đã đế giả, cơ thể cũng đạt được cảnh giới kỷ nguyên, kiếm ý còn đạt được niết bàn cảnh. Ta nghĩ ta đã có thể nắm giữ được lực lượng của nàng. Sau nàng, nàng sẽ không phải ngủ say vì ta nữa. Kiếm Linh nhìn lướt qua Dương Diệp, khẽ gật đầu, nói. Không ngờ ngươi đã trưởng thành đến trình giờ độ này. Kiếm cấp bậc siêu vượt. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên ở phía chân trời. Dương Diệp cùng Kiếm Linh ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này, ánh mắt Nhĩ PC vô mệnh đang rơi vào trên thân Kiếm Linh, trong mắt có vẻ kinh ngạc cùng khiếp sợ. Không chỉ Nhĩ vô mệnh, trong mắt mà Tiểu Lãnh cũng đầy kinh ngạc cùng chấn động. Nhĩ vô mệnh nhìn chằm chằm Dương Diệp, dường như muốn nhìn thấu hắn. Huyền bảo cấp bậc siêu việt quý giá tới mức nào? Phải biết rằng, trong lịch sử đại lục Minh Ngục từ trước tới nay, huyền bảo cấp bậc siêu việt chỉ có một việc, đó chính là tinh hà kiếm đồ. Ngay cả kiếm thần ấn nghịch thiên trên trán Dương Diệp lúc này cũng có cấp bậc. Mà bây giờ, Dương Diệp tự nhiên nắm giữ một thanh kiếm cấp bậc siêu việt. Im lặng trong chớp mắt, Nhiếp Vô Mệnh bỗng nhiên khẽ nở nụ cười. Lão Phu vừa bước vào bán thần, vừa lúc thiếu một món bảo vật, không ngờ được bảo vật này đã lập tức xuất hiện. Dương Diệp, Lão Phu thật sự rất cảm ơn ngươi. Đần độn. Phía xa, mà Tiểu Lãnh lạnh lùng liếc nhìn Nhiếp Vô Mệnh, trong mắt hoàn toàn không che giấu sự châm chọc. Nhiếp Vô Mệnh là một kẻ nhà quê, không biết tới sự khủng khiếp của huyền bảo cấp bậc siêu Việt, nàng đến từ thế giới lớn tất nhiên biết sự khủng khiếp của huyền bảo cấp bậc siêu Việt, bởi vì nàng đã từng tận mắt nhìn thấy thần vật này. Cái gì gọi là cấp bậc siêu Việt? Ý chính là một món huyền với bảo tiềm lực cùng uy lực không có cấp bậc nào có thể hình dung. Nếu như là huyền bảo cấp bậc siêu Việt gì khác, Dương Diệp này muốn chiến thắng Nhiếp Vô Mệnh, có lẽ có ít nguy hiểm. Dù sao Nhiếp Vô Mệnh là bán thần, cao hơn Dương Diệp 2 cấp. Dương Diệp trước mặt này chính là kiếm tu. Dương Diệp cùng kiếm hợp lại làm một, uy lực kia tuyệt đối là rất khủng khiếp. Bởi vậy, khi nhìn thấy Nhiếp Vô Mệnh khinh địch, mà Tiểu Lãnh không nhịn được liền châm chọc. Phía xa, Kiếm Linh cùng Dương Diệp liếc mắt nhìn nhau mà không nói nhảm, thân hình Kiếm Linh run lên và hóa thành kiếm lơ lửng ở trước mặt Dương Diệp. Nhìn kiếm trước mặt, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó giơ tay cầm kiếm. Trong chớp mắt này, Dương Diệp lập tức chấn động mạnh, tiếp theo lại xuất hiện một loại cảm giác cùng kiếm hợp lại làm một. Không, không phải là cảm giác, mà lúc này hắn chính là kiếm, kiếm chính là hắn. Kiếm Linh đã sớm nhận hắn làm chủ. Giữa hắn cùng Kiếm Linh đã tâm thần tương đồng từ lâu, bởi vậy khi hắn cầm kiếm chính là giờ phú hắn cùng kiếm hòa làm một thể. Kiếm vào vỏ. Ong. Một tiếng kiếm ngân bỗng nhiên từ trong vỏ kiếm cổ phóng lên cao, ở trong ánh mắt mọi người, không gian xung quanh Dương Diệp dao động kịch liệt, đồng thời hiện ra vết rạn nứt, dường như không chịu nổi lực lượng của Dương Diệp vậy, cảnh tượng vô cùng kinh người. Phía xa, mà Tiểu Lãnh nhìn chằm chằm Dương Diệp, bàn tay nắm chặt không nói gì. Phía chân trời, giây phút khi Dương Diệp cầm kiếm, Nhiếp Vô Mệnh liền nheo mắt lại, trong mắt có vẻ nghiêm trọng. Bởi vì hắn cảm giác được sự nguy hiểm, hắn không dám khinh thường, hai tay vẫy một cái, huyền khí xung quanh lập tức lao vọt về phía trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, hai tay hắn chậm rãi nắm chặt thành quyền. Vào giây phút hắn nắm chặt nắm đấm, không gian xung quanh cũng phát ra tiếng rắc rắc một tiếng, rạn nứt ra. Yên lặng trong chớp mắt. Phía dưới Dương Diệp bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Nhiếp Vô Mệnh, khóe miệng hắn cong lên lộ ra vẻ hung ác. Trong phút chốc, chân phải của Dương Diệp chợt dẫm xuống mặt đất trực tiếp sụp xuống. Bản thân Dương Diệp lại mượn lực đẩy, cộng thêm cánh thuấn không phía sau để phóng lên cao, bắn mạnh về phía Nhiếp Vô Mệnh ở nơi chân trời. Phía chân trời, Nhiếp Vô Mệnh nheo mắt lại, trong mắt đầy vẻ dữ tợn. Vào giây phút Dương Diệp phóng lên cao, hắn không hề do dự. Hai tay hắn thu lại và chợt đánh về phía trước. Hai quyền ấn năng lượng nhanh chóng hiện ra, một trước một sau đánh về phía Dương Diệp đã hóa thành kiếm quang. Khi Dương Diệp cách hai quyền ấn năng lượng này chưa đến nửa trượng, hắn bỗng nhiên rút kiếm. Ong! Một tiếng kiếm ngân vang vọng phía chân trời. Giờ phút này, không gian trong mấy vạn dặm bên trực tiếp rạn nứt, mà trong nháy mắt này hai quyền ấn đã trực tiếp hóa thành hư vô dưới một kiếm của Dương Diệp. Khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đồng tử của Nhiếp Vô Mệnh đột nhiên co lại, trong lòng thấy hoảng hốt, hắn không ngờ được một kiếm này của Dương Diệp lại khủng khiếp như vậy. Ngay sau đó,
một khí thế khủng khiếp cuồn cuộn trào ra khỏi cơ thể, tay phải hắn chợt xoay tròn, sau đó đánh ra một chưởng về phía trước mặt mình. Nhìn như chỉ có một chưởng nhưng thật ra đã chồng ít nhất hơn 1.000 chưởng. Chưởng vừa ra, một bàn tay lớn dày gần 10 trượng đã nhanh chóng hiện ra, đánh về phía Dương Diệp chỉ còn cách hắn không đến một trường. Ở trong ánh mắt mọi người, kiếm trong tay Dương Diệp bổ vào trên bàn tay lớn này, bàn tay lớn chấn động mạnh và yên lặng trong chớp mắt. Suy! Dương Diệp và kiếm xuyên qua lòng bàn tay lớn kia khiến nó ầm vỡ nát trong nháy mắt, hóa thành mảnh vỡ năng lượng rơi khắp bầu trời nhân chìm Dương Diệp cùng Nhiếp Vô Mệnh. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào phía chân trời, đặc biệt là Tử Nhi cùng Tiểu Bạch. Tử Nhi siết chặt hai nắm đấm, bàn tay cũng đang run rẩy. Tiểu Bạch lại một lúc che hai mắt, một lúc nhìn về phía chân trời, trong mắt đầy vẻ khẩn trương. Lúc này, mà Tiểu Lãnh cũng nhìn chằm chằm phía chân trời, tuy nhiên trong mắt nàng không có vẻ khẩn trương, chỉ có lạnh lùng. Qua khoảng chừng 10 hơi thở, những mảnh vỡ năng lượng phía chân trời kia tất cả hóa thành hư vô. Dương Diệp cùng Nhiếp Vô Mệnh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Lúc này, Nhiếp Vô Mệnh ở cách Dương Diệp trăm trượng. Ai thắng ai thua? Im lặng vài hơi thở, Nhiếp Vô Mệnh bỗng nhiên nói. Một kiếm này, tên gì? Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. Phía sau Nhiếp Vô Mệnh, Dương Diệp nói. Nhiếp Vô Mệnh ngẩn người, lập tức khẽ thì thào nói. Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật, thật hay cho một Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. Vừa dứt lời, thân thể hắn bắt đầu trở thành ảo ảnh. Chỉ qua vài hơi thở, toàn thân hắn đã hoàn toàn trong suốt và cuối cùng biến mất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả người của Mạt Nhật Thành lập tức hoan hô ầm ĩ. Từng tiếng cười vui không ngừng vang lên ở Mạt Nhật Thành. Trong thành, trên mặt đám người Dạ Lưu Vân cùng Độc Cô Kiếm cũng không nhịn được lộ vẻ tươi cười. Phía xa, khi nhìn thấy Nhiếp Vô Mệnh biến mất, nắm tay của Tử Nhi vẫn nắm chặt mới được thả lỏng ra, ở trên mặt nàng cũng hiện ra một nụ cười mỉm. Tiểu Bạch trên vai nàng lại đầy hưng phấn cùng kích động, đầu không ngừng cọ cọ vào gương mặt Tử Nhi, bộ dạng ta rất vui vẻ. Nhìn thấy giây phút Nhiếp Vô Mệnh biến mất, mà Tiểu Lãnh hơi cúi đầu và khẽ nói. Tiêu Di, mối thù của ngươi đã được báo rồi. Trong không trung, Dương Diệp cũng thở phào nhẹ nhõm, trước đó thật ra hắn cũng không nắm chắc có thể giết được Nhiếp Vô Mệnh, dù sao Nhiếp Vô Mệnh là bán thần, cao hơn hắn 2 cấp. Thật may là thực lực của hắn bây giờ vượt xa trước đây. Không chỉ cảnh giới, cơ thể cũng nhận được nâng cao rất lớn. Kiếm ý còn đạt tới niết bàn cảnh. Với thực lực của hắn bây giờ mà thi triển ra Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật, uy lực kia không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Tuy nhiên hắn cũng không thả lỏng, cho dù uy lực tăng lên rất nhiều, nhưng Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật tiêu hao cũng rất khủng khiếp, một kiếm vừa rồi đã trực tiếp lấy đi một nửa huyền khí trong cơ thể hắn. Hơn nữa, sau khi hắn chém ra một kiếm, cả người hắn đều có cảm giác đau đớn, có chút kiệt sức. Nhưng thật may, ít nhất vẫn còn tốt hơn trước kia rất nhiều. Trước đây một lần thi triển Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật thật sự, hắn cơ bản đều bị thương nặng tới mức hôn mê, hoặc lại trực tiếp bị tàn phế, nửa chết nửa sống. Như bây giờ đã tốt hơn rồi. Tuy nhiên còn có một điểm đáng tiếc là Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật này thật sự tiêu hao quá nhiều huyền khí. Lấy thực lực của hắn bây giờ, trong trạng thái đỉnh phong cũng chỉ có thể thi triển được 2 lần Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. 2 lần, đây là cực hạn của huyền khí cùng cơ thể hắn, thi triển xong 2 lần, không chỉ huyền khí sẽ cạn kiệt mà ngay cả cơ thể cũng muốn mệt lả. Dương Diệp hít sâu một hơi, trong mắt xuất hiện ý cười. Yêu tộc rút quân, Nhiếp Vô Mệnh biến mất, bây giờ hắn cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Nhưng chẳng bao lâu, hắn lại cười gượng lắc đầu. Nghỉ ngơi, hắn cũng không có thời gian nghỉ ngơi. 3 năm sẽ nhanh chóng trôi qua. Hắn không chỉ phải đi tìm đế nữ, còn phải quay về linh giới. Đúng là vất vả muốn lấy mạng hắn. Dương Diệp lắc đầu, bỗng nhiên, hắn nhíu mày và nhìn về phía Mạt Tiểu Lãnh, Mạt Tiểu Lãnh có phần không đúng. Phía xa, Mạt Tiểu Lãnh liếc nhìn Dương Diệp, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời và khẽ nói. Chắc hẳn đã đến rồi mới phải. Nàng vừa dứt lời. Không trung phía chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng động lớn. Ngay sau đó, không trung đều biến thành một biển lửa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người, bao gồm cả Dương Diệp đều sửng sốt. Mà Mạt Tiểu Lãnh lại mỉm cười. Qua vài hơi thở, bỗng nhiên có một chảo lửa lớn bỗng nhiên lộ ra trong không trung. Mạt Tiểu Lãnh bỗng nhiên nói. Dương Diệp, ngươi không xứng để cho các nàng đi theo ngươi.
Vừa dứt lời, trong cơ thể nàng phát ra một ngọn lửa khủng khiếp. Ngay sau đó, Mạt Tiểu Lãnh trực tiếp biến thành một con phượng hoàng lửa. Cùng lúc đó, chảo lớn phía chân trời đột nhiên tiến vào không gian trước mặt. Trong phút chốc, chảo lớn này trực tiếp xuất hiện ở trên đỉnh đầu Tử Nhi cùng Tiểu Bạch, sau đó bao quanh các nàng. Chỉ thoáng chốc, khi các nàng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cái chảo lớn này đã biến mất. Mà lúc này, Mạt Tiểu Lãnh hóa thành phượng hoàng cũng xuất hiện ở phía chân trời. Mạt Tiểu Lãnh, ngươi đáng chết. Phía xa, khi nhìn thấy Tử Nhi cùng Tiểu Bạch bị chảo lửa lớn bắt đi, hai mắt Dương Diệp lập tức biến thành một màu đỏ như máu, sau đó chân phải chợt dẫm một cái vào không trung, cả người hóa thành một đường kiếm quang bắn nhanh về phía biển lửa. Lúc này, sát ý trên người Dương Diệp giống như hóa thành thực chất. Bất kể như thế nào Dương Diệp cũng không ngờ được Mạt Tiểu Lãnh tự nhiên lại đánh chủ ý tới Tử Nhi cùng Tiểu Bạch, càng không ngờ đối phương lại gọi tới cường giả ngoại vực. Khi Dương Diệp phóng lên cao, Mạt Tiểu Lãnh hóa thành phượng hoàng cùng chảo lửa kia đã biến mất ở trong biển lửa. Tốc độ của Dương Diệp không giảm, hóa thành kiếm quang trực tiếp tiến vào trong biển lửa kia. Chẳng bao lâu, một biển lửa trực tiếp bị Dương Diệp bổ ra, Dương Diệp tiếp tục bắn nhanh về phía sâu bên trong hư không. Tử Nhi, Tiểu Bạch, Dương Diệp tăng tốc độ của mình lên tới mức độ cao nhất, vào giờ phút này hắn không giữ lại, kích phát hết số huyền khí còn sót lại. Cuối tầm mắt, chảo lớn kia cùng Mạt Tiểu Lãnh hóa thành phượng hoàng đã đi tới trước một mảnh khí lưu màu xám. Vào lúc chảo lớn bao quanh Tử Nhi cùng Tiểu Bạch cùng với Mạt Tiểu Lãnh sắp tiến vào trong khí lưu màu xám lúc, cánh sau lưng Dương Diệp chợt vỗ, toàn thân trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang nhỏ giống như mũi kim lao tới phía sau chảo lửa kia. Tự tìm chết. Một giọng nói ẩn chứa uy áp vô tận bỗng nhiên từ sâu bên trong khí lưu màu xám truyền đến, tiếp theo có một quả cầu lửa nhanh chóng hiện ra và đánh về phía Dương Diệp. Ầm, kiếm quang do Dương Diệp phát ra ầm ầm vỡ nát, tiếp theo, Dương Diệp trực tiếp rơi xuống từ phía chân trời và rơi xuống sâu trong mặt đất. Tuy nhiên chỉ thoáng qua, một đường kiếm quang lại từ sâu trong mặt đất phóng lên cao, rất nhanh, Dương Diệp đã đi tới chỗ khí lưu màu xám trên không trung này. Lúc này, chảo lửa lớn kia cùng Mạt Tiểu Lãnh hóa thành phượng hoàng đã không còn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai mắt Dương Diệp lập tức trở nên dữ tợn. Chân phải của hắn chợt đạp một cái và nắm kiếm tổ trực tiếp bổ vào trên khí lưu màu xám tê. Ầm, mảnh khí lưu màu xám chấn động mạnh, ngay sau đó có một lực đàn hồi từ trong đó bắn ra. Dương Diệp đứng mũi chịu sào trực tiếp bị chấn động rơi xuống. Khi rơi gần nghìn trượng, Dương Diệp chợt đạp chân phải một cái, cả người nhất thời dừng lại, sau đó hóa thành một đường kiếm quang lại phóng lên cao. Không thể để ngươi sống được nữa. Mà vào lúc này, một giọng nói đột nhiên từ sâu bên trong khí lưu màu xám truyền đến, ngay sau đó, một ảo quả cầu lửa khổng lồ bỗng nhiên chui ra. Trên không trung, đồng tử của Dương Diệp co lại, ngọn lửa này rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, bởi vì vòng xoáy nhỏ trong cơ thể hắn bắt đầu xoay tròn cảnh cáo. Bình thường, chỉ khi nào hắn không có cách nào chống lại, vòng xoáy mới có thể phát ra cảnh cáo. Nói cách khác, hắn căn bản không thể chống lại ngọn lửa trước mắt này. Cho dù như vậy, nhưng hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Dương Diệp chợt cắm kiếm tổ vào vỏ kiếm cổ, khi hắn muốn rút kiếm, một nữ tử bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn thấy nữ tử này, Dương Diệp hơi ngẩn người ra. Bởi vì nữ tử này là nữ tử mù. Nữ tử mù không nói gì, tay ngọc điểm về phía trước. Chỉ một điểm như vậy, ngọn lửa lớn trong không trung đã ầm ầm vỡ nát, rất nhiều ngọn lửa bắn ra. Chúng đi qua nơi nào, không gian dường như đều bị thiêu vậy. Xuất hiện từng khe nứt không gian rất lớn. Đúng lúc này, nữ tử mù bỗng nhiên giơ tay nhẹ nhàng lau một cái. Chỉ một hành động đơn giản như vậy, những ngọn lửa ở phía chân trời kia đã trực tiếp biến mất, không gian bị phá hỏng đã được chữa trị trong nháy mắt. Im lặng một lát, một giọng nói từ sâu bên trong khí lưu truyền đến. U Minh Điện, trong giọng nói đầy vẻ nghiêm trọng, còn có một chút kiêng kỵ. Nữ tử mù ngẩng đầu hướng mặt về phía sâu bên trong mảnh khí lưu này, sau khi im lặng một lát, nàng bỗng nhiên mở miệng. Lan, đã nhiều năm trôi qua mà các ngươi còn bá đạo như vậy, còn lớn lối như vậy, hy vọng cả đời các ngươi vẫn có thể như vậy. Giọng nói kia từ trong khí lưu màu xám phía xa truyền đến, chỉ có điều khi một chữ cuối cùng vừa dứt, âm thanh này đã rất nhỏ, rõ ràng đối phương đã không còn ở đây. Trên mặt Dương Diệp hiện lên sự hung ác và muốn xông lên một lần nữa, nhưng lại bị nữ tử mù ngăn cản. Nữ tử mù khẽ lắc đầu.
hắn đã đi rất xa rồi, người có đuổi theo cũng không kịp đâu. Toàn thân Dương Diệp run rẩy lên, sát ý không ngừng tràn ra khỏi cơ thể. Cùng lúc đó, tóc cùng hai mắt hắn cũng dần dần biến thành màu đỏ. Mà vào lúc này, nữ tử mù bỗng nhiên điểm một cái vào giữa chân mày của hắn. Trong phút chốc, tất cả sát ý Dương Diệp biến mất. Dương Diệp liếc nhìn nữ tử mù trước mặt và hít sâu một hơi, nói. Ta thất thố rồi. Nữ tử mù thu tay về và nói. Ngươi thiếu chút nữa đã bị sát ý khống chế. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Ta biết. Thật ra các nàng rời khỏi ngươi cũng chưa tính là chuyện xấu. Nữ tử mù bỗng nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử mù, nói. Có ý gì? Nữ tử mù nói. Tiểu bạch kia có lai lịch không tầm thường, nàng đi theo ngươi ở những thế giới vị diện thấp còn không sao, bởi vì ở những thế giới đó có rất ít có người có thể nhận ra lai lịch của nàng. Còn nếu ở những vị diện cao mặt, ví dụ như trong thế giới hoàn chỉnh thì ngươi sẽ rất nguy hiểm. Bởi vì sẽ có rất nhiều người muốn có được nàng, phải nói là muốn qua lại thân thiết cùng nàng. Cho dù là ta, cũng từng có ý muốn cướp đoạt nàng. Dương Diệp nhíu mày, nói. Tiểu bạch rốt cuộc có lai lịch gì khiến ngay cả tỷ cũng muốn cường đoạt. Nàng là linh chủ. Nữ tử mù nói. Sau khi người đạt tới trình độ nhất định như chúng ta muốn nâng cao sẽ cần tới linh khí rất lớn, căn bản không phải linh mạch nào có thể thỏa mãn. Chúng ta cần chính là linh khí của một thế giới. Ví dụ như ta, nếu ta muốn tiến thêm một bước sẽ cần linh khí của một thế giới trung đẳng. Nhưng chúng ta căn bản không có cách nào tập trung linh khí của một thế giới trong thời gian ngắn cả. Tiểu bạch có thể, đúng không? Dương Diệp nói. Nữ tử mù khẽ gật đầu, nói. Cho dù bây giờ nàng không thể, nhưng sau này nàng có thể làm được. Cho nên nàng đi theo ngươi, bất kể là đối với người hay là đối với nàng đều rất nguy hiểm. Nếu như không phải bởi vì ngươi có quen biết với đám người tiểu minh, ta cũng ra tay. Bởi vì nàng với chúng ta tương đương với một đường tắt nâng cao. Khóe miệng Dương Diệp hiện ra một tia cay đắng, nói. Không ngờ được ta vẫn không thể nào bảo vệ được các nàng. Nữ tử mà lắc đầu, nói. Không nên lấy mình ra so sánh với những người vượt qua mình quá nhiều, giống như người vừa ra tay trước đó, đối phương ít nhất đã sống mấy vạn năm, người lấy mình ra so sánh với hắn chính là đang tự tìm phiền phức. Người phải hiểu là ở tuổi này của ngươi, thực lực của ngươi đã thật sự không tệ rồi. Cái người cần chính là thời gian. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó nói. Đối phương sẽ làm các nàng bị thương sao? Bọn họ không dám. Nữ tử mù nói. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Nữ tử mù trầm ngâm vài hơi thở, sau đó nói. Thế giới lớn có một thế lực tên là Linh Cung. Đây là một thế lực do linh vật thiên địa tạo thành. Thế lực do linh vật thiên địa tạo thành sao? Dương Diệp nhíu mày. Nữ tử mù khẽ gật đầu, nói. Trời sinh vạn vật, tất cả vạn vật có thể có linh. Sau khi những linh vật sinh ra linh trí, tâm trí cùng trí tuệ của bọn họ cũng không kém hơn nhân loại chúng ta. Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, một vị linh vật sáng tạo linh cung, bắt đầu thu nhận những linh vật trong thiên địa, theo linh vật thiên địa gia nhập, linh cung này càng lúc càng mạnh. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát mới nói tiếp. Linh cung này cũng không kém hơn U Minh Điện chúng ta. Đồng tử của Dương Diệp co lại, hắn biết U Minh Điện mạnh mẽ. Nhưng nữ tử mù trước mắt này tự nhiên nói Linh Cung không kém hơn U Minh Điện. Cố kìm chế khiếp sợ trong lòng, Dương Diệp lại hỏi. Linh Cung có quan hệ gì với Tiểu Bạch? Tất nhiên là có quan hệ rồi. Nữ tử mù nói. Cho dù linh vật thiên địa hiếm có, nhưng ở bên trong vũ trụ của chúng ta vẫn có rất nhiều. Nhưng về linh chủ, cả một vũ trụ chỉ có một. Bởi vì bọn họ quá kinh khủng, cho dù khủng khiếp như thiên đạo vô thượng cũng phải kiêng kỵ. Không dám sinh ra nhiều. Bây giờ Tiểu Bạch xuất hiện, nói cách khác, linh chủ Linh Cung ngã xuống, hoặc rời khỏi vũ trụ này. Dương Diệp trầm giọng nói. Ngươi nói vậy có nghĩa là sau này Tiểu Bạch sẽ trở thành vị cung chủ của Linh Cung. Nữ tử mù khẽ gật đầu, nói. Cũng chỉ có nàng mới có tư cách trở thành cung chủ Linh Cung, bởi vì nàng trời sinh không khiếp sợ bất kỳ pháp tắc nào, trời sinh miễn dịch với tấn công của tất cả linh vật, hơn nữa có thể kìm chế tất cả linh vật. Bây giờ ngươi đã biết tại sao nàng lại xuất hiện rồi chứ? Vạn vật tương sinh tương khắc, có linh vật thiên địa quá mức mạnh mẽ, cho dù là thiên đạo vô thượng cũng sẽ kiêng kỵ, cho nên thế giới này có linh chủ,
một linh chủ có thể kìm chế linh vật thiên địa. Đây là thủ đoạn thiên đạo vô thượng tạo ra nhằm giữ lấy cân bằng. Thiên đạo vô thượng. Dương Diệp nhíu mày, bỗng nhiên trong lúc đó, hắn cảm thấy mình thật vô tri. Sau này ngươi sẽ biết. Nữ tử mù nói. Ngươi chỉ cần biết rằng, thần phượng tộc này tuyệt đối không dám tổn thương nàng. Đương nhiên, đối phương bắt nàng đi cũng là muốn lợi dụng nàng. Tâm trí của nàng chưa trưởng thành nên rất dễ dàng bị lừa. Ta sẽ đi đưa nàng về. Dương Diệp kiên định nói. Nữ tử mù im lặng rất lâu, sau đó nói. Trước đó, ta thật không rõ tại sao đám người Tiểu Minh trở thành bằng hữu của ngươi. Gần đây, ta đã hiểu được một chút, ta có thể cảm giác được ra, ngươi thật sự có tình cảm với Tiểu Bạch, tình cảm này không có bất kỳ mục đích nào, điều này rất đáng quý. Ta cũng tin tưởng, cho dù nàng không phải là linh chủ gì đó, ngươi vẫn sẽ đi đưa nàng trở về, đúng không? Dương Diệp lắc đầu, nói. Giờ phút này, ta muốn nàng chỉ là Tiểu Bạch bình thường, mà không phải là linh chủ thiên địa gì đó. Nữ tử mù im lặng một lát rồi vỗ nhẹ vài cái vào vai của Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Một lát sau, giọng nói của nàng từ phía xa chậm rãi truyền đến. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tinh hà kiếm đồ sẽ rất nhanh đến được trên tay ngươi. Dương Diệp sửng sốt và xoay người nhìn lại, lúc nữ tử mù này đã không còn ở đó nữa. Tinh hà kiếm đồ. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ở đỉnh đầu hắn là một mảnh khí lưu màu xám. Khí lưu màu xám vẫn lan tràn đến cuối chân trời, không cần phải nói, khí lưu màu xám này trải rộng khắp thế giới đại lục Minh Ngục. Bởi vì, khí lưu màu xám này chính là cấm chế của đại lục Minh Ngục. Ở phía sau khí lưu màu xám này chính là bầu trời sao của ngoại vực. Nhìn mảnh khí lưu màu xám này rất lâu, Dương Diệp nắm thật chặt kiếm tổ trong tay và nói. Tử Nhi, Tiểu Bạch, chờ ta, rất nhanh thôi. Vừa dứt lời, Dương Diệp xoay người lập tức biến mất. Cuối cùng, cuộc đại chiến nhân tộc cùng yêu tộc đã kết thúc bằng việc yêu tộc lui quân. Nói cách khác chính là nhân tộc thắng. Toàn thành hoan hô. Chỉ có người từng tiếp xúc rất gần với cái chết mới biết được sống sót là một chuyện hạnh phúc dường nào. Trong kiếm điện, trong điện ngoại trừ tinh anh cùng nòng cốt của kiếm minh ra, vẫn có người của ba tông ba thành. Lần chiến đấu này, đế giả chúng ta tổng cộng tổn thất hơn 2.300 người, còn lại khoảng 1.000 người. Hư giả tổn thất 3 người, còn lại 11 người. Dưới đế giả thì nhiều vô số. Kể, Dạ Lưu Vân nói đến đây bèn dừng lại một lát, sau đó mới nói tiếp. Trong trận chiến này, tổ kiếm nhận đã hy sinh 12 kiếm tu. Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, rất lâu sau, hắn hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Dạ Lưu Vân và nói. Cố gắng điều tra rõ những người bị chết, xem bên cạnh bọn họ có người thân sống sót không. Nếu có thì chiếu cố nhiều hơn. Ta đã an bài xong xuôi rồi. Dạ Lưu Vân nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đó. Cho dù số lượng người đã ít hơn trước đây rất nhiều, nhưng hắn biết rõ, những người này có thể sống sót sau cuộc đại chiến với yêu tộc nhất định sẽ được lột xác, không chỉ cảnh giới trăng lên, mà trên phương diện tâm cảnh cũng vậy. Không bao lâu nữa, thực lực chỉnh thể của kiếm minh không chỉ khôi phục, còn có thể được nâng cao thêm một bước. Sau một lúc lâu, ánh mắt Dương Diệp nhìn về phía người của ba tông ba thành, nói. Các vị, cuộc đại chiến đã kết thúc, không biết các vị có tính toán gì không? Người ba tông ba thành liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Lâm Thiên đứng dậy, nói. Dương Tiểu Huynh, bây giờ ẩn vực đã bị yêu tộc chiếm lĩnh, chúng ta chắc chắn không thể quay về được. Cho nên, chúng ta muốn ở lại đại lục Minh Ngục một lần nữa thành lập gia tộc. Nói đến đây, Lâm Thiên không khỏi liếc nhìn Dương Diệp. Lúc này đại lục Minh Ngục là thiên hạ của kiếm minh, tục ngữ nói rất hay, bên giường sao có thể để cho người khác ngủ ngáy, Dương Diệp sẽ để bọn họ một lần nữa thành lập gia tộc ở đại lục Minh Ngục sao? Không chỉ có Lâm Thiên lo lắng, người của ba tông hai thành còn lại cũng lo lắng về điều này. Nghe thấy Lâm Thiên nói vậy, Dạ Lưu Vân không khỏi liếc nhìn đám người Lâm Thiên, tuy nhiên nàng không nói gì thêm, mà nhìn về phía Dương Diệp. Có thể nói, chỉ cần Dương Diệp lắc đầu, như vậy từ nay về sau ba tông ba thành sẽ biến mất trên đời giới. Đương nhiên, không phải nói tới tiêu diệt bọn họ, mà ba tông ba thành đều sẽ nhập vào kiếm minh. Bây giờ, ba tông ba thành không có tư cách, cũng không dám từ chối kiếm minh. Dương Diệp liếc nhìn đám người Lâm Thiên,
sau đó cười nói. Đương nhiên có thể. Hắn biết rõ tâm tư của những thế gia này cùng tông môn, những người này không muốn trở thành thuộc hạ của người khác. Thật ra điều này cũng rất bình thường, những thế gia cùng tông môn này đã từng cao cao tại thượng, để bọn họ cúi đầu xưng thần với mình, bọn họ tất nhiên sẽ không muốn. Hơn nữa, một khi bọn họ cúi đầu xưng thần với mình, điều này đại biểu thế gia cùng tông môn của bọn họ đều sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Bọn họ tuyệt đối không muốn điều này xảy ra. Dù sao, bọn họ đều thế gia cùng tông môn đã truyền thừa không biết bao nhiêu năm, đặc biệt là những thế gia này có quan niệm gia tộc đặc biệt mạnh mẽ. Đương nhiên, hắn có thể ép buộc những thế gia này gia nhập kiếm minh, lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu như muốn ép buộc, những thế gia này tất nhiên không dám không nghe theo. Nhưng làm như vậy nhất định sẽ khiến cho trong lòng những thế gia cùng tông môn sinh ra oán hận với hắn cùng kiếm minh, trong khoảng thời gian ngắn có thể không xảy ra chuyện gì, nhưng thời gian dài sau này, một khi cho những thế gia này cùng tông môn có cơ hội, bên trong kiếm minh nhất định sẽ đại loạn. Hơn nữa hắn cũng không thích thế gia cùng tông môn gia nhập kiếm minh, bởi vì nếu như những thế gia cùng tông môn này gia nhập kiếm minh, như vậy, bên trong kiếm minh sẽ xuất hiện thêm rất nhiều thế lực nhỏ, giữa tông môn cùng thế gia nhất định sẽ lục đục với nhau, đây là điều hắn không hy vọng nhìn thấy. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, đám người Lâm Thiên lập tức thở phào nhẹ nhõm, trong lòng mọi người đều cảm kích vạn phần, đồng thời thi lễ với Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên nói. Các vị có muốn rời khỏi thế giới này không? Đám người Lâm Thiên sửng sốt, Lâm Thiên lập tức nói. Dương Tiểu Huynh nói vậy là có ý gì? Dương Diệp đưa tay chỉ trên không trung, nói. Ta tiếp xúc qua cấm chế này rồi. Lấy thực lực của ta bây giờ, cho dù không thể hoàn toàn hủy diệt nó, nhưng muốn mở ra một lỗ thủng thì vẫn có thể làm được. Nếu như các vị muốn đi ra ngoài, ta có thể dẫn các vị cùng đi. Thật sao? Hai mắt Lâm Thiên mở to. Giọng nói còn có vẻ run rẩy. Nếu như là người khác nói có thể loại bỏ cấm chế, hắn dĩ nhiên sẽ không tin, nhưng Dương Diệp nói thì hắn tin. Bởi vì Dương Diệp thậm chí có thể giết được cả bán thần. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Tuy nhiên ta có một điều kiện. Đám người Lâm Thiên liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng Lâm Thiên nói. Đối với những lão già chúng ta mà nói, chỉ cần có thể ra ngoài thì điều kiện khó khăn mấy, chúng ta cũng bằng lòng đi làm. Dương Diệp cười nói, yên tâm, không phải quá khó, chỉ là sau khi rời khỏi đây, các ngươi phải theo ta một khoảng thời gian, không nhiều, chỉ 3 năm thôi được không? Ta không muốn lừa dối các vị, sở dĩ ta bảo các vị theo ta 3 năm, là bởi vì ta ở bên ngoài vực có vài kẻ thù, ta hy vọng được các vị giúp đỡ. Đây là điều kiện của ta. Bây giờ hư giả của 3 tông 3 thành cộng lại vẫn còn 9 người. 9 tên cường giả hư giả chính là một trợ lực lớn. Lâm Thiên im lặng một lát mới nói. Chỉ 3 năm thôi sao? Dương Diệp khẽ gật đầu, cười nói. Đúng vậy, chỉ 3 năm thôi. Đám người Lâm Thiên liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng mọi người khẽ gật đầu, Lâm Thiên nói. Được, chúng ta bằng lòng theo Dương Tiểu Hữu 3 năm. Dương Diệp nói, ta nói trước, chuyện này có chút nguy hiểm. Lâm Thiên cười nói. Dương Tiểu Hữu nói đùa rồi, mấy lão già chúng ta đều hiểu. Trên đời không có bữa cơm nào không phải trả tiền, nếu đã đoán được thì dĩ nhiên phải bỏ ra. Cho nên có nguy hiểm cũng là chuyện rất bình thường. Nếu như không có nguy hiểm, Dương Tiểu Hữu chắc hẳn cũng sẽ không tìm tới chúng ta, không phải sao? Dương Diệp mỉm cười, sau đó nói. Nếu các vị không có ý gì khác thì cứ quyết định như vậy đi. Đúng rồi, các vị có thể lựa chọn người đạt được đế giả trong tộc theo ta ra ngoài. Đương nhiên, chọn hay không chọn là do các ngươi quyết định. Dù sao ta cũng sẽ dẫn người đạt được đế giả trong kiếm minh ra ngoài, để bọn họ đi mở mang kiến thức một chút về thiên tài cùng cường giả ngoại vực. Vậy những người còn lại thì sao? Lâm Thiên không khỏi hỏi. Bọn họ đều ở lại đại lục sao? Đám người Dạ Lưu Vân cũng nhìn về phía Dương Diệp, đây cũng là điều bọn họ muốn biết. Dương Diệp nói. Không đạt được đế giả mà ra bên ngoài, thật ra chính là tự tìm chết. Cho nên... ở chỗ này là lựa chọn tốt nhất đối với bọn họ. Đương nhiên, ta cũng không phải nói sẽ bỏ mặc bọn họ, mà ta chuẩn bị xem Đại Lục Minh Ngục là đại bản doanh của chúng ta. Nhưng thế giới này là đóng kín. Dạ Lưu Vân nói. Thế giới này có linh khí loãng, không thích hợp để phát triển. Dương Diệp nói. Ta tất nhiên hiểu rõ điểm ấy. Các ngươi biết vì sao linh khí của thế giới này loãng như vậy sao?
Bởi vì có cấm chế kia, chỉ cần phá hỏng cấm chế kia, ta tin tưởng thế giới này sẽ từ từ khôi phục thành một thế giới bình thường. Cho dù lấy thực lực của ta bây giờ vẫn không có cách nào hoàn toàn vỡ ra cấm chế này, nhưng ta tin tưởng điều đó sẽ nhanh chóng được thực hiện thôi. Kiếm Minh muốn phát triển, muốn lớn mạnh thì nhất định phải có thế giới của mình. Đại lục Minh Ngục vừa lúc lại thích hợp, bởi vì lúc này Kiếm Minh đã trở thành chủ nhân của Đại lục Minh Ngục. Về phần yêu tộc, bây giờ yêu tộc đã có không bất cứ uy hiếp gì với Kiếm Minh nữa. Hơn nữa, thế lực ngoài vực không để ý tới thế giới này, điều này vừa vặn để cho Kiếm Minh nghỉ ngơi lấy lại sức cùng phát triển. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, mắt tất cả mọi người ở đó đều sáng lên. Nếu như Dương Diệp thật sự có thể đủ hoàn toàn phá vỡ được cấm chế này, vậy tuyệt đối sẽ là chuyện tốt cho tất cả Đại lục Minh Ngục. Bây giờ cho dù Đại lục Minh Ngục vẫn là chung thế giới, nhưng thực tế ngay cả một thế giới nhỏ cũng không bằng, bởi vì nơi này đóng kín, linh khí loãng đến tình trạng gần như không có. Mà một khi cấm chế bị hoàn toàn loại bỏ, vậy Đại lục Minh Ngục nhất định sẽ khôi phục trở thành chung thế giới thật sự. Thế giới trung bình. Đây cũng không phải là thế giới nhỏ, mà là thế giới trung bình, phải biết rằng một thế giới trung bình thật sự lại tương đương với trên trăm thế giới nhỏ. Một khi Đại lục Minh Ngục khôi phục bình thường, khi đó ở dưới linh khí dồi dào, người của Đại lục Minh Ngục nhất định sẽ nhanh chóng nâng cao thực lực. Bởi vì nơi này không có thiên đạo, trước khi đạt được hư giả thì gần như không có bất kỳ hạn chế nào. Đừng nói mọi người, cho dù là Dương Diệp cũng có chút hưng phấn, bởi vì nếu như Đại lục Minh Ngục thật sự khôi phục bình thường, như vậy thực lực của Kiếm Minh nhất định sẽ tăng trên diện rộng, nhân loại ở Đại lục Minh Ngục đều lấy làm vinh quang khi được gia nhập Kiếm Minh. Nói cách khác, chỉ cần là cường giả thì cơ bản đều sẽ lựa chọn gia nhập Kiếm Minh. Nếu như Đại lục Minh Ngục khôi phục bình thường, thu được lợi ích lớn nhất chính là Kiếm Minh. Đương nhiên, chuyện này vẫn không thể nóng vội được. Giống như lời hắn nói, thực lực của hắn bây giờ vẫn không có cách nào hoàn toàn phá hỏng được cấm chế này. Cho dù có Kiếm Linh giúp đỡ cũng không được, hắn nhiều lắm chỉ có thể xé ra một lỗ thủng mà thôi. Một lát sau, Dương Diệp nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đó, nói. Tất cả đi xuống chuẩn bị một chút, lập tức chờ đợi mệnh lệnh của ta. Mọi người ôm quyền với Dương Diệp, sau đó xoay người lui ra. Sau khi tất cả mọi người rời đi rồi, Dương Diệp hít sâu một hơi, nói. Linh giới. Hắn dĩ nhiên chưa từng quên linh giới. Ở nơi đó có An Nam Tĩnh, có Lục Kiếm Giao, có Ngọc Vô Song. Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất và im lặng rất lâu, sau đó bắt đầu chế luyện con rối. Hắn lập tức phải trở về linh giới, dĩ nhiên phải dẫn nhiều vài người trở lại, nếu không trở lại có khả năng không cứu được người ra, còn có thể bù cả mình vào trong. Liên minh người bảo vệ chắc hẳn cũng nắm giữ một thế giới trung bình. Thực lực của bọn họ nhất định không kém, cho nên hắn nhất định phải dẫn thêm nhiều cường giả trở lại. Bây giờ hắn chế luyện con rối dễ dàng hơn rất nhiều, bởi vì có Kiếm Linh giúp đỡ. Cứ như vậy, thoáng một cái đã 5 ngày trôi qua. 5 bộ con rối hư giả đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. 5 bộ con rối hư giả. Đây là cực hạn mà bây giờ hắn có khả năng thừa nhận. Sau khi luyện con rối xong, Dương Diệp bắt đầu tu luyện. Dĩ nhiên hắn không phải muốn đột phá hư giả, hắn mới bước vào đế giả không bao lâu. Căn bản không có khả năng đột phá hư giả trong thời gian ngắn như vậy. Cho dù có thể, hắn cũng sẽ không làm. Cảnh giới nâng cao quá nhanh cũng không phải là chuyện gì tốt lành. Bây giờ điều hắn muốn làm là khôi phục trạng thái của mình lên tới đỉnh phong. Khoảng 2 ngày trôi qua. Một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc vang lên trong toàn bộ Đại lục Minh Ngục. Giờ phút này, tất cả Đại lục Minh Ngục đều đang run rẩy. Ngay sau đó, một giọng nói đầy lệ khí cổ xưa lại nang theo sự vô tận bỗng nhiên vang lên ở Đại lục Minh Ngục. Nữ nhân đáng chết, vạn năm rồi. Người vây khốn bản tôn vạn năm, hôm nay là thời điểm chúng ta chấm dứt. Khi giọng nói kia vang lên một uy áp vô hình xuất hiện ở trong không trung, đè ép xuống mặt Nhật Thành, mà sau khi uy áp này xuất hiện, rất nhiều huyền giả thực lực thấp trong thành đều trực tiếp nằm sấp trên mặt đất. Áp lực. Trong giọng nói của đối phương lộ ra một uy áp rất khủng khiếp, uy áp này nhắm thẳng vào linh hồn khiến người ta có kích động muốn quỳ xuống đất bái lạy. Uy áp rất khủng khiếp này cũng không phải nhằm vào người của Mạt Nhật Thành, nó giống như một trận gió nhẹ, chẳng qua lướt qua Mạt Nhật Thành mà thôi. Trong lòng mọi người hoảng hốt, đây rốt cuộc là ai? Vào giây phút âm thanh vang lên, Dương Diệp trực tiếp lướt ra ngoài kiếm điện,
sau đó kiếm ý niết bàn cảnh xuất hiện ở nơi đây, cuối cùng cuốn ra, xua tan luồng uy áp khủng khiếp này. Khi uy áp vô hình kia bị hắn xua tan, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt ngoại trừ kinh ngạc còn có chút nghiêm trọng. Không ngờ trong đại lục minh ngục vẫn còn có cường giả tuyệt thế như vậy. Mặc dù chỉ nghe được giọng điệu của đối phương, nhưng từ trong giọng nói của đối phương, hắn lại cảm giác được sự mạnh mẽ của đối phương. Người này còn mạnh hơn Nhiếp Vô Mệnh. Trong mắt Dương Diệp đầy vẻ nghiêm trọng, một lát sau, dường như nghĩ tới điều gì nên con ngươi của hắn hơi co lại, nói. Chỗ đó, là vị trí của kiếm thần đảo, cũng là nơi ở của nữ tử mù. Nữ nhân mà giọng nói này nhắc tới, chẳng lẽ là chỉ nữ tử mù sao? Im lặng vài hơi thở, Dương Diệp chuẩn bị đi xem. Mà vào lúc này, Dạ Lưu Vân bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ngươi muốn đi sao? Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Ta muốn đi xem thử. Mặc dù đối phương không phải nhằm vào kiếm minh, nhưng có khả năng liên quan đến nữ tử mù. Dạ Lưu Vân im lặng một hồi, sau đó nói. Cẩn thận. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Ta biết, đúng rồi, chuyện của kiếm minh chuẩn bị thế nào rồi? Dạ Lưu Vân nói. Tất cả cường giả đều đã chuẩn bị thu xếp. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta có thể lập tức xuất phát. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát, sau đó trầm giọng nói. Có chuyện ta quên nói với ngươi. Chuyện gì vậy? Dương Diệp nhìn về phía Dạ Lưu Vân. Dạ Lưu Vân trầm giọng nói. Sau khi đại chiến Mạt Nhật Thành kết thúc, không biết tiền bối kiếm hư lại đi đâu. Đi à? Dương Diệp nhíu mày. Dạ Lưu Vân nói. Không biết, có cần phái người tìm hắn không? Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó lắc đầu, nói. Thôi đi, chắc hắn có chuyện muốn làm, đừng quấy rầy hắn. Chờ hắn giải quyết xong, chắc hẳn sẽ trở lại thôi. Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu, sau đó nàng liếc nhìn Dương Diệp, nói. Ta có cần theo ngươi đi ra ngoài vực không? Dương Diệp sửng sốt, tùy tiện nói. Đương nhiên. Vậy đại lục minh ngục kiếm minh làm thế nào? Dạ Lưu Vân nói. Dương Diệp sửng sốt, hắn thật sự chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Bây giờ đại lục minh ngục đều do Dạ Lưu Vân đang xử lý, nếu như nàng đi theo hắn tới vực ngoại, vậy ai tới xử lý Mạt Nhật Thành đây? Chủ yếu là giao cho người khác, hắn cũng không yên tâm. Ta ở lại. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên truyền đến. Dương Diệp cùng Dạ Lưu Vân xoay người nhìn lại, phát hiện người nói là Vân Bán Thanh. Ngươi không đi sao? Dương Diệp hỏi. Vân Bán Thanh khẽ lắc đầu, nói. Ngoài vực không quá hấp dẫn đối với ta, hơn nữa, ta muốn ở lại đây cùng mẫu thân ta. Cho nên, ngươi cùng Lưu Vân đi đi, cứ để cho ta xử lý chuyện ở Mạt Nhật Thành. Yên tâm, chờ tới khi các ngươi trở về, sẽ Mạt Nhật Thành không phải là một thành lộn xộn. Dương Diệp nhìn Vân Bán Thanh rất lâu, thấy nàng không giống nói dối nên lập tức khẽ gật đầu, nói. Được, Mạt Nhật Thành giao cho ngươi xử lý. Nói xong, hắn nhìn về phía Dạ Lưu Vân, nói. Các ngươi trao đổi công việc cho nhau. Nói xong, hắn biến mất ở phía chân trời. Sau khi nhìn Dương Diệp rời đi, Vân Bán Thanh hơi cúi đầu. Lúc này, Dạ Lưu Vân đi tới bên cạnh nàng, nói. Thật ra ngươi cũng muốn đi cùng hắn ra ngoài, đúng không? Vân Bán Thanh khẽ cười, nói. Ngươi ở bên người hắn càng hữu dụng hơn ta. Cho dù nàng cũng am hiểu quản lý, nhưng đó đều là chuyện buôn bán, kinh doanh. Nhưng năng lực của Dạ Lưu Vân không chỉ có vậy. Năng lực của Dạ Lưu Vân có thể nói là mang tính toàn diện, ánh mắt nàng cũng nhìn xa, biết được cách quản lý và khống chế người phía dưới. Bởi vậy, cho dù nàng đi tới Mạt Nhật Thành cũng chỉ là thân phận trợ giúp. Trong Mạt Nhật Thành, ngoại trừ Dương Diệp ra, địa vị của Dạ Lưu Vân cũng là không thể thay thế được. Dạ Lưu Vân liếc nhìn Vân Bán Thanh, sau đó khẽ nói. Hắn là một người trọng tình cùng nhớ tình bạn cũ, càng là một người thông minh, những gì ngươi bỏ ra sẽ không trôi xuống sông xuống bể đâu. Vân Bán Thanh khẽ lắc đầu, nói. Ta không suy nghĩ nhiều như vậy, nếu như không phải nhờ có hắn. Sợ rằng ta, mẫu thân ta còn có đệ đệ ta đã sớm không ở trên thế gian này. Cho dù có, chúng ta cũng sẽ sống không bằng chết. Cho nên, có thể làm chút chuyện cho hắn là ta đã thấy rất vui vẻ rồi. Ta chưa từng nghĩ tới chuyện khác, cũng không cầu mong xa vời như vậy. Dạ Lưu Vân thầm thở dài, sau đó kéo tay của Vân Bán Thanh, nói. Đi thôi,
chúng ta đi an bài một chút. Vân Bán Thanh liếc nhìn về phía chân trời, sau đó cùng Dạ Lưu Vân xoay người rời đi. Dương Diệp ngự kiếm lao về phía vị trí kiếm thần đảo, qua gần nửa khắc, Dương Diệp bỗng nhiên nhíu mày, sau đó ngừng lại. Hắn nhìn lướt qua xung quanh, nói. Đi ra. Mới không gặp một thời gian, không ngờ thực lực của ngươi đã trưởng thành đến mức như vậy. Một tiếng nói kinh ngạc truyền ra từ không gian phía trước Dương Diệp, rất nhanh đã thấy có một người mặc áo đen xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Là ngươi. Dương Diệp trầm giọng nói. Hắn tất nhiên có ấn tượng với người áo bào đen này, đó là người đã từng truy tìm dấu vết của hắn. Tuy nhiên không biết vì nguyên nhân gì, cuối cùng đối phương biến mất. Hắn không ngờ được bây giờ đối phương lại đi ra. Người tên là Dương Diệp, đến từ linh giới, mẫu thân là đệ tử nội môn của Bách Hoa Cung, có một người muội muội. Người mặc áo đen chậm rãi kể ra. Rất nhanh, hắn đã nói hết mọi chuyện từ khi Dương Diệp sinh ra đến bây giờ, cơ bản không có gì sai sót. Lúc trước hắn biến mất, cũng là vì đi tới linh giới để điều tra thân phận của Dương Diệp. Sau khi điều tra rõ lai lịch của Dương Diệp, hắn đã có thể xác định Dương Diệp chính là người của Dương gia. Dương Diệp trầm giọng nói. Ngươi là ai? Dương gia. Người mặc áo đen nói. Dương gia. Hai mắt Dương Diệp híp lại, hắn dĩ nhiên biết Dương gia, bởi vì Lục Ngôn đã từng nói với hắn. Dương Diệp im lặng một lát mới nói. Các ngươi tới tìm ta làm gì? Tới nói cho ngươi biết, ngươi có tư cách tham gia cuộc chiến tranh đoạt thế tử Dương gia. Người mặc áo đen nói. Cuộc chiến tranh đoạt thế tử sao? Dương Diệp lắc đầu, nói. Ta không có hứng thú. Ngươi có thể đi về đi. Còn nữa, ta và Dương gia các ngươi không có quan hệ gì cả. Ngươi muốn buông tha cơ hội này sao? Người mặc áo đen nhíu mày nói. Ngươi cũng biết. Nếu như người lên làm thế tử Dương gia, điều này có nghĩa là sau này ngươi sẽ quản lý 5.000 thế giới nhỏ, 1.000 thế giới trung bình, còn có 25 thế giới lớn. Không có hứng thú. Dương Diệp nói xong thì xoay người rời đi. Đời này hắn chỉ tin một điểm, đó chính là tất cả đều phải dựa vào mình. Nếu như thực lực của mình không mạnh, đừng nói thế tử Dương gia gì đó, cho dù làm gia chủ Dương gia cũng sẽ bị người giết chết. Mà nếu như thực lực của mình mạnh, cho dù là loại gia tộc như Dương gia này cũng không dám bắt nạt. Dựa vào mình. Lúc này, người mặc áo đen bỗng nhiên chắn ở trước mặt Dương Diệp, nói. Ngươi không muốn nhận tổ quy tông sao? Nhận tổ quy tông. Dương Diệp cười khẽ, sau đó nói. Có phải là ta trở về thì có thể lập tức lên làm thế tử, sau đó nắm giữ Dương gia không? Nếu như đúng, bây giờ ta sẽ trở về với ngươi. Người mặc áo đen hơi ngẩn người ra. Tùy tiện nói. Dĩ nhiên không phải rồi. Được tuyển làm thế tử lại đại biểu nhậm chức gia chủ của Dương gia ta. Bởi vậy, thế tử này chỉ có thể do cường giả tới làm. Hễ là con cháu của Dương gia, sau khi bọn họ trưởng thành đều sẽ bị đưa đến các vị diện để rèn luyện, chờ đến lúc Dương gia ta sẽ gọi bọn họ về, sau đó để bọn họ cạnh tranh vị trí thế tử. Dương Diệp nhún vai, nói. Ta còn tưởng rằng để ta làm thế tử miễn phí chứ. Người mặc áo đen. Dương Diệp lại nói. Ý cùng lai lịch của ngươi ta đều hiểu. Ngươi trở lại nói cho gia chủ Dương gia gì đó là ta bỏ quyền, ta không tham gia. Hắn không có hứng thú đi tham gia cạnh tranh thế tử Dương gia gì đó, bởi vì hắn vốn không thích quản lý thế lực nào, càng không thích lục đục với người khác. Thế tử Dương gia gì đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người tới tranh giành. Nếu như hắn trở lại, vậy có khả năng cả đời thật sự không được an bình. Hơn nữa, hắn không có chút lòng trung thành nào đối với Dương gia này cả. Hắn trưởng thành đến bây giờ thì có liên quan gì với Dương gia chứ? Không có Dương gia, hắn vẫn sống rất tốt. Không được. Lúc này, người mặc áo đen bỗng nhiên nói. Dương Diệp hơi ngẩn người ra, tùy tiện nói. Các ngươi còn ép mua ép bán sao? Người mặc áo đen trầm giọng nói. Gia tộc có quy định, chỉ cần là con cháu của Dương gia thì đều phải tham gia. Bởi vì Dương gia không có kẻ hèn nhát. Buông tha chính là kẻ hèn nhát sao? Dương Diệp kinh ngạc nói. Đúng vậy. Người mặc áo đen nói. Dương Diệp. Lúc này, người mặc áo đen lại nói. Nếu như ngươi không tham gia, ngươi sẽ chết. Bởi vì tổ tiên Dương gia có tổ huấn, người của Dương gia có thể thua nhưng không thể nhát gan. Kẻ hèn nhát không xứng làm người của Dương gia, nếu như ngươi buông tha,
Dương gia sẽ rút hết huyết mạch Dương gia bên trong cơ thể ngươi, sau đó đuổi ngươi ra khỏi Dương gia. Đương nhiên, đây là kết quả tốt nhất, tình hình chung đều trực tiếp giết chết. Dương Diệp. Người mặc áo đen tiếp tục nói. Thật ra, người vốn có không có tư cách tham gia, bởi vì phụ thân ngươi là người bị trục xuất, cho nên ngươi coi như là người bị trục xuất. Trục xuất. Dương Diệp nhíu mày. Vậy tại sao ta lại có tư cách tham gia? Người mặc áo đen im lặng một lát, sau đó nói. Là cô của ngươi, nàng tới cầu xin thay cho ngươi. Cô. Dương Diệp nhíu mày. Người mặc áo đen lắc đầu, nói. Nói chung, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Sau khi xác nhận ngươi là người của Dương gia, ta đã truyền tin tức trở lại. Không bao lâu, sứ giả tiếp dẫn của Dương gia sẽ đến đón ngươi. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Dương Diệp, nói. Nếu ngươi thật sự không muốn đi, đến lúc đó ngươi lại phải giết chết sứ giả tiếp dẫn này. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là ngươi có thực lực đó. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Đề nghị này của ngươi không tệ, ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Người mặc áo đen. Dường như nghĩ đến cái gì, Dương Diệp nói. Ta nhớ, trước đây Lục Tiền Bối từng nói qua, Dương gia chỉ nắm giữ mấy nghìn thế giới, thế nào? Đó là chuyện từ đời nào rồi chứ? Người mặc áo đen ngắt lời Dương Diệp. Cũng đúng. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Bây giờ ngươi phải về Dương gia sao? Người mặc áo đen nói. Đi ngay lập tức. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Trở lại bảo gia chủ các ngươi nên thật sự nghiêm túc suy tính một chút, nói với hắn, tính tình con người ta không quá tốt, nếu thật sự đi về Dương gia các ngươi, có thể sẽ khiến cho Dương gia các ngươi gà chó không yên. Người mặc áo đen liếc nhìn Dương Diệp, nói. Ngươi yên tâm, con cháu Dương gia ở bên ngoài tính tình đều không tốt, nhưng sau khi trở về đều sẽ trở nên dễ bảo. Nói xong, người mặc áo đen xoay người rời đi. Chờ một chút. Lúc này... Dương Diệp bỗng nhiên nói. Người mặc áo đen xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói. Thế nào? Dương Diệp nói. Cũng không có gì, ta chỉ nhắc nhở ngươi, nếu các ngươi phái sứ giả tiếp dẫn tới đón ta thì tốt nhất nên phái người lợi hại một chút. Nói xong, Dương Diệp xoay người lập tức biến mất. Người mặc áo đen. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 101.